chương 2661 đồi yến xảy ra chuyện. Sở kiếm thu trở lại vạn thành đá thời điểm. Vẫn có chút nhức đầu xoa chán một cái, đối với những nữ nhân này ở giữa tranh cãi. Hắn thật sự là không thể làm gì, nếu như hắn trễ chạy đi mà nói, cuối cùng xui xẻo. Tuyệt đối sẽ là hắn. Bởi vì vô luận là mộ dung thanh ảnh, vẫn là đỗ hàm nhãn. Hắn đều không tốt cố ý mà thiên hướng một bên nào mặc dù trong lòng của hắn có lẽ càng thêm ưa thích đỗ hàm nhạn một chút. Dù sao đỗ hàm nhạn so với mộ dung thanh ảnh cái não kia có hố cô nàng tương đối mà nói. Càng nhu hòa nghe lời một chút, chỉ là nếu như hắn biểu hiện quá mức lòng thiên vị. Mộ dung thanh ảnh cũng tuyệt đối sẽ bạo tẩu lấy mộ dung cô nàng tính tình. Cũng không biết sẽ náo ra dạng gì sự cố đi ra, cho nên, biện pháp tốt nhất, vẫn là chuồn mất. Chạy là thượng sách suy nghĩ một chút sự tình vừa rồi sở kiếm thu cảm giác chính mình vẫn là xúc động rồi nếu như không phải mộ dung thanh ảnh kịp thời xuất hiện không chắc hắn còn thật sự có khả năng sẽ cùng đỗ hàm nhạn tiến hành một phen mây mưa sự tình lấy hắn cùng đỗ hàm nhạn quan hệ trong đó dù cho cùng đỗ hàm nhạn xảy ra một chút phu thê chi sự ngược lại là không có gì nhưng mấu chốt là hắn hiện tại cũng còn không có làm rõ hắn hậu viện những nữ nhân này lớn nhỏ Trình tự vấn đề, thật sự không thích hợp cùng một cái nào đó nữ nhân tiến hành tiến hơn một. Bước phát triển, bởi vì hắn nếu là cùng Đỗ Hàm nhạn xảy ra thực chất quan hệ, một khi bị những nữ nhân khác biết, ắt sẽ đi lên đối với hắn bước thoái vị. Mà hắn nếu là cùng Đỗ Hàm nhạn đều xảy ra quan hệ. Tự nhiên là không thể cự tuyệt nữa cái khác nữ tử, dù sao cũng là nữ nhân của hắn. Hắn không thể biểu hiện quá mức bất công, nặng bên này nhẹ bên kia để tránh đả thương cái khác nữ tử tâm. Nhất là tả khưu thương trúc, lạc chỉ vân. Hạ U Hoàng cùng Tô Nghiên Hương mấy cái này sớm nhất cùng với mình nữ tử. Các nàng đến bây giờ đều không có cùng chính mình phát sinh chân chính vợ chồng chi thực. Nếu là mình ngược lại trước cùng đỗ hàm nhạn xảy ra quan hệ. Đối với các nàng cũng không tốt giao phó. Trước đây bởi vì chính mình cùng nhan thanh tiết sự tình. Đều suýt nữa náo ra một chút nhiễu loạn lớn đi ra khiến cho tô nghiên hương đối với chính mình sinh ra cực lớn hiểu lầm từ đó trốn đi nam châu nếu không phải là nàng ban đầu ở cảnh thuận thành gặp lý tương quân bị lý tương quân cứu được kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi có một lần kia giáo huấn sở kiếm thu cũng không muốn lại đến lần thứ hai bởi vì cũng không phải mỗi lần đều may mắn như vậy đều có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua nan quan cho nên tại không có nghĩ rõ ràng như thế nào giải quyết hắn hậu viện cái vấn đề phía trước hắn vẫn là phải tận lực bảo trì khắc chế dứt khoát cùng ai đều không phát sinh chân chính quan hệ cứ như vậy cũng coi như là cam đoan lớn nhất công bằng để tránh cái khác nữ tử nghĩ lung tung sở kiếm thu lắc lắc đầu đem những chuyện này tạm thời vứt qua một bên bây giờ huyền kiếm tông vẫn như cũ gặp phải cực lớn ngoại hoạn cũng không phải cân nhắc những thứ này nhi nữ tình trường chuyện thời điểm. Sở kiếm thu trở lại vạn trong thành đá phủ đệ của mình. Đang định tiếp tục bế quan tu luyện thời điểm. Lúc này bỗng nhiên Lý Tương Quân từ bên ngoài lào đảo chạy vào, sở. Kiếm thu, không xong, người nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp. Khâu yến cô nương nàng phải chết. Lý Tương Quân vội vội vàng vàng chạy vào. Hướng về phía sở kiếm thu vô cùng nóng này kêu lên, cái gì, khâu yến phải chết, sở. Kiếm Thu nghe nói như thế, lập tức trong nháy mắt trợn to hai mắt, Lý Tương Quân. Ngươi tại sao vậy, ta không phải là nhường ngươi nhìn chằm chằm nàng sao? Sở Kiếm Thu, ta cũng không thể một ngày 12 canh giờ đều nhìn chằm chằm nàng a. À. Hơn nữa cả ngày đều phong bế kinh mạch của nàng, không để cho nàng có thể nhúc nhích. Điều này cũng tại đáng thương, ta cũng chỉ là nghĩ đến tạm thời giải khai kinh mạch của nàng. Muốn cho nàng hoạt động một chút, thư giãn một tí. Ai nghĩ đến nàng lại đột nhiên tìm chết. Người mau chóng tới xem một chút đi, khâu yến cô nương nói. Nếu như ngươi không đi gặp nàng một mặt cho nàng một cái công đạo mà nói. Nàng liền không sống được, Lý Tương Quân vô cùng nóng nảy nói, sở kiếm thu nghe nói như thế. Lập tức không khỏi trở nên đau đầu. Cái này không có đầu óc đứa đần đồ tôn, thật đúng là không để hắn bớt lo. Nhưng hắn lại không thể thật sự để cho khâu yến xảy ra chuyện dù sao khâu yến vô luận nói như thế nào cũng là sông tễ thân truyền đệ tử nếu là khâu yến tại ở đây hắn xảy ra vấn đề hắn đối với sông tễ không tiện bàn giao ngươi đi trước ổn định nàng ta sau đó liền đến sở kiếm thu nói nói xong hắn đều không đợi lý tương quân đáp ứng thân hình lóe lên liền biến mất ở trước mặt lý tương quân lý tương quân nhìn thấy một màn này lập tức tức giận đến dậm chân không có cách nào phía dưới, chỉ có thể liền vội vội vàng vàng mà chạy trở về phù. Trận phương, Công Giã Linh đang luyện chế sở kiếm thu truyền thụ cho nàng Tẩy Tủy Phạt Cốt Phù. Cái này Tẩy Tủy Phạt Cốt Phù trải qua sở kiếm thu một lần lại một lần thăng cấp. Bây giờ Tẩy Tủy Phạt Cốt Phù hiệu quả so với tối sơ bản Tẩy Tủy Phạt Cốt Phù. Hiệu quả không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Công Giã Linh mặc dù đối với sở kiếm thu phù trận tạo nghệ đã cực kỳ bội phục, nhưng khi nhìn thấy tẩy tủy phạt cốt phù thần diệu hiệu quả vẫn như cũ không khỏi lần nữa đối với sở kiếm thu phát ra một hồi phát ra từ nội tâm từ đáy lòng tán thưởng võ giả tư chất chính là tiên thiên sở định trừ phi gặp phải cực kỳ to lớn cơ duyên mới có thể nhận được tẩy tủy phạt cốt làm cho tư chất của mình phát sinh thoát thai hoán cốt tầm thường biến hóa lại không nghĩ rằng sở kiếm thu lại có thể luyện chế ra loại này có thể làm cho người tẩy tủy phạt cốt thần diệu linh phủ ý vị này tại huyền kiếm tông mỗi một cái võ giả cũng có thoát thai hoán cốt cơ hội chẳng thể trách huyền kiếm tông một cái nho nhỏ nam châu tông môn cuối cùng lại có thể phát triển đến tình cảnh mạnh mẽ như vậy trong tông môn càng là hiện ra vô số thiên tư kiệt xuất thiên tài võ đạo thì ra đây cũng không phải là nam châu võ giả trời sinh thiên phú kỳ giai mà là bởi vì huyền kiếm tông nắm giữ tẩy tủy phạt cốt phù loại này có thể thay đổi võ giả tư. Chất thần diệu linh phù. Một cái võ giả tư chất thường thường quyết định hắn võ đạo tu luyện hạn mức cao nhất. Mà huyền kiếm tông nắm giữ tẩy tủy phạt cốt phù loại này thần diệu vô biên linh phù. Ý vị này huyền kiếm tông mỗi một cái võ giả tại trên võ đạo chi lộ. Cơ hồ cũng có khả năng vô hạn. Công giã linh khi lấy được sở kiếm thu truyền thụ sau đó cơ hồ mỗi ngày đều như si mê như say xưa mà nghiên cứu những thứ này hiệu quả thần diệu linh. Phù, ông, công giã linh phù bút cuối cùng một bút sau khi hoàn thành. Một đạo ánh sáng trói mắt từ trước mặt linh phù bên trên thoáng qua. Từ đạo linh phù này phù dũng khí hơi thở nhìn lại, lại đã đạt tới trung phẩm phù mật trình độ. Công giã linh nhìn thấy một màn này. Ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc khổ luyện nhiều ngày như vậy nàng cuối cùng luyện chế thành một đạo trung phẩm phù mật thất giai tẩy tủy phạt cốt phù. Đạo này tẩy tủy phạt cốt phù hiệu quả đủ để khiến địa tôn cảnh đỉnh phong võ giả. Đều có thể phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt tăng lên trên diện rộng hắn võ đạo tư chất. Đang tại công giã linh kinh hỉ ở giữa, bỗng nhiên trước mắt nàng một hoa. Sở kiếm thu trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh nàng, công tử, người đã đến, công. Dã Linh nhìn thấy xuất hiện Sở Kiếm Thu, vội vàng cung kính thi lễ một cái đạo. Mặc dù Sở Kiếm Thu là sư tổ của nàng, nhưng cũng không biết vì cái gì. Trong nội tâm nàng lại cũng không nguyện ý gọi Sở Kiếm Thu sư tổ. Ngược lại càng ưa thích xưng hô Sở Kiếm Thu vì công tử. Chương 2662 không thức hảo nhân tâm. Công Giã Linh, theo ta đi một chuyến, giải quyết một cái khâu yến sự tình, Sở kiếm thu nhìn xem công dã linh nói, khâu sư muội công. Dã linh nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, nàng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, khâu. Sư muội thế nào? Nàng cho là ta giết ngươi, cả ngày muốn la hét báo thù cho ngươi, ta không thấy nàng. Nàng liền cả ngày tìm cái chết, sở kiếm thu lườm nàng một mắt nói. Công dã linh nghe vậy, trong lòng không khỏi một hồi xúc động nhưng lại có mấy phần kỳ quái hỏi công tử không có nói cho nàng chân tướng sự tình sao phía trước bởi vì muội muội của ngươi còn không có cứu ra miệng nàng lại không bền chắc ta dám nói cho nàng chân tướng sự tình sao chỉ nàng cái kia đứa đần đầu óc chỉ sợ nàng biết chân tướng sự tình sau không cần bao lâu ám ma ngục người liền đạt được tin tức sở kiếm thu có chút tức giận nói cái kia công tử chúng ta đi nhanh lên đi công giã linh nghe vậy lập tức vội vàng nói nàng có thể tưởng tượng được khâu yến khi nghe đến chính mình chết tin tức thời điểm không biết sẽ có bao nhiêu khó chịu nhưng mà cho phép để nàng không có bắt được sở kiếm thu lại không dám tự mình đi gặp khâu yến hơn nữa nàng trước đó vẫn còn cho là sở kiếm thu là đem chân tướng sự tình nói cho khâu yến lại không nghĩ đến sở kiếm thu đến bây giờ cũng không có nói cho khâu yến chân tướng sự tình Bất quá công giã linh cũng không có trách sở kiếm thu, bởi vì sở kiếm thu làm như vậy. Hết thảy đều là vì nàng và muội muội nàng công giã nghiên, nghĩ tới đây. Công dã linh trong lòng đối với sở kiếm thu cùng khâu yến đều không khỏi cảm thấy một hồi ấy. Này, sở kiếm thu không nói thêm gì nữa, vung tay lên. Mang theo công giã linh trong nháy mắt tại chỗ tiêu thất sau một khác. Cũng đã xuất hiện ở Lý Tương Quân trong trạch viện. Lý Tương Quân, ngươi không cần khuyên ta. Ngươi đi đem sở kiếm thu cái kia vô sỉ cầu tặc kêu đến. Hắn dám làm ra như thế không có chút nhân tính nào ác độc sự tình. Cũng không dám tới gặp ta sao, có bản lĩnh để cho hắn tới, đem ta khâu yến cùng một chỗ giết. Khâu yến tại trong đình viện của Lý Tương Quân. Hướng về phía Lý Tương Quân khàn cả giọng kêu lên. Nàng lúc này tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn, hai mắt hiện đầy tơ máu giống như một cái đầu đường tên ăn mày đồng dạng nơi nào còn có nửa phần phong nguyên học cung tứ đại mỹ nhân một trong dáng vẻ sư muội công dã linh nhìn thấy khâu yến cái dạng này trong lòng lập tức không khỏi đau xót trong mắt nước mắt trong nháy mắt liền bừng lên đang tại đối với lý tương quân điên cuồng kêu khâu yến nghe được tiếng gọi này toàn thân lập tức không khỏi cứng đờ nàng chậm rãi xoay người lại nhìn thấy xuất hiện tại bên người nàng cách đó không xa công dã linh trong mắt lập tức lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sư tỷ, sư tỷ, thật là ngươi sao, ngươi không có chết khâu. Yến nhìn thấy công dã linh, toàn thân lập tức không khỏi một hồi run rẩy. Cái kia môi khô khốc một hồi run rẩy, nàng đưa tay vuốt vuốt cặp kia hiện đầy tia máu hai mắt. Nghĩ xác nhận chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Sư muội, là ta ta không có chết, công tử thả ra tin tức đây chẳng qua là vì cứu ta cùng ta muội muội ngộ biến tùng quyền công tử cũng không có thật sự giết ta công dã linh cũng nhịn không được nữa đi lên phía trước đem khâu yến ôm vào trong ngực ôm thật chặt đầu của nàng nhiệt lệ chảy dài nói khâu yến nghe được âm thanh quen thuộc này cảm nhận được cái này quen thuộc ôm ấp cùng công dã linh trên thân cái kia quen thuộc u hương cuối cùng xác nhận trước mắt một màn này không phải là ảo giác của mình mà là nàng chân chân chính chính sư tỷ sư tỷ thật là ngươi ngươi thật sự không có chết khâu yến sau khi phản ứng lập tức cũng là cũng nhịn không được nữa cẩn thận ôm lấy công dã linh đem đầu nằm ở trong ngực công dã linh gào khóc nàng phảng phất muốn đem trong khoảng thời gian này bị ủy khuất cùng thương tâm toàn bộ đều tại sư tỷ trong ngực phát tiết đi ra sư tỷ ngươi còn sống làm gì không sớm một chút nói cho ta biết để cho ta thương tâm lâu như vậy, còn có cái kia đáng chết cầu tạc. Sẽ chỉ làm người đem ta bắt giam, nửa điểm tin tức cũng không có nói cho ta biết. Các ngươi đem ta lừa gạt thật tốt đáng oa. Khâu Yến một bên thương tâm khóc giống, vừa hướng công dã linh thổ lộ hết lấy nước đắng. Sở kiếm thu nghe được tên ngu si này đồ chơi mở miệng một tiếng cầu tặc mà mắng lấy. Sắc mặt sớm đã đen như đáy nồi, hắn thật sự không rõ sông tễ làm sao lại thu như thế một kẻ ngu ngốc làm đồ đệ mặc dù khâu yến phù trận thiên phú đích xác rất không tệ nhưng mà cái não này quả thực đáng lo sư muội đây đều là sư tỷ không tốt ngươi cũng đừng trách công tử dù nói thế nào hắn cũng là sư tổ của chúng ta công giã linh vụng trộm liếc qua đứng ở một bên sở kiếm thu nhìn thấy sở kiếm thu cái kia trương cơ hồ đen gì chẳng khác nào đáy nổi khuôn mặt lập tức vội vàng hướng khâu yến khuyên nhủ. Mặc dù nàng và sở kiếm thu tiếp xúc thời gian không tính rất nhiều. Nhưng mà đối với sở kiếm thu tính tình như thế nào? Cũng là có chỗ nghe thấy, sở kiếm thu hai đại đặc sắc, một cái là tham tài. Một cái là ưa thích ký sổ, cái này cũng đã là nổi danh. Đắc tội hắn, cái kia từng đôi tiểu hài không phải đứng xếp hàng chờ lấy xuyên sao, khâu yến đem. Hắn mắng ác như vậy, sau này còn có thể có cuộc sống tốt khâu yến thế nhưng là vì mình sự tình mới như vậy mắng sở kiếm thu công giã linh cũng không muốn khâu yến bởi vậy bị sở kiếm thu ký sổ về sau chờ lấy từng đôi xuyên không xong tiểu hài ta mới không nhận hắn cái này chó má gì sư tổ đâu cũng chỉ biết chơi ta người cũng không biết ta trong khoảng thời gian này bị hắn chỉnh thảm bao nhiêu đâu có hắn như thế làm sư tổ sao ô ô hắn chính là một cái chính cống đại hỗn đản cầu tặc kia mơ tưởng ta nhận hắn làm sư tổ khâu yến một bên nằm ở trong ngực công dã linh ô ô khóc giống một bên tức miệng mắng to sở kiếm thu thực sự là nghe không nổi nữa mẹ nó tên ngu si này chơi ý thực sự là không thức hảo nhân tâm uổng phí chính mình đối với nàng nỗi khổ tâm nàng không phải ưa thích lý tương quân sao chính mình hảo ý mà thúc đẩy chuyện tốt của nàng cơ hội tốt như vậy nàng cũng không có đi chắc chắn kết quả là ngược lại mắng hắn thực sự là lương tâm bị cẩu ăn công dã linh nàng liền giao cho ngươi ngươi cho ta coi chừng nàng đừng để nàng làm càn đằng bằng không nếu như náo ra vấn đề gì ta đến lúc đó cần phải duy ngươi là hỏi sở kiếm thu lười nhác lại để ý tới tên ngu si này đồ chơi hướng công giã linh giao phó một câu liền trở về phủ đệ của mình đi lý tương quân nhìn thấy cuối cùng đem cái này vấn đề lớn giải quyết trong lòng lập tức thật dài thở ra một hơi nhưng mà tiếp lấy, trong nội tâm nàng lại là đùng một tiếng dâng lên một cơn lửa giận, hỗn đàn. Này, rõ ràng là có thể đã sớm giải quyết cái vấn đề này, lại vẫn cứ muốn kéo tới bây giờ. Đây rõ ràng là cố ý tại chỉnh mình. Nghĩ tới đây, Lý Tương Quân lập tức không khỏi cắn răng nghiến lợi liếc mắt nhìn sở kiếm thu. Bóng lưng rời đi, tức giận mà dậm chân, sở kiếm thu. Người cho bản cô nương trở lấy, sớm muộn bản cô nương muốn tìm ngươi tính toán trở về bút chướng. Này, bất quá, Lý Tương Quân cùng Khâu Yến cái này thật đúng là hiểu lầm Sở Kiếm Thu. Sở Kiếm Thu thật đúng là không phải muốn cố ý cả các nàng, mà là bởi vì trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra thực sự nhiều lắm. Nếu như không phải hôm nay Lý Tương Quân chạy đến tìm hắn mà nói, hắn đều kém chút đem Khâu Yến chuyện này đem quên đi. Chương 2663 động u chi nhãn đệ tứ trọng Sở Kiếm Thu vừa mới trở lại phủ đệ của mình, lại phát hiện Cố Khanh cũng đã tìm tới cửa tới, Sở Kiếm Thu lập tức không khỏi có mấy phần im. Lặng, hắn tại Linh Thanh Phong cùng Đỗ Hàm nhạn, Nguyễn Vũ Lâu mới qua mấy ngày tiêu giao thời gian, lúc này mới vừa trở về. Một đống lớn sự tình tìm tới cửa tới. "Lão Cố, nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Sở Kiếm Thu có mấy phần bất đắc dĩ nói, "Không phải là chuyện sự tình của ta, là cung chủ nàng để cho ta chuyển cáo ngươi. Nhường ngươi đến phong nguyên học cung đi tìm nàng một chuyến, nói là tìm ngươi có việc. Cố khanh vội vàng đem chính mình rũ sạch nói, nam cung nhiễm tuyết cùng sở kiếm thu ở giữa cũng. Không biết là quan hệ ra sao dối rắm loại chuyện này, hắn vẫn là thiếu lẫn vào thì tốt hơn. Chính mình chỉ cần hoàn thành những lời này chuyển cáo liền tốt đến nỗi những chuyện khác. Cũng không cần đi qua nhiều nhúng tay. Nam cung nhiễm tuyết tìm ta có chuyện, sở kiếm thu nghe vậy, lập tức một mặt nghi ngờ hỏi. Cố khanh cũng không có giấu diếm, lập tức đem ngày đó Nam cung nhiễm tuyết thay Huyền kiếm tông đứng ra. Canh chừng núi treo chờ phong nguyên hoàng tộc người khuyên lui, sự tình nói một lần. đương nhiên cũng đem Nam cung nhiễm tuyết câu nói kia, nói là sở kiếm thu lại thiếu nàng một cái nhân tình đúng sự thật nói cho sở kiếm thu. Sở kiếm thu nghe xong cố khanh giảng thuật trong lòng lập tức hiểu rõ. Hắn cười lạnh một tiếng nói, chuyện này ta đã biết, này nương môn lại muốn lừa bịp lão tử. Nàng nghĩ đến còn thật đẹp, nói như vậy, sở huynh đệ đây là không có ý định đi đến nơi hẹn. Cố khanh tò mò hỏi, đến nơi hẹn, phó cái dám hẹn, nàng nam cung nhiễm tuyết đánh chính là ý định gì? Chẳng lẽ lão tử còn không rõ ràng sao, lừa bịp lão tử gần tới 40 ức thất phẩm linh thạch còn muốn tiếp tục đánh lão tử chủ ý nàng không có cửa đâu sở kiếm thu nhịn không được nổi nóng vô cùng nói cái này xú nương môn thật là quá mức cho dù là nhổ lông dê cũng phải có một cái độ vừa mới qua đi bao lâu liền lại muốn dọa dẫm chính mình nàng cái này đều không phải là nhổ lông dê mà là muốn trực tiếp đem mình làm làm một đầu dê béo làm thịt rồi tiếp đó ngay cả mảnh vụn xương cốt tử đều nuốt vào đi, đây là ngươi cùng cung chủ chuyện giữa ta liền không nhúng tay vào. Ngược lại ta đã thay cung chủ đem lời chuyển cáo cho ngươi, đối phó thế nào cung chủ. Chính ngươi đi cùng nàng nói đi, Cố Khanh khoát tay áo nói, "Uy, lão Cố, ngươi bên nào?" Sở Kiếm Thu nghe vậy, lập tức nhịn không được liếc mắt nhìn hắn nói, "Sở. Huynh đệ, lời này của ngươi nói, cái gì ta bên nào, ta bên nào, đây còn phải nói sao, Cố?" khanh tức giận nói không có việc gì mà nói ta liền đi trước cố khanh khoát tay áo chạy như một làn khói ra ngoài vô luận là sở kiếm thu vẫn là nam cung nhiễm tiết hai người này hắn đều không thể trêu vào liền dứt khoát không muốn đi dính lại chuyện này để tránh gây một thân tao cố khanh mặc dù bây giờ đã đem chính mình coi là huyền kiếm tông người nhưng mà phong nguyên học cung cũng là hắn tu luyện sinh sống nhiều năm chỗ hắn đối với phong nguyên học cung cũng có rất sâu cảm tình cùng lòng trung thành dù sao phong nguyên học cung cũng không phải phong nguyên hoàng tộc hắn là đem phong nguyên học cung coi như chính mình chân chính sư môn để đối đãi nam cung nhiễm tiết cái này phong nguyên học cung cung chủ tại trong lòng cố khanh cũng vẫn là có rất cao uy vọng cùng địa vị ngày đó hắn cự tiệt nam cung nhiễm tiết tiến vào nam châu chẳng qua là bởi vì sở kiếm thu đang đứng ở ngộ đạo quan trọng trước mắt hắn không thể không đi phòng ngừa hết thầy bất ngờ phát sinh. Nếu là ở lúc bình thường, sở kiếm thu cùng nam cung nhiễm tiết phát sinh mâu thuẫn. Hắn thật đúng là không tốt đứng tại người nào vậy một bên. Đương nhiên, nếu như nam cung nhiễm tiết đối với sở kiếm thu phát ra uy hát yêu ta tính mạng. Như vậy làm khác nói, nếu như sở kiếm thu chịu đến nguy hiểm tính mạng. Hắn bất kể đối phương là ai, chắc chắn là nghĩa vô phản cố đi bảo hộ sở kiếm thu dù cho liều lên hắn cái tính mạng này hắn đều sẽ không tiếc dù sao sở kiếm thu đối với hắn ân nghĩa cùng với đối với hắn toàn ra ân tình cũng không hẳn là bình thường trọng nam cung nhiễm tuyết tại phong nguyên học cung đợi trái đợi phải phát hiện từ đầu đến cuối cũng không có đợi đến sở kiếm thu đến nàng ngẩng đầu nhìn nam châu tình huống bên kia đã thấy đến nam châu trên bầu trời nghìn vạn đạo khí cũng sớm đã tiêu tan cái này cho thấy sở kiếm thu hẳn là đã sớm ngộ đạo kết thúc mới đúng nam cung nhiễm tuyết hoài nghi cố khanh phải chăng đem mình làm sơ lời nói chuyển báo cho sở kiếm thu thế là để cho người ta truyền tin tức hỏi thăm cố khanh một chút cố khanh tự nhiên hồi phục là đã chuyển cáo sở kiếm thu hắn cũng sẽ không cho sở kiếm thu cõng loại này oa sở kiếm thu cùng nam cung nhiễm tuyết chi quan hệ giữa mập mờ khó hiểu liền hắn đều có chút không làm rõ ràng được hai người đến tột cùng là gì tình huống đương nhiên sẽ không đi dễ dàng nhúng tay giữa hai người sự tình nam cung nhiễm tiết tại thu đến cố khanh hồi phục sau đó trong lòng lập tức giận dữ cái này hiển nhiên là sở kiếm thu cố ý tại tránh nàng thực sự là lẽ nào lại như vậy thiếu nàng nam cung nhiễm tiết nhân tình sao có thể có không trả đạo lý chỉ là nàng lại không có sở kiếm thu phối đôi thông tin ngọc phù không cách nào cho sở kiếm thu truyền tin tức chất vấn. Nếu để cho những người khác hỗ trợ đại phát tin tức mà nói, có mấy lời lại không tốt ý tứ cho người khác biết. Dù sao nàng thế nhưng là mang lại muốn lừa bịp sở kiếm thu một khoản tâm tư. Như thế nào để cho người bên ngoài biết chuyện này, nam cung nhiễm tuyết cân nhắc liên tục phía. Dưới, quyết định lần nữa tự mình đi một chuyến Nam Châu, hỗn. Độn đến tôn tháp tầng thứ hai địa sở kiếm thu từ từ mở mắt, hai đạo tản ra huyền diệu vô cùng khí tức kim quang. Lập tức từ trong hai mắt của hắn bắn ra, tại hắn cặp kia thâm thúy vô cùng sâu trong mắt. Lượn lờ một cỗ huyền ảo tới cực điểm đạo ý. Hắn cặp kia tràn đầy vô tận đạo ý hai con ngươi. Tự hồ có thể nhìn rõ thế gian hết thảy bí mật tại đại đạo cảnh giới đạt đến thiên nhân hợp. Nhất chi cảnh sau, sở kiếm thu động u chi nhãn, dễ dàng đột phá đệ tứ trọng mà động u chi nhãn đột phá đệ tứ trọng sau đó, quả nhiên như hắn sở liệu. Xảy ra biến hóa về chất động u chi nhãn đệ tứ trọng xuyên thấu khoảng cách. Đạt đến dòng dã một nghìn vạn dặm. Hơn nữa, đang vận chuyển động u chi nhãn đệ tứ trọng thời điểm, sở kiếm thu phát hiện. Cặp mắt của mình lại có thể nhìn thấy giữa thiên địa đại đạo quỹ tích vận hành. Mặc dù đối với loại này đại đạo quỹ tích vận hành, trước mắt hắn chỉ có thể mơ hồ bắt được nhưng cho dù như thế đây đã là một loại phi thường kinh người sự tình bởi vì chuyện này với hắn về sau đối với mấy cái này thiên địa đại đạo lĩnh ngộ sẽ có lấy khó có thể tưởng tượng phụ trợ hiệu quả có động u chi nhãn đệ tứ trọng phụ trợ hiệu quả hắn về sau đối với mấy cái này thiên địa đại đạo lĩnh hội có thể nói là dễ dàng gấp trăm lần không ngừng cùng động u chi nhãn phía trước tam trọng so sánh động u chi nhãn đệ tứ trọng thật đúng là xảy ra một cái bay vọt về chất vô luận là tại nhìn rõ hiệu quả vẫn là biết được khoảng cách phương diện đều xa không phải động u chi nhãn phía trước tam trọng so sánh động u chi nhãn phía trước tam trọng càng nhiều chỉ là động u chi nhãn môn bí thuật này cơ sở đạt đến đệ tứ trọng mới từ từ hiện ra động u chi nhãn môn này viễn cổ thập đại bí thuật uy lực chân chính bất quá động u chi nhãn đệ tứ trọng hiệu quả Sở kiếm thu cảm giác tựa hồ còn xa xa không chỉ chừng này, trong này tiềm lực. Còn cần phải chờ sau này mình chậm rãi khai quật. Chương 2664 ngày xưa nỗi băn khoan. Sở kiếm thu đột phá động U Chi nhãn đệ tứ trọng sau, liền ra hỗn độn đến tôn tháp. Đi ra phủ đệ của mình, đến Nam Châu Bắc Cảnh trận Pháp trên trường thành tản bộ. Thư giãn một tí tâm tình, công tử, ra mắt công tử tại trận pháp trên trường thành đóng giữ những cái kia tướng sĩ khi nhìn thấy sở kiếm thu nhào nhào hướng sở kiếm thu cung kính hành lễ đối với những thứ này tướng sĩ ân cần thăm hỏi sở kiếm thu đều nhất nhất gật đầu đáp lễ lúc này mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn dư huy chiếu xuống trên đầu thành tỏa ra toàn bộ trận pháp trường thành cũng là một mảnh vàng son lộng lẫy giống như bầu trời tiên thành đồng dạng từng trận gió đêm thổi tới sở kiếm thu một thân thanh sam tay áo bồng bềnh nhìn xem trước mắt tốt đẹp sơn hà sở kiếm thu tâm tình một hồi vui vẻ tại huyền kiếm tông thủ hộ phía dưới toàn bộ nam châu bách tính đều có thể có một phần an cư lạc nghiệp sinh hoạt không có chiến tranh uy hát yota lại thêm huyền kiếm tông môn quy mười phần nghiêm khắc tuyệt không cho phép võ giả tùy ý tổn thương người bình thường cho nên sau khi huyền kiếm tông nhất thống nam châu nam châu bách tính đều sinh hoạt tại một mảnh yên ổn tường hòa trong hoàn cảnh nhìn xem dưới trời chiều nam châu các nơi khói bếp lượn lờ khắp nơi đều tràn đầy này nhân gian khói lửa những cái kia phổ thông bách tính trên mặt đều mang theo hạnh phúc mà vui sướng nụ cười tại mỗi thành quách trong thôn xóm đầu đường quấy ngõ chỗ những đám người kia tụ tập chỗ đều có cái kia từng trận hoan thanh tiếu ngữ nam châu khắp nơi Đều tràn đầy loại này yên ổn khí tức tường hòa. Sở Kiếm Thu nhìn thấy một màn này, càng thấy chính mình những năm gần đây trả giá rất đáng được, tận chính mình có khả năng để cho người bên cạnh mình trải qua hạnh phúc khoái hoạt, tận chính mình có khả năng. Vì này một phương Bách Tính cung cấp một cái an cư lạc nghiệp tịnh thổ. Cái này cũng là Sở Kiếm Thu cho tới nay tâm nguyện. Bây giờ hắn đáng tiếc duy nhất chính là cho dù hắn không sai biệt lắm thống nhất toàn bộ Nam Châu. Còn đêm đêm tối doanh mạng lưới tình báo cơ hồ trải rộng toàn bộ phong nguyên vương triều. Nhưng vẫn là không có tìm được cha mình và đẹp như tranh tin tức. Cái này cũng là hắn bây giờ tâm kết duy nhất. Những năm gần đây, từ Đại Càn Vương Triều đến Thượng Thanh Tông. Từ Thượng Thanh Tông đến Nam Châu, lại từ Nam Châu đến Phong Nguyên Vương Triều hắn vẫn luôn chưa từng dừng lại tìm kiếm phụ thân hắn sở tương thiên hòa hắn tiểu thị nữ đẹp như tranh tin tức chỉ có điều đáng tiếc là cho dù hắn đã hao hết tất cả tâm tư cũng cơ hồ tự mình dẫm nam châu mỗi một cái xó xỉnh còn để cho đêm tối doanh trải rộng toàn bộ phong nguyên vương chiều mạng lưới tình báo đi tìm hiểu nhưng cũng vẫn không có do thăm nửa điểm có liên quan phụ thân sở tương thiên hòa đẹp như tranh tin tức cũng không biết hai người bọn họ đến tột cùng đi nơi nào. Thế mà để cho hắn hao tốn to lớn như vậy khí lực liền nửa điểm tin tức đều tìm hiểu không đến. Sở kiếm thu cũng không có cho rằng sở tương thiên hòa đẹp như tranh đã gặp bất chắc. Mà là cảm giác bọn hắn đang ở chỗ. Rất có thể khoảng cách phong nguyên vương triều còn không gần. Theo sở kiếm thu tu vi của mình cùng thực lực càng ngày càng cao hắn đối với cha mình thực lực cũng có càng ngày càng khắc sâu nhận biết phụ thân hắn sở tương thiên rất có thể là siêu việt thiên tôn cảnh phía trên tuyệt đỉnh cao thủ bằng không hắn không có đạo lý đối với sở tương thiên tin tức sẽ liền nửa điểm đều tìm hiểu không đến bây giờ sở kiếm thu nắm trong tay năng lượng cỡ nào cực lớn chỉ cần hắn nghĩ chớ nói gần nhất mấy chục trên trăm năm sự tình cho dù là nam châu ngàn năm vạn năm trước sự tình hắn muốn điều tra đều hoàn toàn có thể điều tra đi ra nhưng mà đi qua điều tra của hắn trước kia sở tương thiên rời đi thiên thủy thành sau đó tựa hồ cả người bỗng biến mất vô luận là thiên thủy quận vẫn là toàn bộ đại càn vương triều hay là toàn bộ nam châu đều không còn lại xuất hiện qua hắn nửa điểm dấu vết liền hắn rời đi thiên thủy thành sau đó lộ tuyến đều nửa điểm tìm không thấy dù cho sở tương thiên rời đi thiên thủy thành sau đó là bị người giết cũng không khả năng sẽ liền nửa điểm vết tích cũng không có lưu lại mà cho dù lấy sở tương thiên minh trên mặt bày ra thực lực toàn bộ thiên thủy quận trước đây đều khó có khả năng có người giết được hắn càng không khả năng có người có thể tại giết hắn sau đó liền nửa điểm âm thanh vết tích cũng không có lưu lại hơn nữa sở tương thiên trước kia mang theo hắn trở lại thiên thủy thành sở ra cũng đồng dạng là như thế, giống như đột nhiên vô căn cứ liền xuất hiện tại thiên thủy thành. Bất luận kẻ nào cũng không biết sở tương thiên đến tột cùng là làm sao trở về. Là thông qua con đường kia trở về. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết trước khi hắn trở về, đến tột cùng là ở nơi nào. Đang làm gì, liên quan tới sở tương thiên hết thảy, hoàn toàn đều là một điều bí ẩn. Này liền càng thêm khẳng định sở kiếm thu đối với sở tương thiên là một cái thiên tôn cảnh trở lên cao thủ ngờ tới bằng không sở tương thiên không có khả năng làm được liền nửa điểm vết tích cũng không có lưu lại như vậy sạch sẽ không nói sở tương thiên năm đó ở sở ra mang đi đẹp như tranh tên kia nữ tử thần bí sở kiếm thu cũng đồng dạng ngờ tới nàng rất có thể là thiên tôn cảnh trở lên cường giả tuyệt đỉnh thậm chí rất có thể cùng phụ thân hắn sở tương thiên đều có nhất định liên hệ bằng không dạng này cường giả không có khả năng vô duyên vô cớ đi tới nam châu dạng này một cái địa phương nhỏ trước đây sở kiếm thu tại ngay từ đầu ngờ tới mang đi đẹp như tranh nữ tử thần bí có thể là nguyên đan cảnh võ giả nhưng mà về sau sở kiếm thu hỏi qua sư phụ thôi nhã vân cùng với huyền kiếm tông một đám sư môn trưởng bối bọn hắn trước đây lại không có một người phát hiện có nguyên đan cảnh võ giả tiến vào trong thiên thủy quận cái này cho thấy trước đây tên kia mang đi đẹp như tranh nữ tử thần bí tại trên tu vi và thực lực so với thôi nhã vân những thứ này sư môn trưởng bối mạnh đến mức quá. Nhiều, sở kiếm thu về sau ngờ tới tên này nữ tử thần bí rất có thể là Nam Châu Bảy Đại Tông Môn Thiên. Cương cảnh cường giả nhưng mà đợi đến hắn nhất thống Nam Châu sau đó. Cũng không có phát hiện nhân vật như vậy, càng không có phát hiện đẹp như tranh dấu vết. Hơn nữa, trước kia thượng thanh tông một đám thiên cương cảnh cao thủ cùng với thần biến cảnh. Cường giả cũng không có một người phát hiện vào lúc đó. Có cái gì thiên cương cảnh võ giả tiến vào đại can vương triều cảnh nội. Cái này cho thấy cô gái thần bí kia tu vi và thực lực. Tất nhiên là so với Thượng Thanh Tông tất cả mọi người đều cường đại quá nhiều. Cho nên mới dẫn đến Thượng Thanh Tông không có người nào phát giác có dạng này một cái xa lạ. Cường giả tiến vào đại can vương triều cảnh nội rồi sau đó sở kiếm thu thống nhất nam châu sau đó điều động đêm tối doanh sức mạnh điều tra trước kia tên này tiến vào đại càn vương triều nữ tử thần bí dấu vết lại như cũ liền nửa điểm vết tích cũng không tìm tới tên này nữ tử thần bí cùng sở tương thiên một dạng giống như chính là trống rỗng xuất hiện tại thiên thủy thành lại hư không tiêu thất đồng dạng căn bản không có ở lưu lại nam châu nửa điểm vết tích có thể làm đến tình trạng này, cho dù là địa tôn cảnh võ giả đều không làm được. Ít nhất cũng phải là thiên tôn cảnh cường giả mới có thể, nhưng tu vi có thể đạt đến thiên tôn. Cảnh, cho dù ở trong vương triều Phong Nguyên đều khó có khả năng không có chút nào danh khí. Mà Sở Kiếm Thu phát động đêm tối doanh sức mạnh, sau một phen điều tra. Phát hiện Sở Tương Thiên cùng cô gái thần bí kia, tại Phong Nguyên vương triều bên trong thế mà cũng không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Phải biết, phong nguyên vương triều cảnh nội thế nhưng là có một đám thiên tôn cảnh cường già. Nếu là sở tương thiên cùng cô gái thần bí kia vẻn vẹn chỉ là thiên tôn cảnh tu vi mà nói. Không có khả năng đi ngang qua phong nguyên vương triều lúc. Mà không có kinh động bất luận kẻ nào. mươi 2665 Nam Cung nhiễm tiết đích thân tới. Mà muốn ra vào Nam Châu, đi ngang qua phong nguyên vương triều nhưng lại là đường phải đi qua. Sở tương thiên hòa tên kia nữ tử thần bí có thể đi ngang qua phong nguyên vương triều Mà không có kinh động bất luận kẻ nào. Không có gây nên phong nguyên học cung một đám thiên tôn cảnh cường giả nửa điểm chú ý. Cái này hiển nhiên không thể nào là thiên tôn cảnh cường giả đủ khả năng có thủ đoạn. Phải biết cho dù là nam cung nhiễm tiết dạng này cường giả tuyệt đỉnh Đều khó có khả năng làm đến bước này bởi vì thiên tôn cảnh cường giả ở giữa. Là có mãnh liệt cảm ứng chỉ có thực lực so với mình vượt qua quá nhiều cường giả tuyệt đỉnh, thiên tôn cảnh võ giả mới có thể xuất hiện không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương tình huống. Đi qua chuỗi này điều tra cùng suy luận, Sở Kiếm Thu Sơ bộ ngờ tới. Sở Tương Thiên hòa cô gái thần bí kia, cũng có thể là thông huyền cảnh cường giả tuyệt đỉnh, cũng chỉ có thông huyền cảnh cường giả. Tuyệt đỉnh mới có thể đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi như thế. Sở kiếm thu nghĩ tới đây, không khỏi hướng về trận pháp trường thành phía bắc xa xa nhìn lại. Trong lòng khe khẽ thở dài, cũng không biết lúc nào. Mới có thể tìm được hai người bọn họ, đây có thể nói là trong lòng của hắn nguyện vọng lớn nhất. Cũng là hắn trong lòng lớn nhất khúc mắc. Đang tại hắn hướng về phía bắc nhìn ra xa thời điểm, sở kiếm thu chợt phát hiện. Ở dưới ánh tà dương, một thân ảnh lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, Tại hướng về Nam Châu bên này cấp tốc bay tới. Sở Kiếm Thu lập tức không khỏi sợ hết hồn, đây là người nào? Hướng tới Nam Châu bên này bay làm gì? Sở Kiếm Thu vội vàng vận chuyển động U Chi Nhãn hướng đạo nhân ảnh kia nhìn lại. Tại động U Chi Nhãn quan sát, đạo kia lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bay làm được thân ảnh. Vô cùng rõ ràng chiếu vào Sở Kiếm Thu mi mắt. Sở Kiếm Thu thậm chí đều có thể thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia con mắt mỗi một cây lông mi cùng với trên người nàng trong quần áo vô hạn phong quang nam cung nhiễm tuyết khi nhìn rõ đạo nhân ảnh này dáng vẻ thời điểm sở kiếm thu trên mặt đã lộ ra chấn động vô cùng thần sắc này nương môn đơn giản nghĩ tiền muốn điên rồi chính mình không có đi gặp nàng nàng thế mà tự mình chạy đến nam châu tới đối với nam cung nhiễm tuyết tự mình tới nam châu sở kiếm thu liền không cần nghĩ liền biết Nam Cung nhiễm tuyết là tới đây làm gì, ngoại trừ muốn tới đây lừa bịp tiền của hắn. Này nương môn tới ở đây, căn bản là không có chuyện gì khác có thể làm. Sở kiếm thu nhìn thấy một màn này, vội vàng thân hình lóe lên, không ngừng bận rộn chạy, lão. Cố, Nam Cung nhiễm tuyết đến đây, ngươi nhanh đi cho ta cản một chút. Sở kiếm thu tìm được cố khanh, vội vội vàng vàng thúc giục nói. Sở huynh đệ, cái này, thật muốn đem cung chủ lần nữa cự tuyệt ở ngoài cửa sau, cố. Khanh nghe vậy, lập tức có mấy phần trần chờ nói. Ai nha, ta không phải là cho ngươi đi đem nàng ngăn tại Nam Châu bên ngoài. Ta là cho ngươi đi giúp ta tiếp đãi nàng một chút, nếu như nàng hỏi ta mà nói. Ngươi liền trực tiếp nói ta không tại. Ngược lại ngươi đi giúp ta thật tốt chiêu đãi nàng một phen chỉ cần không để nàng lừa bịp đến tiền là được rồi đợi nàng tại nam châu đợi đến phiền lại đem nàng thật tốt đưa tiễn là được rồi sở kiếm thu liên tục nói ra dù cho như thế nào đi nữa hắn cũng không tiện lần nữa đem nam cung nhiễm tiết ngăn tại nam châu bên ngoài vô luận như thế nào nam cung nhiễm tiết dù sao cũng là phong nguyên học cung cung chủ mà hắn cũng coi như là phong nguyên học cung đệ tử hắn là không nghĩ bị nam cung nhiễm tiết lừa bịp tiền cũng không phải đem Nam Cung Nhiễm Tuyết coi như địch nhân đến đối đãi. Dù sao Nam Cung Nhiễm Tuyết ngoại trừ bá đạo một chút, không nói đạo lý một chút, còn có ưa thích lừa bịp tiền một chút, cũng không phải cái gì cũng sai. Đang bảo vệ Phong Nguyên Học Cung đệ tử phương diện vẫn là rất đáng giá xưng đạo. Sở Kiếm Thu cũng không muốn đem Nam Cung Nhiễm Tuyết cho tội chết bằng không. Hắn hôm nay nếu dám đem Nam Cung Nhiễm Tuyết ngăn tại Nam Châu bên ngoài về sau hắn cũng đừng nghĩ tiến vào phong nguyên học cung đối với phong nguyên học cung khối địa bàn kia sở kiếm thu cũng không muốn liền như vậy bỏ dù sao phong nguyên học cung cũng là một cỗ cường đại vô cùng trợ lực nếu là đã mất đi phong nguyên học cung ủng hộ bọn hắn huyền kiếm tông nhưng là triệt để bị vây chết tại nam châu huống hồ nam cung nhiễm tuyết mặc dù lừa bịp hắn không thiếu tiền nhưng Nam cung Nhiễm Tuyết cũng đích xác giúp hắn không ít việc, nếu là hôm nay đem Nam cung. Nhiễm Tuyết chặn ngoài cửa mà nói, đây không khỏi quá mức không chân chính. Sở Kiếm Thu cũng làm không ra loại chuyện này tới. Cố Khanh nghe được Sở Kiếm Thu lời này, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền đi ra. Cái này mẹ nó đây là đem hắn phóng tới trên lửa nướng a. Cái này còn không như dứt khoát để cho hắn đi đem Nam cung Nhiễm Tuyết ngăn tại Nam Châu bên. Ngoài đâu? dù cho để cho hắn đi tìm đỉnh núi treo liều mạng đều so công việc này dễ làm được nhiều cái kia sở huynh đệ ta đột nhiên nghĩ tới vân thiên huynh giống như tại viễn cổ di chỉ bí cảnh mãng hoang núi rừng bên trong gặp chút phiền toái hắn để cho người ta đưa tin trở về cầu viện đâu ta cái này cần nhanh đi giúp hắn một chút vội vàng nếu là đi trễ vân thiên huynh có thể liền bị hung thú ăn hết sở huynh đệ ta này liền đi trước a à? Cố Khanh nói, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tại trước mắt sở kiếm thu tiêu thất. Chạy đến trong truyền tống trận trụ cột bên kia, thông qua vượt giới truyền tống trận. Tiến vào viễn cổ di chỉ bí cảnh đi, sở kiếm thu nhìn thấy một màn này. Lập tức không khỏi một hồi trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, đồ chó hoang lão cố, sở kiếm thu trong lòng tức giận vô cùng phía dưới. Nhịn không được tức miệng mắng to, hàng này chạy thực sự quá nhanh hắn ngay cả ngăn trở chỉ cũng không kịp, hàng này cũng đã chạy không còn hình bóng. mắt thấy nam cung nhiễm tuyết khoảng cách nam châu càng ngày càng gần, sở kiếm thu cũng không lo được nhiều như vậy, hắn vội vàng chạy đến lương nhạn linh bên kia, hướng lương nhạn linh giao phó một tiếng, để nàng không nên ngăn cản nam cung nhiễm tuyết tiến vào nam châu. tiếp đó vừa tìm được phong phi uyên, để cho phong phi uyên tới tiếp đãi nam cung nhiễm tuyết sau khi an bài tốt đây hết thảy sở kiếm thu thân hình lóe lên liền đã đến trong truyền tống trận trụ cột bên này tiến vào thông hướng cửu khê đại lục vượt giới truyền tống trận thân hình trong nháy mắt tại vượt giới trong truyền tống trận tiêu thất liền tại huyền kiếm tông tây nam biên cảnh vô cấu phân thân cũng tại lúc này thân hình lóe lên trốn vào bên trong thiên vũ động thiên ngược lại chỉ cần nam cung nhiễm tuyết tìm không thấy hắn người hắn cũng không tin nam cung nhiễm tuyết còn có thể lừa bịp nhận được hắn nàng đường đường phong nguyên học cung cung chủ cuối cùng không tốt tại huyền kiếm trong tông tiến hành trắng trợn cướp đoạt phong phi uyên lấy được phân phó sở kiếm thu mồ hôi lạnh trên trán lập tức giống như nước mưa đồng dạng sông ra mẹ nó muốn hay không như thế hố a à, để cho hắn đi tiếp đãi nam cung nhiễm tuyết cái này không bằng để hắn chết tính toán nam cung nhiễm tuyết tại phong nguyên học cung đệ tử trong lòng uy vọng không là bình thường trọng phong phi uyên xem như phong nguyên học cung đệ tử cũng đồng dạng không chút ngoại lệ bất quá phong phi uyên trong lòng mặc dù cực không tình nguyện nhưng mà sở kiếm thu căn bản cũng không có cho hắn cơ hội cự tuyệt liền trực tiếp chạy phong phi uyên mặc dù trong lòng sợ đến muốn mạng thế nhưng là không thể không nhắm mắt đi hoàn thành cái này gian khổ vô cùng nhiệm vụ nam châu bắc cảnh trận pháp trường thành trên đầu thành một đám thủ thành tướng sĩ thấy hoa mắt trên đầu thành cũng đã xuất hiện một cái dung mạo tuyệt đại nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ nữ tử cái này dung mạo tuyệt mỹ cung trang nữ tử toàn thân tản ra một cỗ siêu trần thoát tục khí chất một thân cung trang tại trong gió đêm phất phơ tại ánh nắng chiều thấp thoáng phía dưới giống như tiên nữ trên trời đồng dạng bồng bềnh xuất trần chương 2666 Nam Cung Tỷ Tỷ. Lương Nhạn Linh nhìn xem trước mắt tên này khuynh thành tuyệt sắc. Giống như tiên nữ trên trời tầm thường cung trang nữ tử, dù cho xem như nữ tử. Nàng lúc này trong mắt cũng không khỏi thoáng qua vẻ tươi đẹp. Mặc dù tại trước mấy ngày, nàng cũng đã gặp Nam Cung nhiễm tiết một mắt. Nhưng lúc ấy Nam Cung nhiễm tiết dù sao không có tới gần trận Pháp Trường Thành khoảng cách phải xa xôi kém xa như bây giờ vậy khoảng cách gần quan sát tới rung động bởi vì trước đó lấy được sở kiếm thu chỉ thị lương nhạn linh đối với nam cung nhiễm tuyết leo lên trận pháp trường thành đầu tướng cũng không có để cho những cái kia thủ thành tướng sĩ tiến hành ngăn cản cung chủ đã sớm chờ đợi ở một bên phong phi uyên lúc này nhắm mắt đi lên phía trước cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng sở kiếm thu đâu nam cùng nhiễm tuyết liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, sợ. Huynh, trước mắt hắn không tại Nam Châu, Phong Phi Uyên bồi cẩn thận nói. Không tại Nam Châu, Nam Cung nhiễm tuyết nghe nói như thế. Lông mày lập tức không khỏi liền nhíu lại, hắn không tại Nam Châu, vậy hắn đi nơi nào, ngoại. Trừ Nam Châu, tên kia còn có nơi nào có thể đi. Cũng không nghe nói hắn về tới Phong Nguyên học cung. Nếu như hắn về tới Phong Nguyên học cung mà nói không có khả năng thoát khỏi tai mắt của mình chẳng lẽ tên kia còn có thể chạy đến tây nam châu ám ma vương triều trên địa bàn đi không thành cái này đệ tử cũng không biết sở huynh cũng không cùng đệ tử nói phong phi uyên chỉ có thể ứng phó nói để cho hắn tại nam cung nhiễm tuyết mặt phía trước nói dối chuyện này với hắn tới nói quả thực là áp lực như núi hắn trên lưng mồ hôi lạnh từng đợt không ngừng mà chảy ra khá lắm đây là muốn tránh lấy bản cung ý tứ nam cung nhiễm tiết nghe vậy lập tức một đôi mắt đẹp hít lại phong phi uyên nghe nói như thế yên lặng đứng ở một bên không dám thở mạnh một cái đi phong phi uyên người mang bản cung đi sở kiếm thu nơi ở bản cung là ở chỗ này chờ lấy hắn trở về bản cung cũng không tin hắn có thể trốn bản cung cả một đời nam cung nhiễm tiết nhàn nhạt liếc mắt nhìn phong phi uyên nói là cung chủ, Phong Phi Uyên không dám nghịch lại. Lập tức vội vàng cung kính đáp ứng nói, ngược lại sở kiếm thu cũng không nói không thể mang nam. Cung nhiễm tuyết đi chỗ ở của hắn. Chỉ nói là để cho hắn hảo hảo mà hỗ trợ tiếp đãi nam cung nhiễm tuyết mà thôi. Lập tức Phong Phi Uyên mang theo nam cung nhiễm tuyết đi tới trong phủ đệ sở kiếm thu. Phong công tử, vị này là. Phục lệnh tuyết nhìn thấy Phong Phi Uyên mang theo một cái khuynh. Quốc khuynh thành, phiêu nhiên xuất trần giống như tiên nữ trên trời tầm thường tuyệt sắc nữ tử đi tới trong phủ đệ. Lập tức không khỏi một mặt tò mò đánh giá một phen nam cung nhiễm tuyết. Quay đầu hướng Phong Phi Uyên hỏi, vị này là Phong Nguyên học cung cung chủ. Nàng nghĩ đến sở huynh nhà bên trong ở một thời gian ngắn, Phong. Phi Uyên đúng sự thật nói, đối với phục lệnh tuyết, hắn đồng dạng tuyệt không dám đắc tội. Phục lệnh tuyết mặc dù nói là sở kiếm thu thị nữ, nhưng mà huyền kiếm tông ai cũng biết phục lệnh tuyết tại sở kiếm thu trong lòng trọng lượng nhưng không một chút nào nhẹ hơn nữa tại trong lòng sở kiếm thu còn chiếm có vị trí tương đối đặc thù dạng này a à, vậy vị này tỷ tỷ mời vào bên trong phục lệnh tuyết nghe vậy lại là tò mò đánh giá nam cung nhiễm tuyết vài lần liền đem nam cung nhiễm tuyết mời đi vào vị tỷ tỷ này còn không biết sưng hô như thế nào đâu phục lệnh tuyết vừa đi vừa hướng nam cung nhiễm tuyết hỏi bản cung ân ta gọi nam cung nhiễm tuyết. Nam cung nhiễm tuyết vốn là quen thuộc mà muốn tự xưng bản cung. Chỉ là lời đến bên miệng thời điểm. Liền lại đổi giọng gọi ta, đối mặt cái này ôn nhu động lòng người tiểu thị nữ thời điểm. Nàng cũng không muốn ở trước mặt nàng tự cao tự đại. Vậy ta gọi ngươi nam cung tỷ tỷ. Phục lệnh tuyết khẽ cười nói, ta gọi phục lệnh tuyết. Nam cung tỷ tỷ cũng có thể bảo ta tiểu tuyết tại nam cung nhiễm tuyết mặt phía trước phục lệnh tuyết nửa điểm cũng không có luống cuống biểu hiện của nàng cần phải so ở một bên khúm núm phong phi uyên mạnh hơn nhiều đây là bởi vì tại trong lòng phục lệnh tuyết cũng đem nam cung nhiễm tuyết coi là một trong những nữ nhân sở kiếm thu cái này về sau tự nhiên cũng đều là tỉ muội bằng không dạng này một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc nữ tử vì cái gì nơi nào không được, hết lần này tới lần khác phải ở đến công tử nhà bên trong tới đâu. Nam cung nhiễm tuyết tự nhiên không biết phục lệnh tuyết ý nghĩ trong lòng. Nàng còn là lần đầu tiên được người xưng hô vì tỉ tỉ, mặc dù cảm giác có điểm quái dị. Nhưng lại cũng tương tự cảm giác có mấy phần mới lạ, thế là liền gật đầu. Đón nhận phục lệnh tuyết xưng hô thế này. Đi, Phong Phi Uyên, ở đây không còn việc của ngươi, ngươi lui xuống trước đi a. À chờ đến lúc bản cung có chuyện sẽ gọi ngươi khi tiến vào sở kiếm thu trong phủ thời điểm nam cung nhiễm tiết liếc qua đi theo một bên khúm núm phong phi uyên lạnh nhạt nói là cung chủ đệ tử kia trước hết cáo lui phong phi uyên hướng nam cung nhiễm tiết cung kính thi lễ một cái liền lui xuống đợi đến ra sở kiếm thu phủ đệ thời điểm phong phi uyên lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra sở kiếm thu tiến vào cửu khê đại lục sau liền chào hỏi một tiếng đang cùng tiểu thanh điểu cùng một chỗ thu thập ly hỏa diễm thạch thôn. Thiên hồ liền muốn cùng nó cùng rời đi thiên chiếu đảo. Vì mau chóng thu thập thật nhiều ly hỏa diễm thạch, Sở Kiếm Thu liền để thôn thiên hồ bình thường lúc không có chuyện gì làm. Cũng tới đến thiên chiếu đảo vực sâu trong biển lửa, cùng tiểu thanh điểu cùng một chỗ thu thập ly hỏa diễm thạch. Dù sao ly hỏa diễm thạch luyện chế được hoang cổ diễm bạo tiễn đây chính là thần tiễn quân lớn nhất đòn sát thủ đồng thời cũng có thể nói là huyền kiếm tông trước mắt lớn nhất đòn sát thủ trước mắt huyền kiếm tông đông đảo thủ đoạn bên trong còn không có cái nào một môn thủ đoạn công kích có thể so với đến thượng thần tiễn quân huyền phong lôi hỏa thất sát phần thiên tiễn trận tại cái này vô cùng cường đại tiễn trận phía dưới hoàng cổ diễm bạo tiễn uy lực bị phát huy đến cực hạn đơn giản có thể nói là đánh đâu thắng đó uy Sở Kiếm Thu, ngươi phải mang theo Ngu Xuẩn Hổ đi nơi nào? Tiểu Thanh điểu nhìn thấy một màn này. Lập tức vội vội vàng vàng từ vực sâu trong biển lửa bay ra. Ngăn tại trước mặt Sở Kiếm Thu nói, ngươi cùng mang theo đầu này Ngu Xuẩn Hổ. Còn không bằng mang theo bản cô nương đâu. Bản cô nương bây giờ có thể so sánh Ngu Xuẩn Hổ thực lực cường đại nhiều lắm. Nó thật là không muốn lưu lại thiên chiếu đảo vực sâu trong biển lửa thu thập ly hỏa diễm thạch công việc này thực sự quá buồn tẻ nhàm chán vậy người gần nhất thu thập ly hỏa diễm thạch có bao nhiêu sở kiếm thu liếc nó một cái hỏi a à, người nhìn bản cô nương đã đào được hơn trăm vạn khối ly hỏa diễm thạch cái này đã đủ nhiều đi tiểu thanh điểu lập tức lấy ra một khỏa không minh giới ném cho sở kiếm thu tranh công tựa như nói kể từ nó khôi phục thiên tôn cảnh tu vi lại thêm tu luyện sở kiếm thu truyền thụ cho nó ngự hỏa quyết Thu thập ly hỏa diễm thạch tốc độ tăng lên rất nhiều, bây giờ nó toàn lực đi thu thập mà nói. Một ngày thu thập ly hỏa diễm thạch đều có thể đạt đến dòng dã 10 vạn khối. Những ngày này nó tại thiên chiếu ở trên đảo, vẫn là thỉnh thoảng trộm một chút lười tình huống phía dưới. Lúc này mới chỉ là đào được 100 vạn khối ly hỏa diễm thạch mà thôi. Nếu là nó trong đoạn thời gian này vẫn luôn là toàn lực đi thu thập mà nói, thu thập ly hỏa diễm thạch số lượng ít nhất còn có thể vượt lên mấy lần. Chương 2667 lại đến Thanh Dương Tông di chỉ. Sở kiếm thu tiếp nhận nó ném tới viên kia không minh giới, thần niệm thấm vào quét một chút. Nhìn thấy bên trong quả nhiên chất đống một tòa ly hỏa diễm thạch tiểu sơn. Số lượng xem chừng có hơn trăm vạn khối tả hữu. Sở kiếm thu nhìn thấy một màn này, trầm ngâm một chút cuối cùng nói, cũng được. Vậy ngươi liền theo cùng tới a à? Có nhiều như vậy ly hỏa diễm thạch, thần tiễn quân tạm thời cũng đủ dùng rồi. Dù sao thần tiễn quân toàn lực thi triển huyền phong lôi hỏa thất sát phần thiên tiễn trận mà. Nói, một lần trong chiến tranh, tối đa cũng cũng chỉ có thể phát ra đỉnh phong hai lần công. Kích tất cả thần tiễn quân chân nguyên liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Lấy tiểu thanh điểu cùng thôn thiên hồ bây giờ thu thập ly hỏa diễm thạch dự trữ lượng cũng đầy đủ luyện chế ra để cho thần tiễn quân phát gia đình phong công kích năm sáu lần. Lấy tiểu thanh điều tính tình, muốn để nó một mực ở tại thiên chiếu ở trên đảo thu thập ly hòa. Diễm thạch mà nói, nó nhất định sẽ không giữ được bình tĩnh, kéo dài thời gian càng lâu. Nó đến đằng sau tất nhiên sẽ càng thêm tiêu cực biếng nhá. Thậm chí cũng có thể sẽ xuất hiện làm một ngày sống, tiếp đó nghỉ ngơi hai ngày. Lại chơi hai ngày tình huống vẫn còn không bằng trước tiên mang theo nó ra ngoài đi một chuyến có lẽ chờ nó trở về thời điểm còn có thể làm việc ra sức một chút tiểu thanh điểu bây giờ mặc dù đã là một tên đường đường thiên tôn cảnh cường đại yêu thú nhưng mà tâm tính của nó cùng một cái tiểu nữ hài cũng giống như nhau cũng có cùng nữ nhi của hắn sở thanh thu một dạng ham chơi tính tình tiểu thanh điểu nhìn thấy sở kiếm thu đáp ứng trong lòng lập tức đại hỉ vội vàng bay đến sở kiếm thu trên bờ vai ngồi xổm sở kiếm thu mang theo tiểu thanh điểu cùng thôn thiên hồ đi vào thiên chiếu trên đảo trong truyền tống trận đi tới thanh dương tông di chỉ phía trước bởi vì sự tình các loại trì hoãn hắn đã có rất lâu chưa từng đi thanh dương tông di chỉ đối với như thế một cái đại bảo tàng sở kiếm thu thế nhưng là vẫn luôn trông mà thèm lắm đây mặc dù hắn đi qua không ít lần thanh dương tông di chỉ nhưng mà vẫn luôn là ở ngoại vi trung truyền cũng không có từng tiến vào thanh dương tông di chỉ chân chính khu vực trung tâm hắn nhìn như từ thanh dương tông di chỉ ở bên trong lấy được không ít bảo vật giống rất nhiều thất giai pháp bảo cực phẩm thậm chí là nửa bước bát giai pháp bảo còn có vô số pháp bảo tàn phiến cùng chiến thuyền xác cùng với một chút chân quý thiên tài địa bảo nhưng mà sở kiếm thu cũng rất tinh tường hắn trước đó lấy được những bảo vật kia đối với thanh dương tông di chỉ chân chính bảo vật tới nói căn bản liền không đáng giá nhắc lên dù sao hắn lấy được những bảo vật kia cũng là tùy ý chiếu xuống thanh dương tông di chỉ các nơi trên chiến trường đều căn bản không có bị thanh dương tông chân chính xem trọng chỉ có những cái kia giấu ở thanh dương tông chủ phong bên trong bảo vật mới coi như thanh dương tông chân chính bảo vật chỉ tiếc hắn bây giờ chờ nói tiến vào thanh dương tông chủ phong liền thanh dương tông chân chính khu hạch tâm cũng không có đi vào bất quá cũng không phải sở kiếm thu không muốn vào vào thanh dương tông khu hạch tâm cùng chủ phong mà là lúc trước hắn vẫn luôn không có thực lực như vậy chỉ là thanh dương tông di chỉ khu vực hạch tâm hoành tiên đầu kia cực lớn vực sâu lúc trước hắn vẫn không cách nào ăn mặc đi qua đầu kia vực sâu sâu đạt mười mấy vạn trượng mặc dù rộng chừng vẻn vẹn có trăm giảm nhưng mà bởi vì vực sâu dưới đáy có vô số răng sắt địa ma chuột cái này khu khu trăm dặm khoảng cách nhưng cố như lạch trời đồng dạng chặn đường đi của hắn lại bây giờ sở kiếm thu thực lực so với lần trước tiến vào thanh dương tông di chỉ khu vực nông cốt thời điểm cũng đã cường đại gấp trăm lần không ngừng hiện tại hắn ngược lại là có thể lần nữa đi nếm thử sông vào một lần đạo kia vực sâu khổng lồ sở kiếm thu mang theo tiểu thanh điểu cùng thôn thiên hồ, đi tới thanh dương tông di chỉ. Khi bọn hắn vượt qua chiến lực điện Sơn Phong, tiến vào thanh dương tông di chỉ khu vực nồng cốt thời điểm. Chợt cảm giác trên thân trầm xuống, trong thiên địa uy áp chợt tăng lên mấy chục lần. Thanh dương tông khu vực hạch tâm phiến thiên địa này, bị bố trí cấm bay đại trận. Dù cho sở kiếm thu bây giờ thực lực so với lần trước lúc tiến vào. Đã cường đại gấp trăm lần không ngừng lại như cũ vẫn là phải thành thành thật thật trên mặt đất hành tẩu đừng nói là sở kiếm thu liền khôi phục thiên tôn cảnh tiểu thanh điều cũng vẫn như cũ không đột phá nổi cấm bay đại trận sức mạnh trong phiến thiên địa này bay đứng lên sở kiếm thu sớm biết ngươi là tới nơi này bản cô nương liền không cùng ngươi tới tiểu thanh điều trên mặt đất nhảy lên nhảy lên mà nhảy một mặt buồn bực nói đối với nó loại này phi cầm nhất tộc tới nói không thể phi hành Đơn giản so giết nó đều còn khó chịu hơn. Tiểu Thanh điều cuối cùng nhảy đến sở kiếm thu trên bờ vai, không còn chính mình hành tẩu. Bởi vì đầu kia ngu xuẩn hổ ánh mắt trào phúng thực sự quá chán ghét người, liền chính nó đều cảm. Giác mình tại trên mặt đất như thế nhảy lên nhảy lên mà nhảy, thực sự có chút mất mặt. Thôn Thiên hổ mặc dù ở đây cũng không thể phi hành, nhưng mà nó thuộc về tẩu thú nhất tộc. Dù cho phi hành không được ảnh hưởng cũng không coi là quá lớn thôn thiên thân hổ hình nhoáng một cái, hóa thành một đầu phổ thông lão hổ lớn nhỏ. Bước uy phong lẫm lẫm hổ bộ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi lấy. Tiểu thanh điểu nhìn thấy một màn này. Lập tức không khỏi tức giận đến một hồi nghiến răng nghiến lợi, nó có thể chắc chắn. Đầu này ngu xuẩn hổ tuyệt đối là cố ý chọc giận nó. Nhưng mà bởi vì đầu này ngu xuẩn hổ cũng không có trực tiếp mở miệng khiêu khích nó nó cũng không tốt kiếm cớ đánh nó kể từ tu vi của mình khôi phục lại thiên tôn cảnh sau. Đầu này ngu xuẩn hổ mặt ngoài nhưng là trung thực hơn nhiều. Nhưng mà tại trước mặt sở kiếm thu, đầu này ngu xuẩn hổ vẫn là sẽ làm chút ít động tác tức giận nó. Nhưng lại hết lần này tới lần khác để nó bắt không được nhược điểm. Tiểu thanh điều suy nghĩ, đợi đến trở lại thiên chiếu ở trên đảo. Sở kiếm thu không tại trước mặt thời điểm phải tìm cơ hội thật tốt giáo huấn đầu này ngu xuẩn hổ một trận. Dễ ra một ngụm trong lòng ngực ác khí. Sở Kiếm Thu cũng không biết Tiểu Thanh Điểu trong lòng đánh những cái kia tính toán nhỏ nhạt. Hắn mang theo một hổ một chim, cấp tốc hướng về Thanh Dương Tông Di chỉ chủ phong phương hướng. Chạy đi, mặc dù hắn ở đây vẫn như cũ không thể phi hành, nhưng mà lấy hắn bây giờ chạy trốn tốc độ cũng có thể đạt đến ngày đi 10 vạn dặm. Nhớ tới lần trước hắn cùng gió bay uyên lần thứ nhất tiến vào phiến khu vực này thời điểm. Phong Phi Uyên thế nhưng là liền bình thường hành tẩu, đều hết sức gian khổ, mà hắn tình huống mặc dù so với Phong Phi Uyên tốt một chút, nhưng cũng cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù hắn lần trước có thể làm được ở đây chạy, nhưng mà chạy trốn tốc độ lại cũng không nhanh, mà lần này lần nữa tiến vào nơi này thời điểm. Bởi vì hắn thực lực đại trướng so với lần trước tới nói, tình huống có thể nói tốt không chỉ một điểm nửa điểm. Thanh Dương Tông khu vực nồng cốt đầu kia vực sâu. Khoảng cách chiến lược điện to bằng ngọn núi tất cả khoảng cách 200 ngàn dặm. Lấy sở kiếm thu trước mắt ở mảnh này khu vực chạy vội tốc độ chỉ tốn thời gian 2 ngày. Liền đi tới đầu này vực sâu trước mặt. Chỉ là chờ sở kiếm thu đi tới nơi này đầu vực sâu bên cạnh thời điểm. Đã thấy đến tại đầu này vực sâu bên cạnh đã sớm đứng mấy thân ảnh, lão cố, là tiền bối, đường tiền bối, ngô tiền bối, các ngươi làm sao chạy đến tới nơi này. Sở kiếm thu nhìn xem trước mắt cố khanh, là vân thiên, ngô cốc nhiên cùng đường tinh văn. Lập tức không khỏi một mặt không lời nói, ách. Công tử, chúng ta cũng là nghe hổ ra nói qua bảo vật nơi này có rất nhiều, cho nên. Liền muốn tới bên này nhìn một chút, là vân thiên có chút lúng túng nói. mươi 2668 lại đến Thanh Dương Tông Di chỉ. Sở kiếm thu đã từng dặn dò qua bọn hắn, để cho bọn hắn không được chạy đến bên này. Bởi vì thanh dương tông di chỉ quá nguy hiểm. Chỉ có điều la vân thiên bọn người bọn hắn thường xuyên đến nghe thôn thiên hổ trong âm thầm. Đối bọn hắn thổi phồng, cái này thanh dương tông trong di chỉ mặt bảo vật là làm sao như thế? Nào nhiều, nó trước đây cùng lão đại ở đây sông sáo, nó là như thế nào đại triển thần uy? Đem những cái kia răng sắt địa ma chuột đánh tè ra quần không giống tiểu xà điểu vừa đến ở đây giống như một sợ trứng đồng dạng núp ở lão đại trên bờ. vai ngay cả cái dám cũng không dám phóng một cái. la vân thiên bọn người nghe thôn thiên hổ thổi phồng nhiều liền một mực lòng ngứa ngáy. bọn hắn lần một lần hay còn có thể nhịn được nghe thôn thiên hổ khoác lác nhiều lần. trong lòng liền bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. nhất là gần nhất là vân thiên đột phá thiên tôn cảnh sơ kỳ mà đường tinh văn cùng ngô cốc nhưng cũng đột phá đến nửa bước thiên tôn cảnh. Ba người bọn họ trong lòng liền càng thêm tâm tình nhộn nhạo. Cuối cùng tại hai ngày trước tại cố khanh giúp bọn hắn giải quyết mãng hoang trong rừng núi. Đầu kia thiên tôn cảnh hậu kỳ hung thú sau, bọn hắn liền rực dây cố khanh cùng một chỗ tới. Có cố khanh tên này thiên tôn cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt đỉnh tọa chấn bọn hắn cho dù tới, hẳn là cũng có thể cam đoan an toàn, cố khanh chưa từng có đi qua thanh. Dương Tông Di chỉ tại ba người bọn họ giật dây phía dưới, liền cũng cùng nhau tới. Kỳ thực cố khanh cũng là vì tránh né nam cung nhiễm tuyết. Lúc này mới chạy vào cái này viễn cổ di chỉ trong bí cảnh. Mặc dù phía trước là Vân Thiên Đích xác có để cho người ta trở lại Nam Châu hướng hắn cầu trợ để cho hắn ra tay giúp đỡ xử lý mãng hoang rừng núi đầu kia thiên tôn cảnh hậu kỳ hung thú thế nhưng ngày hôm trước tôn cảnh hậu kỳ hung thú chỉ là bình thường thiên tôn cảnh hậu kỳ thực lực mà thôi lấy la vân thiên đám người thực lực lại thêm có bắc sơn mương lãnh đạo một đám cự nhân tộc đông sơn chiến bộ chiến sĩ tại cho dù hắn không đi ra tay giúp đỡ la vân thiên bọn người cuối cùng cũng có thể giải quyết chẳng qua là phiền toái một chút mà thôi mà lúc trước la vân thiên để cho người ta trở về nhờ giúp đỡ cũng đích xác nói chỉ là để cho cố khanh có thời gian rảnh đi qua hỗ trợ một chút mà cũng không phải là nói là vạn phần chuyện khẩn cấp kỳ thực cố khanh một nhóm bốn người từ mãng hoang sơn lâm bên kia thông qua truyền tống trận trở lại thiên chiếu đảo lại thông qua thiên chiếu trên đảo truyền tống trận tới thanh dương tông di chỉ bên này cùng sở kiếm thu dẫn dắt tiểu thanh điểu cùng thôn thiên hồ đến thanh dương tông di chỉ bên. Này, cũng chính là chân trước chân sau sự tình. Tương đương với cố khanh bọn người chân trước vừa mới đến thanh dương tông di chỉ. Sở kiếm thu chân sau cũng liền đi theo đến đây, uy. Lão là, người đừng nói nhảm, hổ ra lúc nào nói qua lời này. Thôn thiên hổ nghe được la vân thiên lời này, trong lòng trong nháy mắt gấp. Lập tức đem cái kia đầu to hướng phía trước duỗi ra một đôi mắt hổ trừng la vân thiên nói nếu để cho sở kiếm thu biết nó bình thường tại huyền kiếm tông trong âm thầm làm những chuyện kia nó phải chịu không nổi cho nên lúc này thôn thiên hổ trừng la vân thiên trong ánh mắt tràn đầy uy hát yêu ta thần sắc ra hiệu la lão nhi nói chuyện cho hổ ra kiềm chế một chút đừng có không có một trận nói lung tung thôn thiên hổ làm gì vậy sở kiếm thu có chút tức giận một cái hạt rẻ gõ đi qua lão cố ngươi không phải nói đi mãng hoang sơn lâm cái kia vừa giúp la tiền bối giải quyết phiền toái sao giải quyết như thế nào lấy ngược lại giải quyết tới nơi này sở kiếm thu liếc qua cố khanh nói cái thằng chó này phía trước chạy ngược lại là nhanh chóng sở kiếm thu đến bây giờ nhìn thấy cố khanh lúc trong lòng đều vẫn còn mấy phần nổi nóng sở huynh đệ ta thật không có lừa ngươi không tin ngươi hỏi vân thiên huynh bọn hắn Cố Khanh vội vàng nói, hắn đem tiến vào viễn cổ di chỉ bí cảnh chuyện sau đó nói một lần. Mà La Vân Thiên, Đường Tinh Văn cùng Ngô Cốc nhưng cũng ở một bên làm chứng. Bọn hắn trước đây thật là tại mãng hoang sơn lâm bên kia giải quyết một đầu thiên tôn cảnh hậu. Kỳ hung thú, chỉ có điều giải quyết xong đầu hung thú kia sau đó, mới kết bạn chạy đến nơi này. Sở kiếm thu nghe xong lời nói này sau đó. Liền lười nhắc lại đi truy cứu cố khanh phía trước chạy trốn sự tình đi, là tiền bối, ba người các ngươi cũng không cần xuống cái này vực sâu. Các ngươi ngay tại phía trên xem là được rồi. Tối đa chỉ có thể tại cái này vực sâu trên vách đá dựng đứng nhặt một chút pháp bảo. Tuyệt đối không nên chạy đến dưới vực sâu đi. Sở Kiếm Thu nhìn xem La Vân Thiên ba người, nghiêm túc dặn dò một phen đạo. "Công tử, thật sự không thể để chúng ta cũng xuống đi xem một chút, Ngô." Cốc Nhiên vẫn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, "Ngô tiền bối ta nói ngươi thật vất vả tu luyện tới bây giờ cảnh giới này sống khỏe mạnh không được sao làm gì cần phải muốn tìm cái chết đâu sở kiếm thu liếc mắt nhìn hắn nói không phải ta xem tiểu ngươi liền thực lực ngươi bây giờ nếu thật là gặp được vực sâu phần đáy những cái kia răng sắt địa ma chuột liền cho những cái kia răng sắt địa ma chuột nhét kẽ răng đều không đủ sở kiếm thu thật đúng là không phải đang hù dọa ngô cốc nhiên bọn người nhớ ngày đó phong phi vũ phong phi vân dẫn theo một nhóm lớn cao thủ xuống cái kia vực sâu phần đáy thời điểm bỏ ra cỡ nào đánh đổi nặng nề nếu không phải là bọn hắn chạy nhanh kém chút liền hai người bọn họ tính mệnh cũng giao phó ở nơi đó ngô cốc nhiên cùng đường tinh văn thực lực hôm nay cùng trước đây phong phi vũ cùng gió phi vân so sánh cũng sẽ không cùng nhau trên dưới mà thôi căn bản không đủ lấy tại vực sâu phần đáy những cái kia răng sắt địa ma tay chuột bên trong còn sống sót đã đột phá đến thiên tôn cảnh sơ kỳ la vân thiên có lẽ còn có mấy phần thủ đoạn tự vệ nhưng mà vực sâu dưới đáy với hắn mà nói cũng đồng dạng vô cùng nguy hiểm nhìn thấy sở kiếm thu nói đến trịnh trọng như vậy la vân thiên ngô cốc nhiên cùng đường tinh văn trong lòng lúc này mới nghĩ đến mà sợ bọn hắn nguyên bản bởi vì đột phá cảnh giới mới mà có mấy phần phiêu nhiên tâm tư. vào lúc này lập tức bình tĩnh lại, xin nghe công tử phân phó. là vân thiên ba người lập tức vội vàng đáp lão. cố người nếu đã tới như vậy tùy ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút thôi. sở kiếm thu quay đầu đối với cố khanh nói. hảo, sở huynh đệ có phân phó gì mà nói cứ việc phân công chính là không cần khách khí. Cố Khanh mặt mũi tràn đầy cười xòa nói, lập tức, hai người một hổ một chim. Liền dọc theo vực sâu vách đá hướng về vực sâu dưới đáy leo xuống. Là Vân Thiên, Ngô Cốc Nhiên cùng đường tinh văn ba người, nhưng là lưu lại trên vực sâu. Dọc theo vực sâu biên giới mà đi, bọn hắn đều ghi nhớ sở kiếm thu phân phó. Nhiều lắm là chỉ là tại vực sâu trên vách đá dựng đứng. Đi nhặt một chút pháp bảo cùng thiên tài địa bảo đầu này vực sâu chiều dài thật dài. Mặc dù phía trước bị phong phi vũ cùng gió phi vân bọn người ở tại phía trên vơ vét một phen. Bảo vật nhưng bọn hắn cũng chỉ là vơ vét đầu này vực sâu trong đó một đoạn mà thôi. Chỉ sợ liền toàn bộ vực sâu chiều dài một phần mười cũng không có vơ vét đến. Về sau phong phi vũ cùng gió phi vân vội vã trở về chiến lực điện Sơn Phong. Tham gia chiến lực điện chân bảo cốc thí luyện. Để nhận được chân bảo trong cốc sinh mệnh nguyên dịch cho nên tại đầu này trên vực sâu vơ vét sau một khoảng thời gian, liền rời đi vực sâu. Trở về chiến lược điện Sơn Phong đi. Cho tới khi sơ phong phi vũ cùng gió phi vân bọn người đối với đầu này trên vực sâu bảo vật vơ. Vét vẫn là hết sức có hạn. Là vân thiên ba người dọc theo vực sâu hành tẩu, dọc theo đường đi thu hoạch cực phong phú. Trường 2669 Bắc Sơn Mương đột phá. Trong lòng bọn họ không khỏi một hồi cảm thán thôn thiên hồ trước đây hướng bọn hắn khoác lác quả nhiên không sai cái này thanh dương tông di chỉ khu vực hạch tâm bảo vật quả nhiên nhiều đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng chỉ là mấy ngày ngắn ngủi xuống bọn hắn thu hoạch thất giai pháp bảo cực phẩm liền không dưới hai ba mươi kiện liền nửa bước bát giai pháp bảo bọn hắn đều thu hoạch bốn năm kiện đến nỗi những thứ khác thất giai cực phẩm trở xuống pháp bảo vậy càng là đạt được nhiều khó mà đếm kế thất giai pháp bảo cực phẩm cái này cho dù là tại phong nguyên vương triều đều ít đến thương cảm ở đây mặc dù không nói là đứng đầy đường tồn tại nhưng cũng thực sự là không thiếu cửu khê đại lục mãng hoang sơn lâm bắc sơn mương dẫn theo một đám đông sơn chiến bộ cự nhân tộc chiến sĩ đang vây quanh một đầu chiều cao chừng hơn vạn trượng cực lớn hung thú thi thể cắt đầu này chừng hơn vạn trượng cực lớn hung thú thi thể chính là bị cố khanh nhất kiếm chém giết đầu kia thiên tôn cảnh hậu kỳ hung thú vốn là hắn dẫn theo đông sơn chiến bộ hơn vạn tên tôn giả cảnh chiến sĩ tính cả la vân thiên ngô cốc nhiên đường tinh văn lục trấn thiên mục tiết phong tả khưu văn cùng trường tôn nguyên bạch một đám huyền kiếm đường cao thủ đối với đầu này thiên tôn cảnh hậu kỳ hung thú vây giết dòng rã năm ngày năm đêm đều bắt không được đầu này hung mãnh vô cùng thiên tôn cảnh hậu kỳ hung thú mặc dù bằng vào uy lực cực lớn chiến trận cùng với trên người bọn họ pháp bảo cường đại đem đầu hung thú này cho khốn trụ hơn nữa còn đối với nó tạo thành thương không nhẹ nhưng mà lấy thực lực của bọn hắn muốn giải quyết đầu này thực lực cường đại thiên tôn cảnh hậu kỳ hung thú mà nói ít nhất cũng còn phải kinh nghiệm vài ngày gian khổ chiến đấu anh dũng lại không nghĩ rằng sau khi cố khanh đến đầu này chơi đùa bọn hắn không nhẹ thiên tôn cảnh hậu kỳ hung thú chỉ là bị cố khanh nhẹ nhàng một kiếm liền trực tiếp giải quyết cố khanh cái kia cường đại đến khó có thể tưởng tượng thực lực khiến cho bắc sơn mương thấy thẳng hâm mộ nếu như hắn cũng nắm giữ cố khanh thực lực cường đại như vậy mà nói cái kia ở mảnh này mãng hoang trong rừng núi hành tẩu vậy coi như nhẹ nhõm nhiều bất quá chỉ cần thực lực của hắn tiếp tục dựa theo bây giờ loại tốc độ này trưởng thành tiếp Muốn đạt tới cố khanh dạng này thực lực cường đại cũng không cần bao nhiêu thời gian. Nhất là bây giờ, bọn hắn còn nắm giữ như thế một đầu chừng vạn trượng chi cự thiên tôn cảnh hậu. Kỳ hung thú thi thể, cái này sẽ khiến cho bọn hắn những thứ này đông sơn chiến bộ chiến sĩ. Thực lực thu được tăng lên cực lớn. Bác Sơn ngươi, đem đám hung thú này huyết nhục cho đào quáng đội các tộc nhân đưa qua, bác. Sơn mương cầm trong tay một cái không minh giới giao cho bên người Bắc Sơn ngươi nói đi qua hai ngày cắt chém, Bắc Sơn Mương cùng một đám đông Sơn chiến bộ chiến sĩ từ đầu này. Thiên tôn cảnh hậu kỳ hung thú trên thân cắt xuống rất nhiều máu thịt. Cất vào chữ vật pháp bảo bên trong. Bất quá, dù cho trải qua dòng dã hai ngày cắt chém. Bọn hắn cũng chỉ bất quá là cắt xuống đầu này vạn trượng chi cự hung thú thi thể một phần ba huyết nhục. Mà thôi, thiên tôn cảnh hậu kỳ hung thú thi thể huyết nhục thật là quá mức bền bỉ bọn hắn dù cho trong tay pháp bảo cực kỳ bất phàm, muốn đem những thứ này huyết nhục cắt đi. Cũng rất là không dễ dàng. Tướng quân, chúng ta có cần thiết đem chân quý như vậy thiên tôn cảnh hậu kỳ máu thú giữ thịt. Đi đưa cho những phế vật kia sao, huống hồ, đào quáng trong đội. Còn có La Sơn bà nương cái kia á. Bác Sơn ngươi nghe được Bác Sơn mương lời này, lập tức không khỏi có chút trần chờ nói. Phải biết, đây chính là thiên tôn cảnh hậu kỳ hung thú huyết nhục đối bọn hắn những thứ này cự nhân tộc chiến sĩ tới nói nắm giữ trọng yếu vô cùng tác dụng nuốt chửng những thứ này huyết nhục sau đó bọn hắn những thứ này cự nhân tộc chiến sĩ tu vi và thực lực sẽ thu được tăng lên to lớn đem chân quý như vậy thiên tôn cảnh hậu kỳ máu thú giữ thịt đưa cho những cái kia cả ngày chỉ biết là đào quáng phế vật bắc sơn ngươi trong lòng thật là là cực không nỡ lòng bỏ tại bắc sơn ngươi trong lòng vẫn luôn rất xem thường những cái kia đào quáng đội tộc nhân. Bởi vì những tộc nhân kia sở dĩ gia nhập vào đào quáng đội. Đều là bởi vì tự thân thiên tư không được lúc này mới chạy tới đào quáng. Thiên phú tốt cự nhân tộc đều gia nhập vào bọn hắn trong chiến bộ tới. Trở thành trong chiến bộ chiến sĩ. ba Bác Sơn ngươi cái này lời mới vừa nói ra miệng. Liền bị Bác Sơn mương hung hăng quất một cái cái tát bác sơn ngươi bản tướng quân cùng ngươi nói bao nhiêu lần đó là chúng ta tộc nhân lại để cho bản tướng quân từ trong miệng ngươi nghe được phế vật hai chữ đừng trách bản tướng quân đối với thủ hạ ngươi bất dung tình bắc sơn mương nhìn chằm chằm bắc sơn ngươi ánh mắt hung ác nói lại nói cái này thiên tôn cảnh hậu kỳ hung thú ngươi cho rằng là chúng ta đánh chết sao đây là cố khanh giết ngươi cho rằng dựa vào cái gì hắn sẽ đem cỗ này hung thú thi thể lưu cho chúng ta mà không trực tiếp mang đi đó là bởi vì xem ở chúng ta cũng là huyền kiếm tông đồng môn phân thượng đừng con mẹ nó đem trước đó tại sắt đá bộ lạc bộ kia còn đưa đến bây giờ chỗ này tới các ngươi đều nghe cho kỹ cho bản tướng quân bây giờ chúng ta cũng là huyền kiếm tông người đừng con mẹ nó còn phân cái bộ lạc này bộ lạc đó bây giờ chỉ có chiến bộ ở giữa cạnh tranh không có bộ lạc ở giữa cạnh tranh bác sơn mương cuối cùng ánh mắt hung hăng nhìn lướt qua những cái kia cự nhân tộc chiến sĩ nói là tướng quân những cái kia đông sơn chiến bộ cự nhân tộc chiến sĩ vội vàng đáp cái kia tướng quân đám hung thú này huyết nhục muốn hay không cho la sơn bọn hắn hắc sơn chiến bộ cũng đưa qua bác sơn ngươi lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi người mẹ nó vừa rồi điếc có phải hay không không nghe thấy bản tướng quân lời nói mới rồi sao bây giờ không có bộ lạc ở giữa cạnh tranh chỉ có chiến bộ ở giữa cạnh tranh mẹ nó la sơn là chúng ta đông sơn chiến bộ người sao bọn hắn là hắc sơn chiến bộ người người đem những thứ này huyết nhục đưa cho hắc sơn chiến bộ người là cố tình muốn cho bọn hắn vượt qua chúng ta đông sơn chiến bộ để cho bản tướng quân mất mặt có phải hay không bắc sơn mương nổi nóng vô cùng một cước đá vào bắc sơn ngươi trên thân đem bác sơn ngươi đạp cái lảo đảo suýt nữa bị đạp lăn trên mặt đất mau đem đồ vật cho đào quáng đội người đưa qua bác sơn mương trầm mặt lại đá một cước bác sơn ngươi là tướng quân bác sơn ngươi vội vàng ảo não cầm viên kia chứa số lớn hung thú huyết nhục không minh giới hướng về đào quáng đội phương hướng đi đến tốt đại gia trước tiên ăn no nê lại tiếp tục làm việc đang để cho bác sơn ngươi đi tiễn đưa viên kia không minh giới cho đào quáng đội sau đó Bắc Sơn Mương lại đối một đám đông sơn chiến bộ các chiến sĩ nói. Nghe được Bắc Sơn Mương lời này, một đám đông sơn chiến bộ các chiến sĩ. Lập tức bộc phát ra một hồi gieo hò. Bọn hắn đối với cỗ này thiên tôn cảnh hậu kỳ hung thú huyết nhục đã sớm thèm nhỏ dãi. Kế tiếp, một đám đông sơn chiến bộ chiến sĩ bắt đầu nhóm lửa, chống lên giá đỡ. Đem cỗ này máu thú giữ thịt cắt đi, nướng chín sau đó, ăn ngốn nghiến, bắc sơn mương ăn no một trận cái này thiên tôn cảnh hậu kỳ máu thú giữ thịt vận chuyển lên thiên dương bá lực huyền công đem cái này hung thú máu thịt bên trong cái kia bằng bạc vô cùng năng lượng chuyển hóa làm tu vi của mình thiên tôn cảnh hậu kỳ máu thú giữ thịt năng lượng trong đó cỡ nào khổng lồ bắc sơn mương vốn chính là nửa bước thiên tôn cảnh võ giả sau khi ăn no một trận này Lập tức một cỗ cường đại vô cùng khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, sơn lâm bầu trời. Thiên địa dị tượng hiện ra. Tại trong Huyền Kiếm Tông một đám cự nhân tộc cao thủ. Bắc Sơn Mương trở thành thứ nhất đột phá thiên tôn cảnh cự nhân tộc. Chương 2670 Bắc Sơn Mương dã tâm. Bắc Sơn Mương chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội mãnh liệt lực lượng cường đại bắc sơn mương trong lòng chỉ cảm thấy một hồi cuồng hỉ thiên tôn cảnh đây chính là thiên tôn cảnh sức mạnh từng có lúc đây chính là mình làm mộng cũng không dám nghĩ sức mạnh bắc sơn mương dã tâm vẫn luôn không nhỏ nhưng mà dã tâm của hắn lại lớn trước đây tối đa cũng chẳng qua là nghĩ thống nhất tùng tuyền đại lục đông sơn vực cự nhân tộc mà thôi hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình thế mà lại có một ngày đột phá trong truyền thiết thiên tôn cảnh đây chính là tùng tiền đại lục đông sơn vực cự nhân tộc chưa bao giờ từng có người đạt đến qua cảnh giới lúc này bắc sơn mương trong lòng lại là một hồi âm thầm may mắn hắn cảm giác đời này may mắn nhất sự tình chính là trước đây tiến đánh đen sơn thành bị sở kiếm thu bắt tiếp đó đầu hàng sở kiếm thu sự tình nếu không phải là sở kiếm thu hắn chớ nói đột phá thiên tôn cảnh liền thống nhất sắt đá bộ lạc nội bộ đều không phải là một chuyện dễ dàng thì càng không cần phải nói nhất thống Đông Sơn vực cự nhân tộc. Mà bây giờ, Bắc Sơn Mương cũng sớm đã thoát ly thống nhất cự nhân tộc loại này không đáng giá. Nhắc tới mục tiêu nhỏ, hắn bây giờ mục tiêu. Thế nhưng là trở thành thông huyền cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Bởi vì sở kiếm thu nắm trong tay thiên dương bá lực huyền công. Thế nhưng là một môn có thể tu luyện đến thông huyền cảnh đỉnh phong cường đại công pháp mà chỉ. Cần đi theo ở Sở Kiếm Thu bên người, Bắc Sơn Mương cũng cảm giác chính mình cái mục tiêu này. Cũng không phải là chuyện hư vô mờ mịt. Đương nhiên, cái này tiền đề phải là chính mình muốn chiếm được Sở Kiếm Thu niềm vui. Nhận được Sở Kiếm Thu thưởng thức, kiếm lấy đến đầy đủ chiến công mới có thể làm được sự tình. Hắn vì sao muốn đem vô cùng chân quý thiên tôn cảnh hậu kỳ hung thú huyết nhục đưa cho đáo? Quáng đội những tộc nhân kia, hắn chiếu cố một chút những thứ này đồng tộc cố nhiên là trong đó một phương diện nhưng mà trọng yếu nhất hay là hắn phải tại bên kia sở kiếm thu lưu lại một cái ấn tượng tốt nếu như hắn đem đầu này thiên tôn cảnh hậu kỳ hung thú huyết nhục toàn bộ chính mình cùng đông sơn chiến bộ chiến sĩ độc thôn vô luận là tại bên kia sở kiếm thu vẫn là tại hộ bộ cùng với tông chủ phủ bên kia đoán chừng đều sẽ lưu lại một cái ấn tượng xấu thậm chí hộ bộ cũng có thể sẽ phái người tới để cho hắn giao ra một bộ phận hung thú huyết nhục phân cho hắc sơn chiến bộ người bên kia bởi vì đầu hung thú này dù sao không phải là bọn hắn đông sơn chiến bộ người đơn độc đánh chết mà là cố khanh đánh chết bọn hắn đông sơn chiến bộ mặc dù có một bộ phận công lao tại nhưng lại xa xa không đủ để độc chiếm cái này một đầu thiên tôn cảnh hậu kỳ hung thú cùng đằng sau bị hộ bộ người đến phân đi một bộ phận hung thú huyết nhục giao cho hắc sơn chiến bộ người còn không bằng hắn chủ động đem một bộ phận hung thú huyết nhục đưa cho đào quáng đội người cứ như vậy vừa có thể tại sở kiếm thu cùng hộ bộ tông chủ phủ người bên kia lưu lại một cái ấn tượng tốt hơn nữa còn không cần bị hắc sơn chiến bộ người phân đi một bộ phận hung thú huyết nhục cuối cùng còn có thể tại cự nhân tộc nội bộ chiếm được một cái hảo danh dự về sau cũng có thể có càng nhiều tộc nhân gia nhập vào bọn hắn đông sơn chiến bộ tới hắn loại này dụng tâm, giống Bắc Sơn ngươi loại này chỉ biết là làm bừa ngu xuẩn. Làm mãi mãi cũng sẽ không hiểu, đối với La Sơn. Hắn Bắc Sơn mương dù sao có một cái tiên thiên thế yếu. Bởi vì La Sơn tại ban đầu là chủ động đuổi theo sở kiếm thu. Mà hắn Bắc Sơn Mương là công càn quét băng đảng Sơn thành thời điểm, bị sở kiếm thu bắt. Bất đắc dĩ đầu hàng sở kiếm thu. Tuy nói hắn bây giờ đã sớm không có dị tâm một cách toàn tâm toàn ý vì sở kiếm thu cùng huyền kiếm tông hiệu lực nhưng mà tại trên sở kiếm thu bên kia ấn tượng lại khó tránh khỏi không sánh được la sơn cho nên hắn bình thường không thể không đa động dùng một điểm tâm tư ở phương diện này để cầu tận lực bù đắp tại sở kiếm thu trong lòng ấn tượng đương nhiên bởi vì tại huyền kiếm tông nghiêm khắc quân kỷ dưới sự ước thúc bắc sơn mương mặc dù cùng la sơn là đối thủ một mất một con lại cũng không dám đối với La Sơn động cái gì ý đồ xấu, làm ra cái gì bỉ ổi sự tình tới. Hắn cũng chỉ dám ở quy củ ước thúc phạm vi bên trong. Đi đùa nghịch một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Bắc Sơn Mương dù cho có gan to hơn nữa, cũng không dám xúc phạm Huyền Kiếm Tông quân kỳ. Bằng không, Lương Nhạn Linh cũng sẽ không cùng hắn giảng bất luận cái gì tình cảm. Đông Sơn chiến bộ cự nhân tộc chiến sĩ tại ăn no nê một trận này sau đó ngoại trừ bắc sơn mương đột phá đến thiên tôn cảnh chiến sĩ khác cơ hồ người người đều có chỗ đột phá bởi vì thiên tôn cảnh hậu kỳ máu thú giữ thịt ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ dù cho chỉ là nuốt luôn trong đó một khối nhỏ đối với mấy cái này trên tu vi thấp cự nhân tộc chiến sĩ cũng có to lớn vô cùng chỗ tốt đại gia đem đầu hung thú này huyết nhục lại phân một phần tiếp đó chúng ta tiếp tục xuất phát đi làm việc bắc sơn mương vung tay lên hăm hở nói là tướng quân những cái kia đông sơn chiến bộ cự nhân tộc chiến sĩ tất cả đều vui vẻ đáp ứng nói kế tiếp một đám đông sơn chiến bộ chiến sĩ đem còn dư lại hung thú huyết nhục đều phân phân biệt cất vào chính mình chữ vật pháp bảo bên trong những chiến sĩ này tại toàn bộ đều thu được đột phá thực lực đại trướng sau chia cắt lên đầu hung thú này tới, tốc độ cũng tăng lên không chỉ một lần. Tại những này Đông Sơn chiến bộ chiến sĩ đem máu thú giữ thịt chia nhỏ hết tất. Bắc Sơn Mương đem hung thú còn lại khung xương, nanh vuốt yêu đan đều thu vào. Những vật này sau khi trở về còn được giao cho hộ bộ chúng ta đi. Tại một đám chiến sĩ thu thập xong sau, Bắc Sơn Mương vung tay lên. Tiếp tục mang theo một đám Đông Sơn chiến bộ chiến sĩ ở mảnh này mãng hoang trong núi rừng tuần tra, lần này nhận được đại thu hoạch sau, Đông Sơn chiến bộ chiến sĩ cũng là nhiệt tình tăng vọt. Toàn bộ đều đánh lên 12 phần tinh thần tuần thú tứ phương. Bọn hắn hận không thể gặp lại một chút mắt không mở hung thú đến tập kích bọn hắn. Nếu là có thể lại đến mấy lần loại này đại thu hoạch, không chắc bọn hắn đều có đột phá thiên tôn cảnh khả năng đâu. Đông Sơn chiến bộ lần này thu hoạch rất nhanh cũng liền truyền đến la sơn mấy người hắc sơn chiến bộ chiến sĩ trong tai la sơn mấy người cũng đều rối rít biết bác sơn mương đột phá đến thiên tôn cảnh sự tình bác sơn mương thực sự là gặp vận may như thế nào loại chuyện tốt này chúng ta hắc sơn chiến bộ liền không có gặp gỡ đâu mông vũ dùng sức nện cho bên cạnh một gốc đại thụ che trời một quyền có chút tức giận bất bình nói mông vũ đây chính là thiên tôn cảnh hậu kỳ hung thú chúng ta gặp được không chắc ai ăn ai đây chúng ta cũng không cần đến đi hâm mộ bắc sơn mương bọn hắn la sơn nghe vậy lập tức cười nói hừ ngươi cho rằng bắc sơn mương là bằng vào bọn hắn đông sơn chiến bộ sức mạnh tự mình đánh chết đầu kia thiên tôn cảnh hậu kỳ hung thú sao đây còn không phải là ỷ vào huyền kiếm đường thực lực hơn nữa cuối cùng vẫn là cố khanh ra tay rồi đâu nếu là chúng ta gặp huyền kiếm đường người đồng dạng sẽ tới giúp chúng ta mông Vũ thở phì phò nói, hắc hắc, vậy cũng chưa chắc, dù cho huyền kiếm đường người tới. Vạn nhất chạy đến phải trễ mà nói, chúng ta không giống nhau còn phải gặp tổn thất thật lớn. La Sơn gãi đầu một cái nói, La Sơn, người như thế nào không có cuống cuồng chút nào, Bắc Sơn mương thế nhưng là đột phá đến thiên. Tôn cảnh, hơn nữa bọn hắn đông Sơn chiến bộ chiến sĩ nuốt chửng đầu này thiên tôn cảnh hậu kỳ. Máu thú giữ thịt tất nhiên sẽ thực lực đại trướng. Đến lúc đó, chúng ta hắc sơn chiến bộ người nhưng là bị bọn hắn kéo ra càng lớn khoảng. Cách Mông Vũ có mấy phần hận thiết bất thành cương nói. Chương 2671 ta tin tưởng công tử. Hắn đột phá đã đột phá thôi, ta vì sao muốn cấp bách la? Sơn nghe nói như thế, lập tức không khỏi gãi đầu một cái. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, thực lực bọn hắn càng thêm cường đại. Đây không phải tốt hơn sao? chúng ta tộc nhân ở đây đào quáng thực lực của bọn hắn càng cường đại tộc nhân của chúng ta cũng càng an toàn a à. lý là cái này lý nhưng mà bắc sơn mương cùng đông sơn chiến bộ càng ngày càng cường đại chỉ sợ về sau cự nhân tộc liền bị bắc sơn mương nắm trong tay chúng ta về sau liền phải nghe hắn chỉ huy đen sơn thành là chúng ta hắc sơn bộ là cùng huyền kiếm tông cùng một chỗ xây chúng ta hắc sơn bộ là cũng là ban đầu gia nhập vào huyền kiếm tông hắn bắc sơn mương nhiều nhất cũng chính là một tù binh bằng gì cuối cùng ngược lại chúng ta muốn nghe hắn mông vũ có chút căm giận bất bình nói mông vũ người suy nghĩ nhiều la sơn nghe được mông vũ lời nói này lập tức nhịn không được bật cười như thế nào là ta nghĩ nhiều rồi la sơn thật không phải là ta buồn lo vô cớ chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp mau chóng đề thăng chúng ta hắc sơn chiến bộ thực lực cũng không thể để cho bắc sơn mương đông sơn chiến bộ cái sau vượt cái trước mông vũ có chút nóng này nói mông vũ ta là cái na ô tô bất quá mặc dù ta không hiểu các ngươi những cái kia cong cong thẳng thẳng đồ vật nhưng mà ta lại biết cự nhân tộc không thể lại bị bất luận kẻ nào khống chế cũng không có ai có thể nắm trong tay cự nhân tộc ngoại trừ công tử chúng ta chỉ cần dựa theo công tử cùng huyền kiếm tông phân phó làm từng bước đi chân thật làm xong chính mình sự tình là được rồi không cần thiết nghĩ nhiều như vậy la sơn vỗ vỗ mông vũ bả vai nói chúng ta hắc sơn chiến bộ tất nhiên phải nghĩ biện pháp cố gắng tăng cường chính mình thực lực kiếm lấy tận lực nhiều chiến công thế nhưng là không cần nóng lòng cầu thành đi làm loại kia quá mức mạo hiểm sự tình huống hồ ta nghe nói đông sơn chiến bộ người còn đưa rất lớn một bộ phận hung thú huyết nhục cho đào quáng đội tộc nhân cái này cho thấy bắc sơn mương cũng không có chúng ta nghĩ đến xấu như vậy nếu như bắc sơn mương có thể một mực vì chúng ta tộc nhân lo nghĩ mà nói dù cho để hắn làm cự nhân tộc thủ lĩnh cũng không có gì thế nhưng là mông vũ còn muốn nói điều gì đi mông vũ đừng như vậy nhiều thế nhưng là chỉ cần nghe lời của công tử làm việc là được rồi ta tin tưởng công tử la sơn khoát tay áo nói thanh dương tông di chỉ khu vực hạch tâm vực sâu dưới đáy sở kiếm thu cùng cố khanh tiểu thanh điều thôn thiên hổ một nhóm bốn người leo trèo không sai biệt lắm một ngày thời gian lúc này mới đi tới vực sâu dưới đáy bất quá bọn hắn lần này tốc độ đã tính nhanh trước đây sở kiếm thu cùng gió bay uyên lần đầu tiên tới nơi này từ vực sâu phía trên nhất leo đến vực sâu dưới đáy thế nhưng là hoa vài ngày thời gian mà bây giờ vô luận là sở kiếm thu thực lực của mình vẫn là thôn thiên hổ tiểu thanh điểu thực lực cũng đã xưa đâu bằng nay mà đồng hành cố khanh cũng xa không phải phong phi uyên cái kia yếu gà có thể so sánh trước đây cùng bọn hắn đồng hành phong phi uyên là trong bọn họ yếu nhất một cái trên cơ bản không thể giúp bất luận cái gì vội vàng ngược lại có chút cản trở mà bây giờ cùng bọn hắn đồng hành cố khanh nhưng không kém là mấy là bọn hắn một nhóm bốn người thực lực tối cường một cái. Cố Khanh là lần đầu tiên đi tới nơi này vực sâu dưới đáy. Khi hắn nhìn thấy vực sâu dưới đáy cái kia trồng chất như núi cực lớn thi cốt. Lập tức nhịn không được thở một hơi lãnh khí. Cố Khanh phía trước tại phía trên vực sâu trên mặt đất. Từ chiến lực điện Sơn Phong bên kia cùng nhau đi tới. Trên đường cũng đã gặp một chút ám ma tộc thi hài rất rõ ràng loại này ám ma tộc thi hài lực phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Nhất là hắn được chứng kiến sở kiếm thu dùng những thứ này ám ma tộc thi hài luyện chế thành. Khôi lỗi uy lực ban đầu ở phong nguyên hoàng cung ngự lâm quân huấn luyện trên giáo trường. Liền đỡ bách cùng gió ý cường giả tuyệt đỉnh như thế. Đều không thể lập tức hoàn toàn phá hủy khôi lỗi kia phòng ngự. Nhưng là bây giờ cái này vực sâu phần đáy những thứ này trồng chất như núi thi cốt đại bộ phận mặt ngoài huyết nhục đều bị một loại sinh vật nào đó ăn đến hết sạch trơn cái này cần là bực nào hàm răng sắc bén mới có thể gặm động ám ma tộc vầy đen ma giáp sở huynh đệ chẳng lẽ bên trên những ám ma tộc thi hài này huyết nhục chính là bị cái kia cái gọi là răng sắt địa ma chuột cho gặp ăn rơi cố khanh ánh mắt lộ ra cực kỳ chấn động thần sắc quay đầu hướng sở kiếm thu hỏi cùng sở kiếm thu ở chung lâu như vậy hắn từ sở kiếm thu trong miệng cũng biết cái gì là ám ma tộc không tệ cho nên đợi lát nữa chúng ta nhưng phải coi chừng điểm ngàn vạn không thể sơ xuất sở kiếm thu gật đầu một cái nói lão đại lần này có thể hay không làm vài đầu răng sắt địa ma chuột cho ta đây nếm thử ta đã lâu không có hưởng qua răng sắt địa ma chuột mùi vị thôn thiên hổ lúc này ánh mắt lộ ra vô cùng hưng phấn tia sáng có chút thèm nhỏ dãi nói uy hổ huynh người ngay cả răng sắt địa ma chuột đều có thể ăn cố khanh nghe được thôn thiên hổ lời này lập tức không khỏi lại là lấy làm kinh hãi nói đó là đương nhiên cái này răng sắt địa ma chuột trong mắt các ngươi là lấy mạng vô thường ở trong mắt hổ ra đó chính là vô thượng mỹ vị thôn thiên hổ rất là ngạo nghễ ngang ngẩng đầu nói đi đợi lát nữa không thể thiếu chỗ tốt của ngươi nếu như trên đường gặp phải liền lộng vài đầu cho ngươi nếm thử. Sở kiếm thu khoát tay áo, ngăn trở thôn thiên hồ tiếp tục thổi phong. Lão đại, ta liền biết ngươi là tối anh minh thần võ. Thôn thiên hồ nghe vậy, nhất thời hưng phấn vô cùng nói, một nhóm bốn người không có dừng lại. Hướng thẳng đến vực sâu đối diện đi đến. Chỉ là lần này bọn hắn mới vừa đi ra hơn mười trượng. Liền chợt nghe ảo 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 từng trận âm thanh vang lên chỉ thấy bọn hắn bốn phía những cái kia trồng chất như núi khổng lồ đống cốt bên trong. Chắp lên từng cái tiểu gò núi. Nhìn cái kia một ít gò núi cúng bái số lượng khoảng chừng gần trăm cái, nhìn thấy một màn này. Sở kiếm thu đám người cước bộ lập tức ngừng lại, sở kiếm thu nhìn lướt qua những thứ này cùng. Tiểu gò núi, con mắt lập tức hít lại. Lần này, những thứ này răng sắt địa ma chuột phản ứng ngược lại là nhanh, xem ra đoán chừng là lần trước hắn cùng thôn thiên hổ lợi dụng ẩn nấp bí thuật cùng hám thần thuật cùng phối hợp phía dưới âm thầm giết không ít răng sắt địa ma chuột bị những thứ này răng sắt địa ma chuột về sau phát giác khác thường từ đó có đề phòng lúc này mới dẫn đến bọn hắn lần này vừa xuất hiện những thứ này răng sắt địa ma chuột cũng đã có cảnh giác so với lần trước bọn hắn tới nơi này thời điểm những thứ này răng sắt địa ma chuột ngược lại là cảnh giác hơn nhiều ào 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 từng cái đống cốt tiểu gò núi tán lạc thời điểm lập tức lộ ra bên trong từng đầu cực lớn màu đen cự thử những thứ này màu đen cự thử từng cái con mắt tản ra làm người sợ run âm u lạnh lẽo lục quang toàn thân lông tóc giống như thép xoát đồng dạng từng chiếc dựng thẳng những thứ này chính là răng sắt địa ma chuột cố khanh nhìn thấy những thứ này vô cùng quỷ dị màu đen cự thử lập tức không khỏi giật mình hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này vô cùng quỷ dị sinh linh. Toàn thân trên dưới tràn đầy hắc ám gian ác, sát lục cùng khí tức hủy diệt. Cùng hắn trước đó đã thấy bất luận một loại nào sinh linh cũng không giống nhau. Ngược lại là tu luyện vảy đen ma thể ám ma ngục võ giả. Khí tức trên thân cùng loại khí tức này có chút tương cận. Chương 2672 cực lớn đàn chuột. Không tệ, đây chính là răng sắt địa ma chuột, một loại ma thú. Sở Kiếm Thu nghiêm túc nói, lão Cố, ngươi chờ chút cũng phải cẩn thận một điểm. Tuyệt đối đừng phớt lờ, bằng không bị thứ này cắn một cái mà nói. Dù cho ngươi là thiên tôn cảnh đỉnh phong cao thủ, vậy cũng phải quá sức. Đối diện với mấy cái này răng sắt địa ma chuột, Sở Kiếm Thu cũng không tính tránh lui. Mà là dự định cùng những ma thú này tranh tài một hồi, vừa vặn hắn trong khoảng thời gian này khắp mọi mặt thực lực đều tăng nhiều vừa vặn cầm những thứ này răng sắt địa ma chuột tới thử thử một lần tay lần trước hắn đi tới nơi này vực sâu phần đáy thời điểm đối diện với mấy cái này răng sắt địa ma chuột phải cẩn thận từng ly từng tí nơm nớp lo sợ dùng đủ loại ẩn nấp bí thuật bằng mọi cách che lấp hành tung sợ bị những thứ này răng sắt địa ma chuột phát hiện dấu vết hơn nữa nhiều lần đều bị những thứ này răng sắt địa ma chuột truy sát đến chạy chối chết nhưng mà lần này hắn tính toán cùng những thứ này răng sắt địa ma chuột chính diện cứng rắn một hồi cũng coi như là ra một ngụm lần trước ở đây chịu những cái kia uất khí hiểu được cố khanh gật đầu một cái sắc mặt cũng là nghiêm túc đối với hắn thực lực sở kiếm thu là rất rõ ràng tất nhiên sở kiếm thu biết rõ thực lực hắn tình huống phía dưới đều như thế nhắc nhở hắn cái này cho thấy những vật này đích xác không tốt đối phó kít một đầu thân hình khổng lồ màu đen cự thử phát ra một tiếng tức giận thét lên một tiếng này thét lên giống như phát khởi xung kích lệnh đồng dạng trên trăm đầu màu đen cự thử lập tức nhao nhao hướng sở kiếm thu bốn người lao đến những thứ này màu đen cự thử tu vi thấp nhất cũng là địa tôn cảnh sơ kỳ đến nỗi đầu kia cầm đầu màu đen cự thử tu vi càng là cao tới thiên tôn cảnh sơ kỳ, trên trăm đầu địa tôn cảnh răng sắt địa ma chuột. Phát khởi sung kích, thanh thế rất là dọa người. Sở kiếm thu bọn người nhìn thấy một màn này, không sợ chút nào, không những không lùi. Ngược lại nghênh đón tiếp lấy, rầm rầm rầm. Song phương kịch liệt vô cùng giao chiến cùng một chỗ, từng đạo kiếm quang bén nhọn xẹt qua. Những cái kia răng sắt địa ma chuột nhau nhau bị đánh làm hai nửa. Thôn Thiên Hổ một móng vuốt vỗ xuống, những cái kia thực lực hơi yếu răng sắt địa ma chuột. Trực tiếp bị nó đánh thành một cục thịt. Mà Tiểu Thanh Điểu lúc này cũng hóa thành một đầu chiều cao hơn 10 trượng thanh sắc cự điểu. Một đôi lợi chảo xẹt qua, những cái kia răng sắt địa ma chuột tại nó sắc bén kia dưới vuốt. Cũng nhao nhao chết, bá bá bá, Cố Khanh xuất kiếm như gió, hướng về những cái kia răng sắt địa ma chuột đánh tới, giống như hổ vào bầy dê đánh đâu thắng đó, bất quả cố khanh mặc dù giết đến thống khoái. Nhưng mà trong lòng lại như cũ không khỏi một hồi thất kinh. Cái này răng sắt địa ma chuột thật đúng là giống sở kiếm thu nói như vậy. Không là bình thường khó chơi. Nhất là những thứ này răng sắt địa ma chuột trên thân xuất hiện những cái kia vảy giáp màu. Đen, lực phòng ngự kiên cố tới cực điểm, dù cho lấy thực lực của hắn phá vỡ những thứ này vảy giáp màu đen phòng ngự đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nửa bước thiên tôn cảnh trở xuống răng sắt địa ma chuột cố khanh có thể một kiếm đánh giết. Mà đối với đạt đến nửa bước thiên tôn cảnh răng sắt địa ma chuột. Cố khanh ít nhất phải ra tam kiếm. Mới có thể triệt để chém giết một đầu nửa bước thiên tôn cảnh răng sắt địa ma chuột. Những thứ này răng sắt địa ma chuột chẳng những lực phòng ngự cường hãn ngay cả sinh mệnh lực cũng đồng dạng vô cùng cường đại tay hắn cầm nửa bước bát giai trường kiếm pháp bảo đều khó mà một kiếm đem một đầu nửa bước thiên tôn cảnh răng sắt địa ma chuột chém làm hai khúc mà đối với đầu kia đạt đến thiên tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột cố khanh càng là ra tay toàn lực một mực chém ra mười kiếm lúc này mới đem đầu kia thiên tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột thủ lĩnh đánh chết đi Sở Kiếm Thu, Cố Khanh, Tiểu Thanh Điểu cùng thôn Thiên Hồ bốn người dưới tình huống ra tay toàn. Lực diệt sát trên trăm này đầu răng sắt địa ma chuột. Đều không khác mấy hao tốn gần tới một chén trà thời gian. Sở Kiếm Thu cùng thôn Thiên Hồ chỉ cảm thấy giết đến niềm vui tràn trề. Trong lòng thống khoái vô cùng, nghĩ bọn hắn lần trước lúc đến nơi này. Gặp phải số lượng này đạt đến trên trăm đầu răng sắt địa ma chuột, chỉ có chạy chối chết phần. Mà lần này, bọn hắn lại đem đối phương giết đến đánh tơi bời, toàn quân bị diệt. Bất quá, bọn hắn cùng bọn này răng sắt địa ma chuột đại chiến. Cũng tạo thành động tĩnh không nhỏ, trong lúc nhất thời. Tại đầu này vực sâu dưới đáy bốn phương tám hướng cực lớn đống cốt phía dưới. Từng cái tiểu gò núi không ngừng mà chắp lên, ảo ảo ảo. Từng đợt khung xương tán lạc âm thanh vang lên. Từng cái răng sắt địa ma chuột từ đống cốt phía dưới chui ra bọn chúng nhìn sở kiếm thu bọn người một mát nhìn thấy số lớn răng sắt địa ma chuột chết thảm tại sở kiếm thu đám người thủ hạ từng cái âm lãnh kia trong mắt lập tức lộ ra ánh mắt phẫn nộ những thứ này đáng chết đồ ăn lại dám xông vào trong trong lãnh địa của bọn nó còn đánh chết đồng loại của bọn nó đây quả thực là một kiện không cách nào dễ dàng tha thứ sỉ nhục kít một tiếng tức giận thét lên vang lên những cái kia răng sắt địa ma đàn chuột lập tức giống như thủy chiều hướng về sở kiếm thu bọn người tràn tới nhìn thấy toàn bộ vực sâu dưới đáy liên tục không ngừng xuất hiện cái kia rậm rạp chằng chịt đàn chuột sở kiếm thu bọn người nhịn không được ra đầu tê dại một hồi sở kiếm thu chúng ta vẫn là chạy mau a à. tiểu thanh điểu lúc này âm thanh có chút run rẩy nói ừ vậy trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn cho sau lại nói sở kiếm thu cũng liền nói gấp đối mặt như thế đông đảo răng sắt địa ma chuột. Hắn lúc này cũng không nhịn được trong lòng một hồi trột dạ. Bởi vì bây giờ cũng không phải một hai trăm đầu răng sắt địa ma chuột. Mà là hàng ngàn hàng vạn đầu, cho dù là thông thường hàng ngàn hàng vạn tên địa tôn cảnh võ giả. Liên thủ đều có thể bộc phát ra lực sát thương to lớn. Lại càng không cần phải nói là loại này khó giết vô cùng răng sắt địa ma chuột huống chi tại những này răng sắt địa ma chuột bên trong cũng không thiếu thiên tôn cảnh lão đại ta trước tiên thu một chút những thứ này răng sắt địa ma chuột thi thể thôn thiên hổ nói liên tục đem trên mặt đất những cái kia đánh chết răng sắt địa ma chuột thi thể thu vào trong chữ vật pháp bảo những thứ này răng sắt địa ma chuột thi thể đối với nó tới nói đều là mỹ vị vô cùng đồ ăn hơn nữa nuốt những thứ này răng sắt địa ma chuột thực lực cùng tu vi của nó cũng có thể tăng mạnh. Thôn thiên hổ nơi nào cam lòng đem những thứ này răng sắt địa ma chuột thi thể bỏ ở nơi này. Mặc kệ, nhanh, động tác nhanh lên, sở kiếm thu cũng là liên tục đem những cái kia răng sắt địa ma. Chuột thi thể cấp tốc thu vào trong không gian pháp bảo. Cố khanh cùng tiểu thanh điều thấy thế, lập tức cũng là vội vàng ra tay giúp đỡ. Những cái kia răng sắt địa ma chuột tốc độ rất nhanh. Cho dù ở vực sâu dưới đáy cái này trầm trọng tới cực điểm dưới sự uy áp. Những thứ này răng sắt địa ma chuột hành động đều cực kỳ mau lẹ. Chỉ là ngắn ngủi một hai cái thời gian hô hấp, cách bọn họ tương đối gần những cái kia răng sắt địa ma chuột cũng đã vọt tới trước mặt bọn. Hắn đi, Sở Kiếm thu thấy thế, vội vàng quát lên. Mặc dù trên mặt đất còn có hơn 10 cỗ răng sắt địa ma chuột thi thể không kịp lấy đi. Nhưng mà lúc này cũng không lo được những thứ đồ này, hay là trước chạy trốn quan trọng. Bằng không, một khi Lâm vào to lớn như vậy đàn chuột trong vòng vây. Tình cảnh của bọn hắn sợ rằng sẽ cực kỳ không ổn. Thôn Thiên Hồ đối với cái kia hơn 10 cỗ răng sắt địa ma chuột thi thể mặc dù không muốn, nhưng mà nó cũng biết tình thế bây giờ khẩn trương, cũng chỉ có thể bỏ lại cái kia hơn 10 cỗ răng sắt địa ma chuột thi thể. Đi theo Sở Kiếm Thu cùng một chỗ chạy trốn chương 2673 nghĩ mình lại sót cho thân tiểu thanh điều. Mặc dù những cái kia đàn chuột rất nhanh liền xông tới. Nhưng mà bởi vì sở kiếm thu bọn người khoảng cách vực sâu vách đá không xa. Rất nhanh liền giết ra đàn chuột vây quanh, đi tới vực sâu trên vách đá dựng đứng. Dọc theo vực sâu vách đá, hướng về phía trước cấp tốc leo trèo. Những cái kia đàn chuột dưới sự phẫn nộ. Cũng đi theo từ vực sâu trên vách đá dựng đứng đuổi theo, bất quá, những thứ này răng sắt địa ma chuột mặc dù hành động cấp tốc nhưng mà tại phương diện tốc độ dù sao xa xa không thể cùng sở kiếm thu bọn người so sánh những thứ này răng sắt địa ma chuột tại trên lực phòng ngự cực kỳ cường hãn nanh vút cũng là vô cùng sắc bén nhưng mà tại phương diện tốc độ lại không phải bọn chúng sở trường chỉ là tại vực sâu trên vách đá dựng đứng đuổi một hồi những thứ này răng sắt địa ma chuột liền rất mau đuổi theo ném đi ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp thời gian bọn chúng cũng đã không thấy sở kiếm thu đám người bóng dáng những thứ này răng sắt địa ma chuột từng đôi âm u lạnh lẽo u xanh con mắt hướng về phía trước quét mắt một hồi ánh mắt lộ ra mấy phần không cam lòng thần sắc nhưng mà lúc này bọn chúng đã không thấy được bóng dáng của địch nhân trong lòng dù cho không cam lòng nhưng cũng không có truy lùng mục tiêu cuối cùng tại vực sâu trên vách đá dựng đứng bồi hồi một hồi liền quay đầu quay trở về vực sâu dưới đáy là vân thiên ngô cốc nhiên cùng đường tinh văn ba người đang vực sâu trên vách đá dựng đứng tìm kiếm đủ loại bảo vật thời điểm bỗng nhiên cảm thấy phía dưới vực sâu truyền đến tương đối lớn động tĩnh trong lòng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực bọn hắn cực điểm thị lực hướng về vực sâu dưới đáy nhìn lại muốn nhìn đến tột cùng chỉ tiếc trong thâm nguyên này tràn ngập một cỗ cực kỳ quỷ dị mà lực lượng cường đại cho dù là đã đột phá thiên tôn cảnh sơ kỳ la vân thiên thị lực đều không thể kéo dài bao xa thì càng không cần phải nói nhìn tinh tường vực sâu phần đáy tình huống bọn hắn hướng phía dưới thỏ đầu ra nhìn mà nhìn một hồi lại quả thực nhìn không ra đến tột cùng tới nhưng để cho an toàn bọn hắn vẫn là tạm thời về tới phía trên vực sâu dù sao bọn hắn mặc dù nhìn không rõ ràng tình huống phía dưới nhưng mà lúc này phía dưới vực sâu truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác trong lòng một hồi phát lạnh tại bọn hắn vừa mới trở lại phía trên vực sâu không lâu liền gặp được bốn bóng người từ phía dưới vực sâu cấp tốc chạy trốn lại chính là sở kiếm thu bốn người công tử vừa mới phát sinh chuyện gì nhìn thấy sở kiếm thu bọn người trở về la vân thiên liền vội vàng tiến lên hỏi sở kiếm thu bốn người lúc này bộ dáng lộ ra có chút chật vật, nhất là thôn thiên hồ. Trên thân bị bắt ra mấy đạo giữ tợn vết máu, mặc dù vết thương đã khép lại. Nhưng mà trên thân lại như cũ còn lưu lại không ít vết máu. Nhìn thấy một màn này, La Vân Thiên bọn người trong lòng không khỏi một hồi thất kinh. Có thể làm cho sở kiếm thu bốn người đều chật vật như vậy. Có thể thấy được địch nhân là cường đại cỡ nào mặc dù thôn thiên hổ bây giờ còn là nửa bước thiên tôn cảnh tu vi nhưng la vân thiên cũng rất tinh tường thôn thiên hổ thực lực cường đại chính mình mặc dù so thôn thiên hổ còn cao hơn một cảnh giới nhưng mà nếu là đối đầu thôn thiên hổ mà nói căn bản liền thôn thiên hổ một móng vuốt đều ngăn cản không nổi lại càng không cần phải nói đối với thôn thiên hổ tạo thành to lớn như vậy thương thế Nghĩ tới đây, La Vân Thiên bọn người trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Còn tốt bọn hắn phía trước còn không có xuống liền bị Sở Kiếm Thu cho kịp thời ngăn trở. Bằng không, nếu bọn họ thực sự là tùy tiện đi xuống, lúc này còn có hay không mệnh đi lên. Đều chưa biết, không có gì, cũng chính là cùng phía dưới những cái kia răng sắt địa ma chuột làm một trận mà. "Thôi, Sở Kiếm Thu khoát tay áo nói. Ngu sẩn hồ, đều tại ngươi, nên đi thời điểm, nên lập tức đi." còn muốn cái gì răng sắt địa ma chuột thi thể làm hại bản cô nương bị cào rơi mất tận mấy cái mao tiểu thanh điểu lúc này rất là căm tức chừng thôn thiên hổ một mắt nói vừa rồi mặc dù bọn hắn cuối cùng giết ra những cái kia đàn chuột vây quanh nhưng vẫn là bỏ ra một điểm đại giới tiểu thanh điểu thương thế mặc dù không có thôn thiên hổ nặng như vậy nhưng mà lại bị những cái kia răng sắt địa ma chuột tháo ra tận mấy cái lông vũ cái này khiến Tiểu Thanh Điểu đau lòng vô cùng. Nó bình thường đối với trên người mình những thứ này lông vũ, thế nhưng là cực kỳ yêu quý. Bị lộng đi một cây đều phải đau lòng hơn nửa ngày. Huống chi lần này còn bị tháo ra tận mấy cái. Tiểu xả Điểu, ngươi biết cái gì, những thứ này răng sắt địa ma chuột thi thể. Chẳng lẽ còn không sánh được ngươi cái kia mấy cây lông vũ? Nếu là có thể cho hổ ra làm nhiều vài đầu thiên tôn cảnh răng sắt địa ma chuột mà nói, chớ nói đi mấy cây lông vũ dù cho để cho hổ ra đi mấy khối thịt hổ ra đều nguyện ý thôn thiên hổ giọng ồm ồm mà nói mặc dù nó lần này trong chiến đấu là thụ thương nặng nhất một cái nhưng mà thôn thiên hổ lại nửa điểm cũng không thèm để ý ngược lại trong lòng tràn đầy vui vẻ thôn thiên hổ trào tử vung lên lấy ra không gian pháp bảo bên trong răng sắt địa ma chuột thi thể móng vuốt víu vào kéo đem một đầu răng sắt địa ma chuột trên thi thể răng Móng vuốt cùng trên người vẩy giáp màu đen đều lấy xuống. Tiếp đó một ngụm đem đầu này răng sắt địa ma chuột thi thể cho nuốt lấy. Lão đại, chúng ta lần này kiếm lợi lớn. Lần này chúng ta thế nhưng là làm không sai biệt lắm 90 đầu răng sắt địa ma chuột. Hơn nữa còn có một đầu thiên tôn cảnh sơ kỳ. Thôn thiên hổ giống như hiến vật quý đồng dạng. Đem đầu kia răng sắt địa ma chuột trên thân lầy xuống răng móng vuốt cùng vầy giáp màu đen đưa tới sở kiếm thu trước mặt mặt mày hớn hở nói ân bất quá lần sau hay là muốn chú ý một chút ngàn vạn không thể tham công bảo trụ an toàn của mình mới là trọng yếu nhất những thứ này răng sắt địa ma chuột thi thể một lần không lấy được lần sau chúng ta còn có thể lại đi lộng nếu là vì lộng những vật này đem tính mệnh vứt bỏ vậy coi như lẫn lộn đầu đuôi cái mất nhiều hơn cái được Sở Kiếm Thu điểm một chút, nhưng cũng không có đi quét thôn Thiên Hồ hứng thú. Chỉ là báo cho nó một phen lão đại, ta hiểu được." Thôn Thiên Hồ gật đầu một cái nói. "Tất cả mọi người đến giúp một chút vội vàng, đem những thứ này răng sắt địa ma chuột trên thi thể răng." Móng vuốt cùng vảy giáp màu đen cho lột bỏ tới, Sở Kiếm Thu hướng đám người chào hỏi một tiếng nói. Sở Kiếm Thu nói, vung tay lên, liền từ trong không gian pháp bảo lấy ra chính mình chỗ thu lấy răng sắt địa ma chuột thi thể chồng đến thôn thiên hổ lấy ra đống kia răng sắt địa ma chuột trên thi thể cố khanh thấy thế cũng y dạng họa hồ lô vung tay lên đem thu lấy răng sắt địa ma chuột thi thể lấy ra tiểu thanh điểu vẫn vì chính mình rơi mất mấy cây lông vũ mà đau lòng không thôi duỗi ra cánh vuốt ve chính mình rơi mất mấy cây lông chim chỗ tại nghĩ mình lại sót cho thân lấy sở kiếm thu nhìn thấy một màn này có chút tức giận cho nó một cái hạt rẻ đi không phải liền là mấy cây lông vũ sao quay đầu ta cho ngươi mấy chục sợi hoang cổ khí tức đền bù ngươi một chút được rồi tiểu thanh điểu nghe nói như thế con mắt lập tức không khỏi sáng lên lập tức liền tinh thần tỉnh táo cái này còn tạm được tiểu thanh điểu lập tức thỏa mãn hừ một tiếng nói mặc dù rơi mất cái kia mấy cây lông vũ đối với nó tới nói cũng thiệt hại có chút lớn dù sao trên người nó mỗi một cây lông vũ, cũng là đi qua bản mệnh của nó loan hỏa rèn luyện qua. Mỗi một cây lông vũ đều ẩn chứa nó sinh mệnh tinh hoa. Nhưng mà cái này mấy cây lông vũ cùng mấy chục sợi hoang cổ khí tức so sánh, vẫn là có chỗ không bằng mấy chục sợi hoang cổ khí tức bù đắp sự tổn thất của nó. Hoàn toàn dư sai. Chương 2674 xử lý chiến quả đám người vây quanh một đống răng sắt địa ma chuột thi thể. Nhao nhao động thủ xử lý những thứ này răng sắt địa ma chuột trên thi thể răng. Móng vuốt cùng vảy giáp màu đen. Mỗi bóc ra một đầu răng sắt địa ma chuột trên thi thể răng, móng vuốt cùng vảy giáp màu đen. Thôn thiên hổ liền đem bị bóc ra sau đó răng sắt địa ma chuột thi thể một ngụm nuốt vào. Sở kiếm thu lấy ra một khoản nửa bước thiên tôn cảnh răng sắt địa ma chuột răng lấy thêm ra một kiện thất giai cực phẩm pháp bảo. Dùng viên kia nửa bước thiên tôn cảnh răng sắt địa ma chuột răng tại cái này thất giai pháp. Bảo cực phẩm phía trên xẹt qua Tesla. Một tiếng giống như xé phải một dạng âm thanh vang lên. Viên này nửa bước thiên tôn cảnh răng sắt địa ma chuột răng. Dễ dàng phá vỡ cái này thất giai pháp bảo cực phẩm mặt ngoài. Tại cái này thất giai pháp bảo cực phẩm mặt ngoài, hoạch xuất ra một đạo cực sâu vết rách đám người nhìn thấy một màn này trong mắt đều là lộ ra chấn động vô cùng thần sắc thất giai pháp bảo cực phẩm cỡ nào kiên cố. Cho dù là thông thường thiên tôn cảnh đình phong cường giả muốn phá hủy thất giai pháp bảo cực phẩm đều cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Chỉ có gió bụi bay cố khanh loại đẳng cấp này cường giả tuyệt đỉnh mới có phá hủy thất giai pháp bảo cực phẩm năng lực. Nhưng mà bọn hắn mặc dù nắm giữ loại năng lực này nhưng lại cũng không đại biểu bọn hắn có thể dễ dàng làm đến chuyện như vậy mà bây giờ sở kiếm thu lại chỉ dựa vào răng sắt địa ma chuột một chiếc răng liền có thể dễ dàng vạch phá một kiện thất giai pháp bảo cực phẩm cái này răng trình độ sắc bén đến tột cùng đến đáng sợ đến bực nào tình cảnh nếu là bị loại vật này cắn một cái cái kia hạ trang. chỉ cần suy nghĩ một chút đều để người cảm giác một hồi không rét mà run là vân thiên ngô cốc nhiên cùng đường tinh văn ba người càng thêm cảm giác chính mình lúc trước muốn tiến vào vực sâu dưới đáy là bực nào người không biết không sợ lão cố người đem đầu này thiên tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột xử lý một chút sở kiếm thu đang thí nghiệm xong nửa bước thiên tôn cảnh răng sắt địa ma chuột răng uy lực sau liền lại từ đống kia răng sắt địa ma chuột trong thi thể đem đầu kia thiên tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột thi thể sách ra ném cho cố khanh hắn rất là chờ mong đạt đến thiên tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột răng uy lực đến tột cùng đạt đến cỡ nào cường hãn tình cảnh thiên tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột thi thể đã không phải là sở kiếm thu có thể xử lý sở kiếm thu dù cho cầm trong tay nửa bước bát giai pháp bảo đều không thể cắt chém đến động đầu này răng sắt địa ma chuột huyết nhục một chút thì càng không cần phải nói đi phá vỡ nó mặt ngoài vảy giáp màu đen. Lúc đó Cố Khanh đang đối chiến đầu này răng sắt địa ma chuột. Nơi tay cầm nửa bước bát giai pháp bảo tình huống phía dưới cũng là đã dùng hết toàn lực. Lúc này mới phá vỡ đầu này răng sắt địa ma chuột bên ngoài thân vảy giáp màu đen phòng ngự. Lúc đó Cố Khanh trong nháy mắt toàn lực đánh ra 10 kiếm. Mỗi một kiếm cũng là chạm tại đầu này răng sắt địa ma chuột cùng một đạo vết thương bên trên đang toàn lực 10 kiếm uy lực điệp ra phía dưới. Lúc này mới hoàn toàn phá vỡ đầu này Thiên Tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột vải giáp màu. Đen phòng ngự, thương tổn tới đầu này răng sắt địa ma chuột yếu hại. Lúc này mới đánh chết đầu này Thiên Tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột. Nếu không phải là Cố Khanh kiếm pháp cao siêu, xuất kiếm mau lẹ vô cùng. Mỗi một kiếm đều có thể không có chút nào sai lầm mà bổ vào đầu này Thiên Tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột cùng một chỗ trên vết thương chỉ sợ thật đúng là chưa chắc có thể giết chết được đầu này thiên tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột cố khanh gật đầu một cái tiếp nhận đầu này thiên tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột thi thể dùng chuôi này bị hoang cổ khí tức từng cường hóa nửa bước bát giai trường kiếm pháp bảo bắt đầu cắt chém lấy cố khanh thực lực vẫn là cầm trong tay nửa bước bát giai trường kiếm pháp bảo tình huống phía dưới khi xử lý đầu này thiên tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột cũng phí hết sức chín châu hai hổ mới cuối cùng đem đầu này thiên tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột xử lý hoàn tất hơn nữa hắn đang cắt cắt cái này thiên tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột răng bộ vị thời điểm cũng bởi vì dùng sức quá lớn không cẩn thận bị đầu này răng sắt địa ma chuột răng tại trên trường kiếm của hắn pháp bảo vẽ một chút khiến cho hắn chui này nửa bước bát giai trường kiếm pháp bảo mặt ngoài bị hoài xuất ra một đạo cực sâu vết rách cái này khiến cố khanh lập tức đau lòng không thôi thứ này trình độ sắc bén thật đúng là cố mỗ bình sinh ít thấy nếu là đem nó luyện chế thành pháp bảo mà nói uy lực này còn không biết kinh khủng bực nào cố khanh tại xử lý xong đầu này thiên tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột sau đem cái kia tháo xuống răng, móng vuốt cùng vảy giáp màu đen giao cho sở kiếm thu. Cảm thán nói, lời mặc dù nói như thế, nhưng mà thứ này muốn luyện chế thành pháp bảo mà nói. Cũng không hẳn là bình thường khó khăn. Sở kiếm thu vừa cười vừa nói, trước đây hắn vì luyện hóa một cái địa tôn cảnh đỉnh phong răng. Sắt địa ma chuột răng, liền hao phí suốt 10 ngày thời gian. Hơn nữa còn là tại hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà thời gian gia tốc cùng với những cái kia đậm đà tinh quang gia trí bất quá cũng đúng như cố khanh nói tới thứ này luyện chế thành pháp bảo sau đó cái kia uy lực cũng không là bình thường đáng sợ sở kiếm thu bằng vào trước đây viên kia luyện chế được răng sắt địa ma trùy tại cái này vực sâu dưới đáy nhưng âm thầm đánh chết quá không ít răng sắt địa ma chuột hơn nữa tại cùng ám ma vương triều đại chiến trên chiến trường răng sắt địa ma trùy cũng là nhiều lần kỳ công tại gặp được cố khanh chuôi này nửa bước bát giai trường kiếm pháp bảo đều bị viên kia thiên tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột răng hoạch xuất ra một vết nứt sở kiếm thu liền không tiếp tục đi nếm thử đầu này thiên tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột răng uy lực hắn đem đầu này thiên tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột răng móng vuốt cùng vầy giáp màu đen thu vào mới bắt đầu dùng những cái kia nửa bước thiên tôn cảnh răng sắt địa ma chuột vầy giáp màu đen luyện chế lên pháp bảo tới. Thiên tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột răng, móng vuốt cùng vầy giáp màu đen. Lấy tu vi hiện tại của hắn cùng thực lực cũng không phải một thời ba khắc có thể luyện hóa. Ngược lại là nửa bước thiên tôn cảnh răng sắt địa ma chuột tài liệu. Hắn bây giờ có thể tương đối nhanh tốc mà luyện chế thành pháp bảo. Thôn thiên hồ tại cố khanh tách ra đầu kia thiên tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột răng móng vuốt cùng vầy giáp màu đen sau liền nhào lên một ngụm đem đầu này thiên tôn cảnh sơ kỳ răng sắt địa ma chuột thi thể nuốt xuống ngu xuẩn hổ, lại không có người cùng ngươi cướp ngươi gấp cái gì như cái quỷ chết đói đầu thai tiểu thanh điểu nhìn thấy một màn này lập tức rất là coi thường mà lườm nó một mắt nói thôn thiên hồ tâm tình lúc này cực kỳ vui vẻ ngược lại là không để ý đến tiểu thanh điểu trào phúng Cố Khanh, Thôn Thiên Hổ, Tiểu Thanh Điểu, La Vân Thiên. Ngô Cốc Nhiên cùng đường tinh văn tiếp tục phá giải lấy những thứ này răng sắt địa ma chuột. Thi thể, sở kiếm thu nhưng là lấy ra một chút thiên tài địa bảo, phối hợp lại. Đem một vài nửa bước thiên tôn cảnh răng sắt địa ma chuột vầy giáp màu đen. Luyện chế thành mấy bộ áo giáp màu đen. Cái này mấy bộ áo giáp chỉ có thể coi là pháp bảo bán thành phẩm. Cũng không thể nói là chân chính pháp bảo bởi vì cái này mấy bộ áo giáp chỉ có bản thân chất liệu hiệu quả phòng ngự. Sở kiếm thu cũng không có ở phía trên khắc dấu phù trận. Cũng không thể tạo thành phòng ngự quang cháo. mươi 2675 đột phá nửa bước địa tôn cảnh. Nếu như muốn tại kiên cố như vậy trong tài liệu khắc dấu phù trận mà nói. Vậy coi như không phải trong thời gian ngắn như vậy. Có thể luyện chế đến ra như thế mấy bộ áo giáp. Sở Kiếm Thu đem cái này mấy bộ áo giáp phân cho Cố Khanh, Tiểu Thanh Điểu cùng thôn Thiên Hồ. Đến nỗi là Vân Thiên ba người bọn họ, bởi vì bọn họ không đi xuống vực sâu dưới đáy. Sở Kiếm Thu cũng không có vì bọn họ luyện chế tương ứng áo giáp. Đám người mặc vào sau những áo giáp này, dọc theo vực sâu biên giới đi mấy ngàn dặm. Từ vực sâu một địa phương khác xuống. Trước đây trên vị trí kia, lúc này phía dưới răng sắt địa ma chuột tất nhiên trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn hắn chỉ cần vừa đi xuống chắc chắn phải gặp đến vô số răng sắt địa ma chuột vây công mà lựa chọn khác biệt dưới vị trí đi những địa phương kia răng sắt địa ma chuột bởi vì còn không có bị quấy nhiễu cũng không đến nỗi sẽ có mãnh liệt như vậy phòng bị không đến mức như ong vỡ tổ mà dâng lên tới sở kiếm thu đã từng cùng thôn thiên hổ tiểu thanh điều tại vực sâu dưới đáy dạo qua một đoạn thời gian rất rõ ràng những thứ này răng sắt địa ma chuột tập tính những thứ này răng sắt địa ma chuột cũng không phải là thùng sắt một khối mà là phân từng bầy mà phân bố tại vực sâu mỗi khu vực mỗi một bầy răng sắt địa ma chuột số lượng hoặc mấy chục con mấy trăm đầu hoặc mấy ngàn con đều không đợi sở kiếm thu bọn người mặc dù lúc trước cái kia khu vực cùng một đám răng sắt địa ma chuột từng tiến hành một hồi đại chiến nhưng mà chiến đấu động tĩnh còn không đến mức chuyển lại đến ở ngoài mấy ngàn dặm vực sâu chỗ nếu là ở trên thiên vũ đại lục lấy sở kiếm thu cố khanh đám người thực lực một hồi đại chiến liên lụy phạm vi ít nhất cũng phải hơn trăm vạn dặm nhưng mà tại thanh dương tông di chỉ nơi này bởi vì phiến thiên địa này bị bố trí một cái uy lực khó có thể tưởng tượng đại trận thiên địa uy áp cùng không gian củng cố trình độ xa không phải bình thường không gian có thể so sánh thanh dương tông di chỉ ngoại vi khu vực không gian củng cố trình độ. Liền so thông thường không gian củng cố mấy chục lần không ngừng. Mà thanh dương tông di chỉ mảnh này khu vực hạch tâm so với bình thường không gian. Càng là củng cố vô số lần mà tại cái này vực sâu dưới đáy. Không gian củng cố trình độ cùng uy áp so với phía trên tới nói. Nhưng lại vững chắc mấy chục lần. Cho dù là sở kiếm thu củng cố khanh cao thủ như vậy tại vực sâu dưới đáy dưới tình huống ra tay toàn lực. Uy thế còn dư tối đa cũng liền tác động đến khoảng hơn 10 dặm. Xa xa không ảnh hưởng tới bên ngoài mấy ngàn dặm chỗ. Sở Kiếm Thu, Cố Khanh, Tiểu Thanh Điểu cùng thôn Thiên Hồ đi xuống một ngày. Liền lại là vô cùng chật vật mà chạy về, bất quá. Lần này bởi vì có Sở Kiếm Thu luyện chế áo giáp màu đen phòng ngự. Lần này tình huống của mọi người ngược lại là tốt hơn nhiều mặc dù cái này áo giáp màu đen cuối cùng cũng ở đó chút răng sắt địa ma chuột vây công bị bắt. Nát vụn nhưng mà có những thứ này áo giáp màu đen phòng ngự. Đám người ít nhất không có thụ thương. Lần này, đám người thu hoạch so với lần trước càng lớn. Lấy được răng sắt địa ma chuột thi thể, đạt đến dòng dã 150 đầu. Sở kiếm thu bốn người đem những thứ này răng sắt địa ma chuột thi thể ném cho La Vân Thiên. Ngô Cốc Nhiên cùng đường tinh văn ba người tới xử lý. Bọn hắn tại nghỉ dưỡng sức một phen sau đó, liền lại lựa chọn một chỗ xuống. Đương nhiên, lần này, sở kiếm thu tại hạ đi phía trước. Lại dùng răng sắt địa ma chuột vảy giáp màu đen luyện chế ra mấy bộ áo giáp. Phân cho đám người mặc vào, ngược lại trong tay hắn răng sắt địa ma chuột vảy giáp màu đen còn. Nhiều, căn bản không cần đến tiết kiệm sở kiếm thu cố khanh tiểu thanh điểu cùng thôn thiên hồ không ngừng mà chạy xuống đi tiếp đó lại bị răng sắt địa ma chuột truy sát đến trốn đi lên mà mỗi một lần bọn hắn đều có thể đánh giết không ít răng sắt địa ma chuột thu hoạch không ít răng sắt địa ma chuột thi thể những thứ này răng sắt địa ma chuột thi thể tại bị la vân thiên ngô cốc nhiên cùng đường tinh văn ba người xử lý qua sau đó toàn bộ bị nuốt thiên hồ nuốt xuống theo thời gian trôi qua sở kiếm thu cố khanh tiểu thanh điểu cùng thôn thiên hồ tại từng tràng trong chiến đấu thực lực đều trở nên càng ngày càng mạnh hơn nữa tại chiến đấu kỳ nghỉ dưỡng sức ở giữa sở kiếm thu còn cách mỗi hai ngày liền tiến vào một chiến hoang cổ đại lục đem số lớn hoang cổ khí tức mang ra đương nhiên tại sở kiếm thu tiến vào hỗn độn đến tôn tháp thời điểm cũng là tránh đi cố khanh cùng la vân thiên bốn người mặc dù sở kiếm thu cũng không phải là không tin được bốn người bọn họ nhưng mà hỗn độn đến tôn tháp can hệ trọng đại sở kiếm thu cũng không muốn bốc lên loại này phong hiểm mà tiểu thanh điểu cùng thôn thiên hồ là hắn linh sủng cái này lại coi là chuyện khác bởi vì tiểu thanh điểu cùng thôn thiên hồ tính mệnh cùng hắn đều là vui buồn có nhau một khi hắn chết tiểu thanh điểu cùng thôn thiên hồ đều không sống được sở kiếm thu đã từng từng nghĩ muốn giải trừ loại quan hệ này dù sao ban đầu ở ngay từ đầu vì thu phục thôn thiên hồ cùng tiểu thanh điều hắn đây là nhất thời tạm thích ứng thủ đoạn bây giờ tiểu thanh điểu cùng thôn thiên hồ đã sớm trở thành hắn thân mật nhất đồng bạn sở kiếm thu tự nhiên không muốn lại dùng cái loại thủ đoạn này trói buộc chặt hai người chỉ có điều tiểu thanh điểu cùng thôn thiên hồ đều không đáp ứng sở kiếm thu giải trừ loại thủ đoạn này bọn chúng là cam tâm tình nguyện đem tính mệnh cùng sở kiếm thu buộc chung một chỗ sở kiếm thu trong khoảng thời gian này từ hoang cổ đại lục mang ra hoang cổ khí tức toàn bộ phân cho cố khanh tiểu thanh điều la vân thiên ngô cốc nhiên cùng đường tinh văn đến nỗi thôn thiên hồ bởi vì nó vốn là nuốt vô số răng sắt địa ma chuột thi thể nó luyện hóa thể nội những cái kia nuốt lấy răng sắt địa ma chuột năng lượng đều không để ý tới lại cho nó hoang cổ khí tức nó cũng không có dư lực tới luyện hóa hơn nữa thôn thiên hổ bởi vì chính mình mỗi lần đều chiếm dưới giấy vực sâu thu hoạch đầu to cũng không tiện đi lại muốn hoang cổ khí tức trong nháy mắt một tháng thời gian đi qua đi qua một tháng thời gian liều mạng tranh đấu đám người thực lực cũng là tiến cảnh không nhỏ lại thêm luyện hóa số lớn hoang cổ khí tức tại trên tu vi cũng đồng dạng là đột nhiên tăng mạnh một ngày nay sở kiếm thu lần nữa tiến vào hoang cổ đại lục Đem linh tôn ấm cùng với đặt ở trong đại lục của Hoang Cổ hấp thu Hoang Cổ khí tức mấy món áo. Giáp từ Hoang Cổ trong đại lục mang ra ngoài. Lần này, Sở Kiếm Thu thông qua Hỗn Độn Thiên Đế quyết. Tại Hoang Cổ đại lục hấp thu Hoang Cổ khí tức, đạt đến dòng dã 600 sợi. Tại luyện hóa cái này 600 sợi Hoang Cổ khí tức. Trong đó một phần 10 chuyển hóa làm tự thân tu vi sau. Sở Kiếm Thu cảnh giới cũng áp chế đến cực hạn, ầm vang một tiếng đột phá đến nửa bước địa tôn cảnh tại sở kiếm thu đột phá nửa bước địa tôn cảnh không có qua mấy ngày thôn thiên hồ cũng bởi vì luyện hóa số lớn răng sắt địa ma chuột năng lượng đột phá đến thiên tôn cảnh cố khanh trong khoảng thời gian này bởi vì số lớn chiến đấu cùng với luyện hóa không ít hoang cổ khí tức thiên tôn cảnh cảnh giới đỉnh cao cũng gần như vững chắc hơn phân nửa hiện tại hắn thực lực so với gió bụi bay tới nói có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém mà ngô cốc nhiên cùng đường tinh văn mặc dù không có tham dự vực sâu phần đáy chiến đấu nhưng mà trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng không thiếu luyện hóa hoang cổ khí tức hai người cũng lần lượt đột phá đến thiên tôn cảnh là vân thiên tu vi cũng đồng dạng tiến thêm một bước tu vi đạt đến thiên tôn cảnh trung kỳ đến nỗi tiểu thanh điểu mặc dù sở kiếm thu cho nó hoang cổ khí tức Cơ hồ so Cố Khanh đều nhiều gần tới một lần, nhưng mà bởi vì nó đột phá cảnh giới cần thiết luyện hóa hoang cổ khí tức nhiều lắm. Mặc dù trong khoảng thời gian này nó luyện hóa hoang cổ khí tức không thiếu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là vững chắc nó thiên tôn cảnh sơ kỳ cảnh giới, mà cũng không có giống La Vân Thiên bọn người, ở trên cảnh giới tiến thêm một bước. Chương 2676 Buồn bực Nam cung Nhiễm Tuyết Nam Châu, Vạn Thành Đá, Sở Kiếm Thu trong phủ đệ, Nam Cung Nhiễm Tiết kết thúc cả đêm tu luyện. Từ trong phòng đi ra, nàng tìm được phục lệnh tiết hỏi, tiểu tuyết. Sở Kiếm Thu vẫn chưa về, phục lệnh tiết lắc đầu nói, Nam Cung tỉ tỉ. Công tử hắn vẫn chưa về a à? Người có biết hay không ra hỏa này chạy đi nơi nào? Tại sao lâu như thế đều không trở về nhà? Nam Cung Nhiễm Tiết có chút căm tức hỏi nàng tại Nam Châu đợi sở kiếm thu dòng dã một tháng. Thậm chí ngay cả sở kiếm thu nửa điểm bóng người đều không thấy được. Cái này quả thực lệnh Nam Cung nhiễm tuyết trong lòng nén giận không thôi. Cái này ta cũng không biết công tử trước đó cũng là thường xuyên chạy ở bên ngoài. Mấy tháng không trở về nhà sự tình cũng đều là rất bình thường, phục. Lệnh tuyết khẽ cười nói, bất quả phục lệnh tuyết lời này nói chỉ là một nửa. Còn có một nửa chưa hề nói trước đó sở kiếm thu mặc dù bản tôn thường xuyên hơn mấy tháng thậm chí dòng dã một năm đều không trở về nhà nhưng mà hắn bản tôn mặc dù ở bên ngoài vô cấu phân thân lại vẫn luôn lưu lại trong nam châu trên cơ bản chưa bao giờ từng rời đi mà sở kiếm thu vô cấu phân thân cùng hắn bản tôn trên bản chất chính là cùng là một người huyền kiếm tông người tìm không thấy sở kiếm thu bản tôn tìm hắn vô cấu phân thân cũng giống như vậy cho nên đối với sở kiếm thu bản tôn đến tột cùng rời nhà bao lâu huyền kiếm tông người cho tới bây giờ cũng không có để ý qua chỉ cần hắn vô cấu phân thân còn lưu lại nam châu này liền tương đương với hắn vẫn luôn ở bên người bất quá việc này phục lệnh tuyết cũng không có nói cho nam cung nhiễm tuyết bởi vì bây giờ nàng phát hiện liền sở kiếm thu vô cấu phân thân đều liên lạc không được cái này rất rõ ràng sở kiếm thu đây là đang cố ý tránh né nam cung nhiễm tuyết phục lệnh tuyết đương nhiên sẽ không đem nhà mình công tử bán đi nam cung nhiễm tuyết nghe nói như thế lập tức không khỏi có mấy phần không thể làm gì nếu như sở kiếm thu một mực không trở lại mà nói chính mình nhưng là không cách nào lừa bịp tiền của hắn nàng là một đường đường phong nguyên học cung cung chủ cũng không tiện đối với huyền kiếm tông những người khác hạ thủ điểm ấy mặt mũi nàng vẫn là nên, tiểu tiết, ngươi bồi ta đến địa phương khác đi một chút, nam. Cùng nhiễm tiết quay đầu nhìn phục lệnh tiết nói. Nàng tại trong phủ đệ của sở kiếm thu đợi dòng dã một tháng. Mà sở kiếm thu lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Cái này khiến nàng đợi phải trong lòng khí muộn không thôi. Liền muốn đến Nam Châu các nơi đi một chút, giải sầu. Tốt, Nam cung tỉ tỉ. Phục lệnh tiết gật đầu một cái, rất là khéo léo đáp ứng nói. Từ công tử đối với Nam Cung Tỷ tỷ sợ trình độ đến xem. Nam Cung Tỷ tỷ chắc chắn là rất có tiềm lực đại lão bà người cạnh tranh một trong. Cái này nhưng phải cỡ nào hầu hạ, không thể đem Nam Cung Tỷ tỷ đắc tội. Nói không chừng Nam Cung Tỷ tỷ sau này sẽ là căn này nhà nữ chủ nhân đâu. Thiên Vũ Động Thiên, Bạch Y Sở Kiếm Thu đang tu luyện Liệt Diễm Phần Thiên Kiếm Kinh, từng đạo. Vô cùng kinh khủng hỏa diễm kiếm khí ở trên bầu trời giao thoa ngang dọc cả bầu trời phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, đều bị cái này kinh khủng liệt diễm kiếm khí tràn ngập. Tại cái này kinh khủng liệt diễm kiếm khí thiêu đốt đốt phía dưới. Phương viên mấy chục vạn dặm bầu trời giống như bị nung đỏ que hàn đồng dạng. Hoàn toàn đỏ đậm liệt diễm phần thiên kiếm kinh quả nhiên danh xứng với thực oanh. Đang tại bạch y sở kiếm thu diễn luyện lấy liệt diễm phần thiên kiếm kinh thời điểm lúc này. Bỗng nhiên một đạo áo đen thân ảnh lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xông vào mảnh này từ liệt diễm kiếm khí đan vào trên bầu. Trời, hướng về bạch y sở kiếm thu thẳng tắp đụng tới. Đạo này áo đen thân ảnh thế tới thực sự quá nhanh. Nhanh đến mức bạch y sở kiếm thu cũng không kịp phản ứng, liền bị nàng va vào trên người. Cả người nhất thời giống như ra khỏi nòng như đạn pháo, bị đâm đến hướng phía sau bắn ra. Một mực từ trên bầu trời bị đụng vào tới địa bên trên ầm ầm tại cái này vô cùng kinh khủng lực va đập phía dưới trên mặt đất bị nện ra một cái phương viên mấy vạn dặm cực lớn hố sâu công dã nghiên người mẹ nó điên rồi sao bạch y sở kiếm thu từ dưới đất hố sâu dưới đáy bay lên run run người bên trên bụi đất nổi nóng vô cùng nhìn xem đạo quần áo đen kia thân ảnh giận dữ hết sở kiếm thu người mới điên rồi đâu sở kiếm thu người thả hay là không thả bàn cô nương ra ngoài ngươi lại không phóng bản cô nương đi ra ngoài ngươi cũng đừng nghĩ yên tâm tu luyện công dã nghiên chớp chớp cái kia tinh xảo mượt mà cái cằm mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn xem bạch y sở kiếm thu nói mẹ nó xem ra lão tử trong khoảng thời gian này là đối với ngươi quá tốt rồi đều để ngươi phiêu đến sắp lên trời lão tử hôm nay không cho chút lợi hại ngươi nếm thử ngươi cũng không biết mã vương ra có mấy cái mắt bạch y sở kiếm thu nổi nóng vô cùng nói trong khoảng thời gian này hắn vì trốn nam cung nhiễm tuyết vẫn luôn ở tại trong thiên vũ động thiên thông qua thiên vũ động thiên sức mạnh bạch y sở kiếm thu nhìn thấy nam cung nhiễm tuyết tại trong trong phủ đệ của mình ở lại xem ra đây là dự định ỷ lại trong trong phủ đệ của mình không đi nhìn thấy một màn này bạch y sở kiếm thu liền dứt khoát trốn ở trong thiên vũ động thiên tu luyện liệt diễm phần thiên kiếm kinh hắn ngược lại muốn xem xem nam cung nhiễm tuyết đến tột cùng ai hao tổn qua ai chỉ là tại hắn trốn ở thiên vũ động thiên tu luyện liệt diễm phần thiên kiếm kinh trong khoảng thời gian này công giã nghiên cái này tiểu ngu xuẩn liền một mực tại một bên quấy rối thỉnh thoảng đụng đem tới đánh gãy hắn tu luyện tại không điều động thiên vũ động thiên sức mạnh tình huống phía dưới bạch y sở kiếm thu căn bản cũng không phải là công giã nghiên đối thủ thường thường công giã nghiền ra tay với hắn thời điểm, hắn liền phản ứng cũng không kịp. Liền chúng công dã nghiên chiêu. Bạch y sở kiếm thu thực lực dù sao xa xa không thể cùng bản tôn so sánh. Tại cực lớn tu vi tranh lệch phía dưới. Hắn cùng công dã nghiên thực lực đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Vốn là hắn xem ở mặt mũi công dã linh, đối với cái này tiểu ngu xuẩn nhịn lại nhẫn. Không muốn cùng cái này tiểu ngu xuẩn chấp nhạt thế nhưng là không nghĩ tới cái này tiểu ngu xuẩn không những không nhận hắn hảo ngược lại càng thêm được đà lấn tới làm trầm trọng thêm đứng lên mỗi ngày đều thay đổi biện pháp tới giày vò chính mình hôm nay bạch y sở kiếm thu cuối cùng không thể nhịn được nữa vẫy tay một cỗ vô cùng kinh khủng sức mạnh từ trên trời giáng xuống hướng công dã nghiên đập tới tại trong thiên vũ động thiên hắn chính là tồn tại vô địch đừng nói là công dã nghiên cái này tiểu ngu xuẩn dù cho nam cung nhiễm tuyết đi vào cũng như cũ phải nằm sấp công dã nghiên đang dương dương đắc ý nhìn xem vô cùng chật vật bạch y sở kiếm thu thời điểm đột nhiên nàng cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống cỗ này vô cùng kinh khủng uy áp giống như mênh mông thiên uy đồng dạng hướng về trên người nàng trực áp xuống Công giã nghiên trong lòng không khỏi cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thân hình lóe lên. Muốn tránh thoát cỗ này uy áp kinh khủng áp bách nhưng mà cỗ uy áp này tại nàng bốn phương tám. Hướng tràn ngập để cho nàng căn bản muốn tránh cũng không được ầm vang một tiếng. Công giã nghiên bị cỗ uy áp này ép tới từ trên bầu trời trực trị xuống. Trên mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Hơn nữa tại bị từ trên bầu trời ép tới rớt xuống sau đó cỗ uy áp này cũng không có cứ thế biến mất, mà là vẫn như cũ đem công dã nghiên gắt gao đặt ở hố sâu dưới đáy. Để cho nàng nửa điểm cũng không thể động đậy. Sở kiếm thu, ngươi cầu tặc kia, ngươi muốn làm gì? Bản cô nương có thể cảnh cáo ngươi, thức thời điểm nhanh chóng thả ra bản cô nương, công. Dã nghiên nằm dạp trên mặt đất lớn tiếng kêu ầm lên. mươi 2677 bị ngu xuẩn hóa thiên vũ tiểu ngu xuẩn ngươi có phải hay không còn không có hiểu rõ ngươi bây giờ tình cảnh thế mà còn dám cảnh cáo ta thật không biết ngươi cái não này đến tột cùng là làm sao lớn lên bạch y sở kiếm thu nghe được kêu la công dã nghiên lập tức nhịn không được giận cười nói thiên vũ bạch y sở kiếm thu lại đối trên bầu trời kêu một tiếng sở kiếm thu làm gì theo bạch y sở kiếm thu tiếng nói vừa rơi xuống một hồi gợn sóng không gian ba động thiên vũ tiểu nữ hài lập tức trống rỗng xuất hiện tại trước mặt bạch y sở kiếm thu lần này thiên vũ tiểu nữ hài đối với sở kiếm thu thái độ ngược lại là cực kỳ tốt bởi vì bạch y sở kiếm thu tại thiên vũ trong động thiên thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy ngốc lâu như vậy mặc dù bạch y sở kiếm thu tại thiên vũ động thiên trong khoảng thời gian này phần lớn thời giờ đều tại tu luyện nhưng mà cũng vẫn là thường xuyên sẽ bồi nàng trò chuyện cái này khiến Thiên Vũ tiểu nữ hài vui vẻ vô cùng. Người giúp ta đem cái kia tiểu ngu xuẩn trấn áp một đoạn thời gian. Tại ta không nói thả nàng đi ra phía trước, người vẫn trấn áp nàng, Bạch. Y Sở kiếm thu chỉ chỉ bị hắn điều động thiên vũ động thiên sức mạnh. Trấn áp nằm dưới đất công dã nghiên nói, công dã nghiên thực lực rất cường đại, chỉ có hắn một mực duy trì lấy điều động thiên vũ động thiên sức mạnh đặt ở trên người nàng mới có thể đem nàng cho trấn áp lại bằng không. Nếu là dùng một chút Đại Sơn đi đè nàng mà nói, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nàng đem Đại Sơn bắn cho nát chạy đến. Mà tại trong Thiên Vũ Động Thiên, trừ hắn có thể tùy ý điều động Động Thiên chi lực bên ngoài. Xem như Động phủ Chi Linh Thiên Vũ cũng là có thể làm được một bước này. Bạch Y Sở kiếm thu cũng không có thời gian đi một mực điều động Động Thiên chi lực đi trấn áp. Cái kia tiểu ngu xuẩn, thế là hắn liền muốn đem cái này nhiệm vụ giao cho Thiên Vũ tiểu nữ hài. Để hoàn thành, Thiên Vũ tiểu nữ hài theo Bạch Y Sở kiếm thu ngón tay hướng về trên mặt đất nhìn lại. Lúc này mới thấy rõ trên mặt đất cái kia hố sâu to lớn dưới đáy. Bị ép tới nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy công dã Nghiên. Sở kiếm thu, ngươi sao có thể như thế đối phó Nghiên tỷ tỷ, ngươi thực sự quá phận lại còn có ý tốt để cho ta cũng như thế đối phó nghiên tỷ tỷ sở kiếm thu. Người có còn lương tâm hay không? Thiên vũ tiểu nữ hài nhìn thấy công dã nghiên bộ kia vô cùng thê thảm bộ dáng. Lập tức trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ, duỗi ra trắng bóc ngón tay. Chỉ vào bạch y sở kiếm thu thở phì phò nói, bạch y sở kiếm thu nghe nói như thế. Lập tức không khỏi mộng. Thiên vũ đây là lúc nào cũng bị cái này tiểu ngu xuẩn thu mua muốn nói công dã linh có thể cùng thiên vũ tiểu nữ hài trung đụng được rất tốt bạch y sở kiếm thu còn không như thế nào ngoài ý muốn bởi vì lấy công dã linh cái kia ôn nhu như nước tính cách có thể nói bất luận kẻ nào cùng nàng ở chung đều biết cảm giác thật thoải mái nhưng mà công dã nghiên tính cách lại cùng tỉ tỉ của nàng hoàn toàn tương phản liền giống như một thớt kiêu căng khó thuần tiểu dã mã đồng dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tàu đem người đạp hơn mấy chân Lấy Thiên Vũ tiểu nữ hài như vậy ngây thơ và thẹn thùng xấu hổ tính tình. Làm sao lại cùng nàng tụ cùng một chỗ thiên? Vũ, ngươi chẳng lẽ không có thấy nàng luôn cho ta quấy rối sao, Bạch? Y Sở Kiếm Thu có chút bất đắc dĩ nói. Nghiên tỷ tỷ đây là cùng ngươi mở một chút nói đùa mà thôi. Cần phải tích cực như vậy sao, hơn nữa, cái này cũng là ngươi trước tiên đem Nghiên tỷ tỷ nhốt ở chỗ này trước đây. Cũng không thể trách Nghiên tỷ tỷ phản kháng. Thiên vũ tiểu nữ hài hai tay chống nạnh. Thở phì phò vì công dã nghiên, bênh vực lẽ phải, đạo, ngươi cái này đúng thật là. Bạch y sở kiếm thu nghe nói như thế, nhịn không được lấy tay vỗ chán. Xong, người này ngu xuẩn thật đúng là sẽ truyền nhiễm. Ngay cả thiên vũ đều bị cái kia tiểu ngu xuẩn làm cho ngu xuẩn đầu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thiên vũ đầu óc tốt giống một mực cũng là không lớn linh quang có lẽ cũng chính bởi vì cái này giống nhau đặc điểm nàng mới có thể cùng cái kia tiểu ngu xuẩn đi được gần như vậy nhanh như vậy liền bị cái kia tiểu ngu xuẩn thu mua xem ra để cho thiên vũ đi hỗ trợ trấn áp cái kia tiểu ngu xuẩn mà nói trên cơ bản là chuyện không thể nào bạch y sở kiếm thu sờ cầm một cái suy nghĩ dùng cái gì biện pháp mới có thể đem cái này tiểu ngu xuẩn cho lộng thành thật một chút miễn cho nàng luôn tới quấy giày chính mình tu luyện. Bạch y sở kiếm thu cẩn thận suy nghĩ một phen. Lại phát hiện chính mình ngoại trừ điều động thiên vũ động thiên chi lực đem công dã nghiên. Trấn áp mà nói, thật đúng là tìm không ra thủ đoạn khác tới chế phục cái này tiểu ngu xuẩn. Vừa tới cái này tiểu ngu xuẩn thực lực quá mức cường hãn, phải biết. Dù cho liền nam cung nhiễm tuyết, đều dọn dẹp nàng không dưới, cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ còn phải nghĩ tế ra phá giáp dịch tới đối phó nàng. Thứ hai chính mình cái này dù sao chỉ là một bộ vô cấu phân thân. Chẳng những thực lực còn kém rất rất xa bản tôn. Trong tay cũng không có cái gì áp đáy hòm bảo vật. Vô luận là luyện hồn trói yêu tác vảy đen ma lá chắn, vẫn là trời xanh vạn quân kiếm. Những thứ này áp đáy hòm bảo vật. Toàn bộ đều tại bản tôn trên thân, dù sao mình cỗ này vô cấu phân thân bình thường chỉ cần tọa trấn nam châu muốn những bảo vật này cũng căn bản không có tác dụng gì cẩn thận suy nghĩ một phen tựa hồ có thể hù dọa ở đây tiểu ngu xuẩn giống như chỉ có phá giáp dịch nghĩ tới đây bạch y sở kiếm thu thân hình lóe lên đi tới công dã nghiên bên người mà thiên vũ tựa hồ sợ nàng nghiên tỉ tỉ ăn thiệt thòi lập tức cũng liền vội vàng đi theo tới một đôi mắt to khả ái không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bạch y sở kiếm thu Tự hồ sợ bạch y sở kiếm thu đối với nàng nghiên tỷ tỷ làm ra bất lợi gì sự tính. Bạch y sở kiếm thu nhìn thấy một màn này, lập tức không khỏi trở nên đau đầu. Cái này tiểu thiên mưa thật đúng là bị cái này tiểu ngu xuẩn cho mua chuộc đến triệt đề. Thế mà như thế tận hết sức lực mà đi giữ gìn nàng, biết sớm như vậy. Liền không nên đem thiên vũ kêu đi ra cùng tốt. Khụ khụ, cái kia thiên vũ ta có chút sự tình muốn cùng cái này tiểu ngu xuẩn nói. Chính ngươi đi trước địa phương khác chơi a, à, Bạch. Y Sở Kiếm Thu ho khan hai tiếng, đối với Thiên Vũ tiểu nữ hài nói: "Ta mới không, ngươi chắc chắn là muốn khi dễ Nghiên tỷ tỷ. Ta mới sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi khi dễ Nghiên tỷ tỷ đâu, Sở Kiếm Thu." "Ngươi quá xấu rồi." Thiên Vũ tiểu nữ hài chừng một đôi mắt to khả ái, thở phì phò nói. Bạch Y Sở Kiếm Thu thấy thế, lập tức không khỏi không còn gì để nói hắn dứt khoát cũng lười để ý cái này đã ngu xuẩn hóa tiểu bạch si công dã nghiên ngươi có phục hay không bạch y sở kiếm thu ngồi xổm xuống nhìn xem bị đè sấp trên mặt đất công dã nghiên lạnh nhạt nói phục cái giám phục có bản lĩnh đừng điều động thiên vũ động thiên sức mạnh cùng bản cô nương quang minh chính đại đánh nhau một trận nếu như ngươi có thể thắng bản cô nương mà nói bản cô nương tuyệt đối tâm phục khẩu phục về sau đối với ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó ngươi để cho bản cô nương làm gì bản cô nương liền làm cái đó chỉ là dựa vào thiên vũ động thiên sức mạnh có gì tài ba liền cái này còn không biết xấu hổ hỏi bản cô nương có phục hay không ta nhổ vào sở kiếm thu mặt của ngươi đâu công giã nghiên một mặt tức giận nói thiên vũ ngươi cái này đúng thật là đem bán cho ta đến không còn một mảnh a à. bạch y sở kiếm thu nghe nói như thế Lập tức nhịn không được đưa tay nắm Thiên Vũ tiểu nữ hài lỗ tai tóm lấy, có chút tức giận nói. Chỉ là hắn vốn là muốn dạy dỗ một chút Thiên Vũ tiểu nữ hài. Nhưng ở ngón tay rơi vào Thiên Vũ tiểu nữ hài trên lỗ tai thời điểm, nhưng lại không nỡ lòng bỏ chân chính dùng sức. Chương 2678 Sở kiếm thu ngươi không rõ. Biết hắn có thể điều động Thiên Vũ động thiên chi lực, ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Cũng chỉ có Thiên Vũ cái này động phủ chi linh chỉ là sở kiếm thu thật là không nghĩ tới ngắn ngủi này thời gian mấy tháng. Thiên vũ tiểu nữ hài thế mà liền bị công giã nghiên cái này tiểu ngu xuẩn mua chuộc đến triệt đề. Như vậy, liền loại này đại bí mật đều nói cho cái này tiểu ngu xuẩn. Thiên vũ tiểu nữ hài nghe được bạch y sở kiếm thu lời này. Sắc mặt lập tức không khỏi đỏ lên, nghiên. Tỷ tỷ cũng không phải cái gì ngoại nhân, nói cho nàng lại có cái gì quan trọng. Thiên Vũ tiểu nữ hài tranh luận đạo, chỉ là nàng mặc dù mặt ngoài còn mạnh miệng, nhưng nàng thần sắc co quắp, lại hiển lộ nội tâm nàng khẩn trương. Rất rõ ràng, nàng cũng biết đem bí mật này nói cho công Dã Nghiên có chút không đúng. Dù sao đây cơ hồ là dính đến Thiên Vũ động thiên căn bản đại bí mật. sở. kiếm thu, ngươi làm gì chứ? Khi dễ Thiên Vũ muội muội có gì tài ba? Có cái gì cứ việc hướng ta tới. Công giã nghiên nhìn thấy một màn này, lập tức lòng đầy cam phẫn mà lớn tiếng kêu lên, ha. Ha, các ngươi thật đúng là giảng nghĩa khí hảo tỉ muội bạch. Y sở kiếm thu nghe nói như thế, lập tức nhịn không được cười lạnh một tiếng nói. Tiểu ngu xuẩn, lão tử cảnh cáo ngươi, lại tới cho lão tử quấy rối mà nói. Đừng trách lão tử đối với ngươi không khách khí. Biết đây là cái gì ư? Bạch y sở kiếm thu nói, vung tay lên, một cỗ chất lỏng màu đen lơ lửng tại trước mặt công dã nghiên. Sở kiếm thu, người muốn làm gì? Người cũng không nên làm loạn công. Dã nghiên khi nhìn thấy cỗ này chất lỏng màu đen, cuối cùng bắt đầu sợ. Trong mắt nàng lộ ra sợ hãi vô cùng thần sắc, âm thanh run rẩy nói. Xem như đã từng ám ma ngục một thành viên, hơn nữa còn là thứ nhất ma hóa người thành công. Nàng đối với phá giáp dịch có thể nửa điểm đều không xa lạ gì bạch y sở kiếm thu phía trước dù cho điều động thiên vũ động thiên chi lực trấn áp nàng công giã nghiên trong lòng nửa điểm cũng không hoảng hốt bởi vì nàng biết sở kiếm thu không thể lại giết nàng nhưng là bây giờ trong nội tâm nàng thật sự luống cuống nàng sợ sở kiếm thu dùng phá giáp dịch phá mất nàng tân tân khổ khổ chuyển hóa mà đến ám ma thân thể vì chuyển hóa cái này ám ma thân thể nàng đã nhận lấy vô tận đau đớn cũng không muốn liền như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Công Giã Nghiên, ngươi cái này ám ma thân thể sớm muộn đều phải nghĩ biện pháp giải quyết. Đau dài không bằng đau ngắn, không bằng ta bây giờ sẽ giúp ngươi đem nó cho phá mất bạch. Y Sở Kiếm Thu lườm nàng một mắt nói, không, ta mới không cần. Sở Kiếm Thu, ta van cầu ngươi, tuyệt đối đừng phá mất ta ám ma thân thể, ta đáp ứng ngươi. Ta cũng không tiếp tục quấy rối ngươi. Công Dã Nghiên nghe nói như thế, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Lập tức liên tục cầu khẩn nói, tại trong Thiên Vũ động thiên, Sở Kiếm Thu có thể điều động Thiên Vũ động thiên chi lực. Về mặt sức mạnh hoàn toàn nghiền ép nàng, nếu như Sở Kiếm Thu muốn cưỡng ép mà nói. Nàng căn bản liền nửa điểm phản kháng cũng không có. Ngươi cần phải biết, bây giờ ta mặc dù dùng Thanh Tâm phù chú che lại thần hồn của ngươi, nhường ngươi thần hồn tạm thời khỏi bị ám ma thân thể ảnh hưởng nhưng mà cái này dù sao không phải là cái lâu dài về sau nếu là theo ngươi ám ma thân thể không ngừng trưởng thành lớn mạnh mà nói thanh tâm phù chú cũng chưa chắc có thể chống đỡ được thần hồn của ngươi bị ám ma thân thể ăn mòn một khi thần hồn của ngươi đạo tâm bị ám ma thân thể ăn mòn ảnh hưởng ngay cả thần hồn của ngươi đều chuyển hóa thành ám ma nhất tộc mà nói Ngươi sẽ phải triệt để biến thành nhân tộc đại địch. Người khi đó, sẽ trở nên khát máu tàn bạo, lãnh khốc vô tình, lục thân bất nhận. Chỉ sợ dù cho tỷ tỷ ngươi ở trước mặt ngươi, ngươi đã có có thể sẽ phát lên mãnh liệt sát tâm cùng thôn vệ ý niệm. Thật muốn đến lúc đó, chỉ sợ ta cũng không thể để ngươi sống nữa. Bạch y sở kiếm thu nhìn xem nàng lạnh nhạt nói. Sở kiếm thu, ngươi sẽ giúp ta suy nghĩ biện pháp có thể hay không tại không từ bỏ ám ma thân thể tình huống phía dưới triệt để ngăn cản ám ma thân thể ảnh hưởng đạo tâm của ta thần hôn ta thật không nghĩ cứ như vậy từ bỏ ám ma thân thể công giã nghiên nghe vậy đang trầm mặc một hồi sau đó lại lên tiếng cầu khẩn nói nàng vì hoàn thành ma hóa kế hoạch chịu quá nhiều thống khổ để cho nàng cứ thế từ bỏ ám ma thân thể thật là không cam tâm chỉ là nàng lại không muốn thật sự biến thành sở kiếm thu nói tới loại kia tàn bạo máu lạnh ám mà nhất tộc nếu như nàng thật sự biến thành như vậy vậy không bằng chết đi coi như xong sở kiếm thu tất nhiên có thể dùng thanh tâm phù chú tạm thời ngăn cản ám ma thân thể ảnh hưởng đạo tâm của nàng thần hồn cũng tất nhiên có biện pháp triệt để giúp nàng giải quyết ám ma thân thể tai họa ngầm ngược lại tình huống cụ thể ta đã nói cho ngươi biết lựa chọn thế nào tùy ngươi ta bây giờ cũng không có biện pháp tại không bài trừ ám ma thân thể tình huống phía dưới. Đi giúp ngươi giải quyết triệt để loại vấn đề này. Đợi đến Thanh Tâm phù chú không cách nào ngăn cản ám ma thân thể đối ngươi thần hồn ảnh hưởng. Thời điểm khi đó nhưng không phải do ngươi. Bạch Y Sở kiếm thu lạnh nhạt nói, "Vậy thì cho đến lúc đó lại nói, ngược lại bây giờ Thanh Tâm phù chú không phải còn có thể có tác." Dụng sao? có thể lưu được nhất thời tính toán nhất thời, công Dã Nghiên vội vàng nói, cũng. Không biết ngươi cái này tiểu ngu xuẩn là nghĩ gì? Ngược lại ngươi cái này ám ma thân thể sớm muộn cũng phải bài trừ đi. Bây giờ giữ lại lại có ý nghĩa gì? Bạch Y Sở Kiếm Thu lắc đầu nói. Sở Kiếm Thu, ngươi không rõ. Ngươi căn bản vốn không biết ta vì chuyển hóa cái này ám ma thân. Thể chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn cũng không thể một chút tác dụng cũng không có phát huy ra cứ như vậy từ bỏ đi a à. vậy ta đã nhận lấy khổng lồ như vậy đau đớn chẳng phải là không công đã nhận lấy công dã nghiên thở phì phò nói a người chuyển hóa ám ma thân thể thời điểm tiếp nhận đau đớn rất lớn sao bạch y sở kiếm thu lườm nàng một mắt nói đó là tự nhiên loại đau khổ này đơn giản khiến người ta đau đến không muốn sống hận không thể cứ như vậy chết đi tính toán Người không có bị qua loại đau khổ này, nói thế nào, người cũng căn bản không rõ. Công dã nghiên tinh xảo mượt mà cái cầm nhếch lên, rất là ngạo kiều mà nói, phải. Không, vậy ngươi cùng ta tới. Bạch y sở kiếm thu vung tay lên, triệt bỏ đặt ở trên người nàng động thiên chi lực. Đứng lên nói, công dã nghiên lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, uy. Sở kiếm thu, ngươi lại muốn chơi cái gì mê hoặc công giã nghiên đi theo bạch y sở kiếm thu sau lưng. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, bạch y sở kiếm thu không để ý tới nàng. Mà là lấy ra bầy trận tài liệu, bắt đầu bố trí lên kiếm ý tôi thể đại trận tới. Nửa ngày thời gian đi qua, một cái tản ra vô cùng kinh khủng kiếm ý kiếm ý tôi thể đại trận bố. Chí xong, tiểu ngu xuẩn, ngươi không phải nói ngươi mà hóa quá trình có nhiều đau đớn sao? không ngại đi vào thử xem, xem kết quả một chút là cái nào càng thêm đau đớn. Bạch y sở kiếm thu chỉ vào bố trí ra kiếm ý tôi thể đại trận. Lạnh nhạt nói, công dã nghiên nhìn xem trước mắt cái này tản ra lăng lệ vô cùng kiếm ý trận. Pháp cảm thụ được cái kia tán giật đi ra ngoài tí ti lăng lệ kiếm ý. Không khỏi cảm giác một hồi hãi hùng khiếp vía. Mặc dù nàng còn không có đi vào thử qua đại trận này uy lực nhưng mà bằng vào cảm giác nàng liền biết đại trận này kinh khủng. Bất quá, tại bạch y sở kiếm thu cái kia nhàn nhạt ánh mắt trào phúng chăm chú. Công giã nghiên cắn răng một cái. Cuối cùng vẫn một cước bước vào trước mắt cái này tản ra vô cùng kinh khủng kiếm ý đại trận bên. Trong, chương 2679 liệt diễm thiên kiếm kinh đệ ngũ trọng. Chỉ là nàng mới vừa tiến vào cái này kiếm ý tôi thể đại trận bên trong. Liền lập tức sắc mặt kịch biến, không ngừng bận rộn nhảy ra ngoài sắc mặt hoàn toàn trắng bệch như thế nào? Cái này cùng ngươi ma hóa kế hoạch so sánh như thế nào? Bạch y sở kiếm thu nhìn xem nàng cười như không cười nói, dù cho trận pháp này so ma hóa kế hoạch mang tới đau đớn càng lớn, thì tính sao? Cái này lại có thể nói rõ cái gì? Công giã nghiên không phục nói. Chúng ta huyền kiếm tông cơ hồ mỗi một cái võ giả tu luyện đều sử dụng loại trận pháp này. Người nói cái này có thể chứng minh cái gì? Chớ cùng ta nói ngươi gặp làm sao như thế nào nhiều đau đớn tại chúng ta Huyền Kiếm Tông. Mỗi người chịu dày vò đều không giống như ngươi ít hơn bao nhiêu, thậm chí so ngươi càng lớn. Bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta Huyền Kiếm Tông đệ tử chiến lực vì sao cường đại như? Thế, đây đều là bỏ ra to lớn vô cùng đánh đổi đổi lấy. Đừng làm được ngươi giống như có bao nhiêu đặc biệt cỡ nào ủy khuất tựa như. Thế gian so ngươi tiếp nhận đau đớn càng nhiều người, còn nhiều, bài Y sở kiếm thu lạnh nhạt nói, ta không tin. Các người huyền kiếm tông làm sao có thể mỗi người đều sử dụng loại trận pháp này tu luyện. Ngươi có bản lãnh cũng tiến vào trận pháp này nếm thử tư vị. Nếu như ngươi có thể ở bên trong nấu ở ta liền tin tưởng ngươi lời nói, công. Dã nghiên nghe được sở kiếm thu lời này, một mặt không tin nói. Ta bây giờ cỗ thân thể này, chỉ là ta một bộ phân thân trước mắt còn không cách nào tại loại này cấp bậc kiếm ý tôi thể đại trận bên trong tu luyện. Chờ ta bản tôn sau khi trở về, lại để cho ngươi mở mang tầm mắt bạch. Y sở kiếm thu đạm nhiên nói. Trước mắt cái này kiếm ý tôi thể đại trận, chính là 12 cấp kiếm ý tôi thể đại trận. Cũng là hắn hiện nay có thể bố trí ra đẳng cấp cao nhất kiếm ý tôi thể đại trận. Hơn nữa, hắn cũng là bởi vì tại thiên vũ động thiên bên trong, lợi dụng động thiên chi lực. Lúc này mới có thể bố trí cao cấp như vậy kiếm ý tôi thể đại trận bằng không? Nếu là ở Thiên Vũ động Thiên bên ngoài mà nói, trước mắt hắn tối đa cũng chỉ có thể bố trí cấp 11 kiếm ý tôi thể đại trận. Cũng chính là Cố Khanh trước mắt dùng để tu luyện kiếm ý tôi thể đại trận đẳng cấp. Cấp 11 kiếm ý tôi thể đại trận lấy Cố Khanh thực lực. Còn ở bên trong không chống đỡ được bao lâu? Sau cấp 11 kiếm ý tôi thể đại trận còn muốn cao hơn một cấp 12 cấp kiếm ý tôi thể. Đại trận uy lực khủng bố, có thể tưởng tượng được. Bởi vì cơ thể của công giã nghiên đã chuyển hóa làm ám ma thân thể. Nhục thân cường độ cực kỳ cường hãn. Bạch y sở kiếm thu sợ cấp 11 kiếm ý tôi thể đại trận chấn không được nang, cho nên. Liền mượn thiên vũ động thiên động thiên chi lực bố trí 12 cấp kiếm ý tôi thể đại trận quả nhiên, lấy 12 cấp kiếm ý tôi thể đại trận uy lực. Liền công giã nghiên ám ma thân thể ở bên trong đều nhịn không được. Đáng sợ như vậy uy lực, sở kiếm thu cỗ này vô cấu phân thân nếu là tiến vào bên trong mà nói. Đơn giản chính là đang tìm cái chết, chỉ sợ liền thời gian một hơi thở, đều chống đỡ không nổi. Liền phải bị kiếm ý này tôi thể đại trận lăng lệ kiếm ý, đem thân thể cho cắt chém đến sụp đổ hắn cái này vô cấu phân thân nhục thân cường độ. Dù sao xa xa không thể cùng bản tôn so sánh, đến nỗi bạch y sở kiếm thu nói bản tôn sau khi trở. Về tiến vào cái này 12 cấp kiếm ý tôi thể đại trận bên trong cho công giã nghiên xem. Cũng không phải là thuần túy đang gạt nàng. Lấy bản tôn nhục thân cường độ, mặc dù tiến vào 12 cấp kiếm ý tôi thể đại trận bên trong. Sẽ có áp lực rất lớn, thế nhưng là cũng không phải hoàn toàn chống đỡ không nổi. Cắt ngươi không phải nói các ngươi Huyền Kiếm Tông mỗi người đều sử dụng loại này cái gọi là kiếm ý tôi thể đại trận tu luyện sao? Như thế nào ngược lại cũng chỉ có ngươi bản tôn dám vào vào bên trong." Công Dã Nghiên mặt coi thường hừ một tiếng nói, nàng cho rằng sở kiếm thu đây chính là đang gạt nàng. "Loại này kiếm ý tôi thể đại trận là phân đẳng cấp, bây giờ cái này kiếm ý tôi thể đại trận là trước mắt Huyền Kiếm Tông đẳng cấp cao nhất kiếm ý tôi thể đại trận." Bình thường Huyền Kiếm Tông đệ tử tu luyện sử dụng kiếm ý tôi thể đại trận, đẳng cấp tự nhiên muốn thấp một chút, nhưng mà lấy những cái kia Huyền Kiếm Tông đệ tử tu vi, đẳng cấp thấp một chút kiếm ý tôi thể đại trận đưa cho bọn hắn mang tới đau đớn. Lại tuyệt không so loại này đẳng cấp cao kiếm ý tôi thể đại trận cho ngươi mang đến đau đớn. Yếu, Bạch Y Sở kiếm thu lườm nàng một mắt nói. Nói xong Bạch Y Sở kiếm thu lại bố trí một cái cấp 11 kiếm ý tôi thể đại trận cất bước đi vào, ở lại bên trong thời gian một nén nhang, đi nữa đi ra. Hắn vô cấu phân thân mặc dù nhục thân cường độ phương diện còn kém rất rất xa bản tôn. Nhưng mà dù sao cũng là tu luyện chân vũ thần thể, lực phòng ngự cũng là không thể coi thường. Vẫn là có thể miễn cưỡng tại cấp 11 kiếm ý tôi thể đại trận bên trong nán lại một đoạn. Thời gian, Công Giã Nghiên thấy thế, cũng chạy vào cấp 11 kiếm ý tôi thể đại trận bên trong thử một chút cái này cấp 11 kiếm ý tôi thể đại trận đối với nàng mà nói. Mặc dù kém xa 12 cấp kiếm ý tôi thể đại trận mang cho nàng đau đớn như vậy khó có thể chịu đựng nhưng mà vẫn như cũ có thể làm cho nàng cảm nhận được một cỗ giống như thiên đao vạn. Quả một dạng đau đớn, loại thống khổ này độ chấn động, xen vào 12 cấp kiếm ý tôi thể đại trận cùng ma hóa kế hoạch ở giữa. Nhưng đây chỉ là nhằm vào nàng cái này đã chuyển hóa ám ma thân thể người mà thôi. Nếu là đối với Bạch Y Sở Kiếm Thu mà nói, loại đau khổ này độ chấn động tuyệt đối so với nàng thừa nhận mãnh liệt mấy chục hơn trăm lần. Nhưng nàng đã thấy đến Bạch Y Sở Kiếm Thu vừa rồi tại cái này cấp 11 kiếm ý tôi thể đại. Trận ngây ngô cái kia thời gian một nén nhang. Mặc dù nhục thân không ngừng mà đang sụp đổ tái tạo. Bạch Y Sở Kiếm Thu trên mặt lại một mảnh đạm nhiên. Giống như cái này vô cùng kinh khủng kiếm ý cắt chém ở trên người hắn như gió xuân Phật thể đồng dạng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Công giã nghiên nhìn thấy một màn này, trong mắt lập tức không khỏi một mảnh mờ mịt. Nàng thật sự bị bạch y sở kiếm thu biểu hiện cho khiếp sợ đến. Bây giờ ta cái này vô cấu phân thân còn không chịu đựng nổi 12 cấp kiếm ý tôi thể đại. Trận uy lực tại cấp 11 kiếm ý tôi thể đại trận bên trong ở lại. Chỉ sợ ngươi cũng sẽ không chân chính chịu phục. Chờ ta bản tôn sau khi trở về, lại để cho ngươi kiến thức một chút lão tử bản lĩnh chân. Chính, bạch y sở kiếm thu liếc qua đứng ở bên cạnh có chút ngẩn người công dã nghiên. Lạnh nhạt nói. Đi qua một loạt thao tác cuối cùng đem công dã nghiên cái này tiểu ngu xuẩn cho tạm thời chấn. Nhiếp rồi, kế tiếp bạch y sở kiếm thu tu luyện. Công dã nghiên cũng là ở một bên lặng yên quan sát. Cũng không còn lòng can đảm tiến lên quấy rối trong nháy mắt lại là thời gian nửa tháng đi qua oanh bạch y sở kiếm thu nhất kiếm vạch ra một đạo vô cùng đáng sợ liệt diễm kiếm khí ngang dọc mấy chục vạn dặm tựa hồ muốn đem cả bầu trời đều bổ làm hai nửa liệt diễm kiếm khí những nơi đi qua ngay cả không gian đều bị bị bỏng ra từng trận gợn sóng không gian tại đạo kiếm khí này chỗ đi qua hai bên vạn dặm phạm vi bên trong đều hóa thành một mảnh phần thiên biển lửa Bạch Y Sở Kiếm Thu liếc mắt nhìn một màn này, khẽ nhíu mày một cái đầu, cái này liệt diễm phần thiên kiếm kinh đệ ngũ trọng mặc dù đã luyện thành, nhưng mà lấy vô cấu phân thân thực lực thi triển ra dù sao vẫn là cực kỳ miễn cưỡng. Hơn nữa uy lực cũng không đủ. Cái này vô cấu phân thân tư chất, dù sao vẫn là xa xa không thể cùng bản tôn so sánh, nếu như là bản tôn tới thi triển một kiếm. Này mà nói, uy lực tuyệt đối có thể cường đại không chỉ gấp 10 lần. Chương 2680 kích động mình diệu. Nam Châu, Vạn Thạch Thành, Nam Cung Nhiễm Tiết lại tại trong phủ đệ của Sở Kiếm Thu ở nửa tháng chỉ là thời gian nửa tháng đi qua nhưng như cũ không thấy Sở Kiếm Thu trở về, bất quá. Nửa tháng này tới, Nam Cung Nhiễm Tiết ngược lại là không giống phía trước tháng kia chờ đến. Như vậy khí muộn, nàng nửa tháng này thời gian bên trong tại phục lệnh Tiết cùng đi phía dưới đi dạo nam châu không thiếu chỗ nam châu bây giờ phồn hoa cùng cường đại đích xác đem nàng cho chấn động bây giờ nam châu cảnh nội bách tính an cư lạc nghiệp so với phong nguyên vương triều cảnh nội bách tính trải qua đều muốn khoái lạc hạnh phúc gấp trăm lần phong nguyên vương triều cảnh nội mặc dù cũng có nhất định luật pháp trật tự nhưng mà cuối cùng đều vẫn là xem trọng một cái mạnh được yếu thua cường giả vi tôn pháp tác tại phong nguyên vương triều cảnh nội người bình thường yếu ớt như là con sâu cái kiến dù cho bị võ giả giết cũng sẽ không có người để ý chỉ cần những cái kia võ giả không phải trắng trợn sát lục căn bản liền sẽ không có người đi truy cứu bọn hắn giết một chút người bình thường phong nguyên vương triều quy củ càng nhiều vẫn là võ giả ở giữa quy củ có rất ít đối với người bình thường bảo hộ mà tại nam châu nam cung nhiễm tuyết đã thấy đến hoàn toàn khác biệt cảnh tượng ở đây cường giả là chịu đến cực kỳ nghiêm khắc quy củ ước thúc căn bản cũng không dám tùy ý làm bậy tại nam châu đối với người bình thường ra tay so với đối với võ giả ra tay xử phạt còn có thể càng thêm nghiêm khắc ngược lại là đối với võ giả giữa hai bên ra tay huyền kiếm tông cũng sẽ không quá nhiều để ý tới chỉ cần không nháo chết người tới dù cho võ giả giữa hai bên đánh ra óc cho tới huyền kiếm tông đều chẳng muốn đi để ý tới nhưng nếu như võ giả dám đối với nhỏ yếu người bình thường xuất thủ huyền kiếm tông chấp pháp đường lập tức liền sẽ để hắn hiểu được bông hoa vì cái gì hồng như vậy tại nam châu người bình thường cũng không có những địa phương khác người bình thường như thế đối với võ giả có mang vô cùng mãnh liệt e ngại ngược lại cùng võ giả ở giữa trung đụng được rất hòa hợp mà chính là bởi vì tại huyền kiếm tông quản lý phía dưới nam châu nhân tâm lực ngưng tụ vô cùng cường đại cơ hồ mỗi người đối với huyền kiếm tông đều có vô cùng mãnh liệt lòng trung thành nửa tháng này tới nam cung nhiễm tiết đem nam châu những địa phương khác đều đi dạo mấy lần ngược lại là bây giờ huyền kiếm tông trung tâm vạn thạch thành cùng huyền kiếm thành nàng đi dạo đến ít nhất dù sao vạn thạch thành cùng huyền kiếm trong thành có dấu huyền kiếm tông rất nhiều cơ mật Nam cung Nhiễm Tuyết xem như phong nguyên học cung cung chủ, dù sao vẫn là muốn chút mặt. Không tốt đi nhìn trộm Huyền kiếm tông những bí mật này. Nhưng mà tại liên tiếp đợi nửa tháng thời gian, Sở Kiếm Thu vẫn còn chưa có trở về. Nam cung Nhiễm Tuyết chờ đến trong lòng nộ khí, dứt khoát cũng lười cố kỵ nhiều như vậy, tiểu Tuyết, đây là địa phương nào, chúng ta vào xem. Một ngày này, Nam cung Nhiễm Tuyết cùng Phục Lệnh Tuyết đi tới một tòa to lớn vô cùng công xưởng trước mặt quay đầu hướng phục lệnh tiết hỏi, nam cung tỷ tỷ, đây là luyện khí phương. Chúng ta muốn đi vào mà nói, muốn hay không trước hết mời bày ra một chút hạ đại trưởng quỹ. Bây giờ công bộ sự tình cũng vẫn là hạ đại trưởng quỹ tại kiêm nhiệm quản lý đâu, phục. Lệnh tiết nghe được nam cung nhiễm tiết lời này, có chút hơi khó nói. Mang nam cung nhiễm tiết đi địa phương khác ngược lại là có thể tùy ý đi giao nhưng mà luyện khí phường thuộc về huyền kiếm tông cơ mật yếu địa một trong. Bình thường là cấm người bình thường tiến vào. Xin chỉ thị cái gì xin chỉ thị cái này có gì dễ xin phép. Sở kiếm thu đến lúc đó nếu là có ý kiến để cho hắn trực tiếp tới tìm bản cung tốt nam. Cùng nhiễm tiết khoát tay áo nói. Nếu như sở kiếm thu chủ động tới tìm nàng mà nói nàng còn cầu còn không được đâu. Hỗn đản này bây giờ rõ ràng là đang cố ý tránh né nàng nàng còn đang lo không có cách nào buộc hắn đi ra đâu. Nam cung nhiễm tuyết nói, lôi kéo phục lệnh tuyết tay. Cất bước hướng tòa này to lớn vô cùng công xưởng đi vào, lệnh tuyết cô nương, vị này là luyện. Khí phường cửa ra vào, chú đóng hai nhóm cực kỳ tinh nhuệ thủ vệ. Tên thị vệ kia thủ lĩnh nhìn thấy nam cung nhiễm tuyết cùng phục lệnh tuyết tới. Lập tức vội vàng nghênh đón tiếp lấy, hắn liếc mắt nhìn nam cung nhiễm tuyết. Hướng phục lệnh tuyết hỏi bản cung là chủ nợ sở kiếm thu cố ý tới xem một chút nơi này có bảo vật gì có thể lấy đi trả nợ các ngươi mau nhường đường để cho bản cung đi vào không đợi phục lệnh tiết mở miệng nam cung nhiễm tiết liền trực tiếp nói cái này vị cô nương này chúng ta huyền kiếm tông quy củ người xa lạ nếu như muốn tiến vào luyện khí phường mà nói là cần phải có chuẩn vào lệnh bài nếu như cô nương thật sự muốn tiến vào luyện khí phường mà nói không ngại đi trước hộ bộ bên kia hướng hạ đại trưởng quỹ xin phép một chút đang cầm đến chuẩn vào lệnh bài sau đó lại tới tên thị vệ kia thủ lĩnh cẩn thận từng ly từng tí nói trước mắt tên này dung mạo cô gái tuyệt mỹ khẩu khí lớn như thế hơn nữa còn là tại phục lệnh tiết tự mình cùng đi phía dưới tới hắn làm không cho phép nữ tử này thân phận nhất thời cũng không dám đắc tội bằng không nếu là nữ tử này lại là công tử hậu cung một trong mà nói hắn loại tiểu nhân vật này có thể thực đắc tội không nổi công tử sợ vợ sự tình huyền kiếm tông cơ hồ đã không người không hiểu liên công tử chính mình cũng không thể trêu vào hắn những nữ nhân kia thì càng không cần phải nói bọn hắn những thứ này xem như cấp dưới tướng lãnh bất quá không thể trêu vào còn không thể trêu vào nhưng mà huyền kiếm tông quy củ hắn cũng vẫn là phải nhắm mắt thi hành muốn cái gì chuẩn vào lệnh bài mau nhường đường bản cung hôm nay còn nhất định phải đi vào không thể. Nam cung nhiễm tiết sắc mặt lãnh đạm nói. Tốt nhất chuyện nơi đây làm lớn chuyện có thể đem sở kiếm thu ép nhảy ra, nàng cũng không tin. Sở kiếm thu thật đúng là có thể làm cho nàng tiến vào trong huyền kiếm tông luyện khí phường. Để cho nàng nhìn thấy huyền kiếm tông luyện khí phường cơ mật. Phải biết huyền kiếm tông luyện khí phường bên trong thế nhưng là rất có thể có chiến trận binh giáp luyện chế cơ mật thị vệ kia thủ lĩnh nhìn thấy một màn này lập tức một bên đau khổ khuyên bảo lấy một bên để cho thủ hạ thị vệ nhanh chóng đi vào đem sự tình nói cho luyện khí phường phường chủ luyện khí phường một gian to lớn vô cùng trong thạch thất đống đống tài liệu bày đầy toàn bộ thạch thất trong thạch thất cháy hừng hực lấy từng đoàn từng đoàn liệt diễm vô số luyện khí sư đem từng khối tài liệu ném vào bên trong chiếc đỉnh lớn dùng liệt diễm dung luyện lấy mà ở thạch thất một bên mười mấy tên luyện khí sư đang vây quanh một bộ khổng lồ kim loại áo giáp tụ tinh hội thần chắp vá lấy đến lúc cuối cùng một cái kim loại cấu kiện trang bị cả kiện cực lớn kim loại áo giáp mặt ngoài lập tức tản mát ra một đạo ánh sáng chói mát ha 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 trở thành trở thành ta mình diệu cuối cùng cũng có thể luyện chế ra chiến trận binh giáp nhìn thấy trước mắt một màn này mình diệu kích động đến ha ha cười nói lúc này tâm tình của hắn quả thực là kích động đến khó nói lên lời trước đó hắn một mực chỉ có thể cho sở kiếm thu luyện chế chiến trận binh giáp cơ sở cấu kiện mà chiến trận binh giáp chỉnh thể luyện chế vẫn là phải sở kiếm thu tự mình ra tay mình rượu trong lòng một mực nín một hơi muốn tự mình đem hoàn chỉnh chiến trận binh giáp luyện chế được cũng coi như không cô phụ sở kiếm thu cùng sư phụ thuần vu lúc một phen kỳ vọng cao mà Sở Kiếm Thu cũng một mực cổ vũ hắn đi nếm thử. Không cần phải lo lắng thí nghiệm thất bại mà dẫn đến tài liệu lãng phí. Có huyền kiếm đường cao thủ cùng đào quáng đội một mực tại Cửu Khê đại lục đầm lầy phía đông. Mãng Hoang Sơn Lâm tìm kiếm đủ loại khoáng vật tài nguyên cùng thiên tài địa bảo. Ngược lại bây giờ huyền kiếm tông đủ loại tài liệu chân quý rất nhiều.